Tiểu Hồng nhíu mày suy tư nói. Nhưng bên trong ma nguyên của ta mơ hồ có ký ức, chỉ cần người mang Nghê Hồng Thạch là có thể không chịu uy áp của giới lực, cho nên bất luận là ngươi hay ta cũng có thể tùy ý đi lại tự nhiên trong ma giới. Ồ, có chuyện này sao? Trong lòng Lý Vân Tiêu khẽ động, thầm nghĩ nếu như mỗi người đều cầm Nghê Hồng Thạch mà nói. Thế nhưng hắn lại lập tức bỏ ý niệm này trong đầu đi. Đừng nói là không có khả năng có nhiều Nghê Hồng Thạch như vậy, cho dù thực sự có, vũ giả bình thường cũng không chịu được lực lượng quỷ dị trong Nghê Hồng Thạch, sợ rằng trực tiếp nhập ma. Tiểu Hồng gật đầu, vẻ mặt nặng nề nói. Nếu như, ta nói là nếu như ma phổ thực sự không chống nổi, trong ma giới xuất hiện ma chủ mới, thiên vũ giới còn có lực lượng chống lại hay không? Vẻ mặt Lý Vân Tiêu cũng ngưng trong hẳn lên. Chỉ là thánh ma bình thường mà nói, có lẽ còn có thể dốc sức chiến một trận, thế nhưng ma chủ khống chế lục đại ma binh mà nói lại vô cùng khủng bố. Hắn nói, chuyện còn chưa phát triển tới mức này, ta và nàng cũng không cần phỏng đoán, thế nhưng vẫn không thể không đề phòng. Ta vừa vặn lại có ý định tiến vào trong ma giới nhất một chuyến, đến lúc đó thuận tiện cũng có thể nghe ngóng chuyện này một chút. Cái gì? Ngươi định đi vào ma giới nhất sao? Tiểu Hồng cả kinh, vội vàng nói. Mang ta theo đi. Cảnh Thất giật mình, muốn tiến lên ngăn cản, thế nhưng nghĩ tới than áp hận của mình cùng với thái độ của Tiểu Hồng đối với hắn hiện tại, hắn biết rõ có ngăn cản cũng vô dụng. Trong lòng vô cùng lo lắng mà không có biện pháp, hắn chỉ có thể nhìn qua Lý Vân Tiêu, hy vọng hắn ta có thể ngăn cản Tiểu Hồng. Tại sao? Lý Vân Tiêu hoàn toàn không nhìn ánh mắt của Cảnh Thất, có chút khó hiểu hỏi. Nàng muốn đi vào ma giới làm gì? Tiểu Hồng nói. Tuy rằng ta và ngươi đều có được đế ma nguyên của ma chủ, nhưng ta không giống với ngươi. Ma chỉ là một trong các công pháp của ngươi, mà bản thân ta chính là sinh linh do Thị Hồng Thạch sinh ra, cho nên đối với ta mà nói, nơi tốt nhất chính là ma giới. Nàng đột nhiên ngẩng đầu, có chút sâu kín nói. Tính ra mà nói, ta nên thuộc về ma tộc, Vân Tiêu ca ca là minh chủ Thiên Vũ Minh. Tương lai có lẽ sẽ giết ta cũng không chừng. Lý Vân Tiêu cười nói. Nàng nghĩ nhiều rồi, vô luận là tộc nào, bản thân ta cũng không có địch ý. Ta chỉ muốn giết ma tộc xâm lấn thiên vũ giới, ta tin rằng tuyệt đại đa số người ma tộc cũng không muốn xâm lấn thiên vũ giới. Đúng như vậy thật không? Tâm tình Tiểu Hồng lập tức trở nên tốt hẳn, cười nói. Tuy rằng ta là ma tộc, thế nhưng thiên vũ giới mới chính là cố hương của ta. Cuộc chiến của hai giới ta vẫn nên đứng ở bên thiên vũ giới. Lý Vân Tiêu gật gật đầu, nói. Chỉ mong nàng có thể nhớ kỹ chuyện nàng nói ngày hôm nay. Rốt cuộc tình cảnh ở trong ma giới thế nào ta cũng không rõ nữa, nhưng mà ta nghĩ vô cùng ác liệt, nếu như nàng thực sự muốn đi mà nói cũng không hẳn là không thể, chỉ là phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Hơn nữa một khi gặp nguy hiểm phải nhanh chóng nghĩ biện pháp trở về. Được, nếu như có nguy hiểm. Ta sẽ trở về tìm Vân Tiêu ca ca. Tiểu Hồng không ngừng gật đầu, nhìn thẳng vào Lý Vân Tiêu, hai mắt chớp động. Lý Vân Tiêu lên tiếng nhận lời, thế nhưng trong lòng lại cười khổ một tiếng. Cảm tình của Tiểu Hồng đối với hắn làm sao hắn lại không biết, chỉ là hắn đã thiếu nợ tình cảm của rất nhiều người, cho nên hắn không muốn làm tổn thương bất luận kẻ nào, cũng chỉ có thể giả ngu ngơ, làm như không thấy mà thôi. Thiên Tôn giả đại nhân. Người thực sự muốn đi vào trong ma giới hay sao? Cảnh Thất trầm mặc đã lâu rốt cuộc không nhịn được mà mở miệng hỏi. Tiểu Hồng nhíu mày, không vui nói. Sao nào, ngươi lại định quản chuyện của ta sao? Trong lòng Cảnh Thất đau khổ, thế nhưng đối với việc Tiểu Hồng nói chuyện với hắn như vậy hắn đã sớm quen cho nên hắn tiến lên, nói. Nếu như Thiên Tôn giả đại nhân nhất định muốn đi, ta nguyện ý đi cùng đại nhân. Sắc mặt Cảnh Thất cực kỳ khó coi. Trong lòng giống như lửa cháy bừng bừng. Cũng được, người có lựa chọn của mình, ta không ép buộc ngươi. Chỉ là một khi gặp nguy hiểm, ta sẽ không cứu ngươi. Chết cũng là do ngươi không biết lượng sức. Tiểu Hồng phất phất tay, dường như không muốn nhiều lời với hắn. Đặc biệt là trước mặt Lý Vân Tiêu, nàng không muốn vì người này mà làm ảnh hưởng tới thời gian quý giá ở cùng Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu gật đầu nói. Được, vậy thì chờ ta đi tới Bắc Hải một chuyến. Sau khi trở về liền lập tức tiến vào trong ma giới. Nàng ở trong Viêm Vũ Thành tu luyện một đoạn thời gian ngắn đi. Tuy rằng nàng là linh của Thị Hồng Thạch, thế nhưng quy tắc của thập phương giới đối với ngươi cũng có sự trợ giúp không nhỏ. Đi Bắc Hải làm gì? Tiểu Hồng sững sờ,
nàng vừa mới từ Bắc Hải tới a. Lý Vân Tiêu nói, làm một ít chuyện, chỉ là thời gian có hạn cho nên sẽ cố gắng nhanh hơn một chút. Tiểu Hồng lập tức nói, vậy thì ta sẽ đi cùng Vân Tiêu ca ca. Nàng nên ở lại Viêm Vũ Thành đi thôi, chúng ta đi muốn đi tìm một người, không có nguy hiểm gì, chỉ là tốn không ít thời gian mà thôi. Tìm người. Hai mắt Tiểu Hồng sáng ngời, vội vàng hỏi. Ta ở Bắc Hải đã lâu, hơn nữa thủ hạ cũng nhiều, có thể giúp Vân Tiêu ca ca tìm kiếm a. Lý Vân Tiêu cũng không muốn mang nàng đi, thế nhưng nhìn vẻ mặt khẩn trương trên vẻ mặt tinh xảo của nàng, hắn không đành lòng cự tuyệt. Hơn nữa Tiểu Hồng luôn ở lại Bắc Hải, có lẽ thực sự có thể giúp được cũng không chừng. Sau khi trầm tư một lát, hắn nói. Tốt, nàng có thể đi theo ta, nhưng tất cả phải nghe theo lệnh của ta, không chỉ là nàng, mà hắn cũng vậy. Hắn chỉ tay vào Cảnh Thất rồi nói. Nộ khí nghẹn khuất trong lòng Cảnh Thất đã lâu lúc này bộc phát, hắn cắn răng nói. Ta không phải người Thiên Vũ Minh, vì sao phải nghe lời ngươi? Điều kiện này quá bá đạo a. Không thành vấn đề. Tiểu Hồng đáp ứng, nhanh chóng xoay người lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Cảnh Thất, nói. Ngươi thích nghe thì nghe, còn nếu không thích nghe mà nói, nếu như để Vân Tiêu ca ca mất hứng, ta sẽ giết ngươi. Nghe vậy Cảnh Thất sửng sốt, ánh mắt lạnh lẽo thấu xương xuyên qua không khí bắn tới, bên trong ẩn chứa sát khí khiến cho toàn thân hắn rét run. Cho dù hoàn toàn không để ý tới tình cảm của hắn, thế nhưng tình nghĩa chủ tớ đi theo nhiều năm như vậy mà không ngờ lại có thể nói như vậy. Cảnh Thất lập tức im lặng không nói gì, lòng có cảm giác như đóng băng, giống như toàn thân rơi vào trong vực sâu vậy. Mà ngay cả Lý Vân Tiêu cũng không nhìn được mà vội hỏi. Ta tuyệt đối sẽ không làm khó Cảnh Thất, chỉ là sợ đại nhân hành động tùy ý làm chậm chuyện của chúng ta, chỉ cần đại nhân không được hành động tùy tiện là được rồi. Cảnh Thất thì hoàn toàn không có phản ứng, sắc mặt trắng bệch ngây người ra đứng lại tại chỗ, so với Thi Khôi thì hắn còn giống Thi Khôi hơn nhiều. Lời nói của Lý Vân Tiêu hắn hoàn toàn không nghe thấy mà trong đầu quanh quẩn lời nói tuyệt tình của Tiểu Hồng, từng tiếng giống như dao cắt trong lòng hắn, đau tới mức khiến cho hắn chết lặng. Cũng không biết mình tại sao lại tới Viêm Vũ Thành này. Mấy ngày sau, một chiếc chiến hạm phong cách cổ xưa ở trong Viêm Vũ Thành trực tiếp được đưa ra ngoài. Cùng lúc đó, tại một chỗ trong Bắc Hải, hư không bỗng nhiên bị đánh nát, chỉ có một chiếc chiến hạm rộng dài rộng chừng mấy trăm trượng từ trong thông đạo lao ra. Bởi vì không có tọa độ truyền tống trận cố định, chỉ là ước tính tới chỗ Bắc Hải, cho nên trực tiếp đi tới. Trên chiến hạm, Ba Mộc thống lĩnh và quản lý tất cả các công việc. Ba Long và Thủy Tiên cũng tới, thế nhưng tất cả mọi người đều cố gắng tiết kiệm thời gian tu luyện. Mà Ba Mộc cũng không cần tu luyện cái gì, cho nên mới để cho hắn làm thống soái lần tìm kiếm tù chi pháp thân này. Sau khi hắn tìm kiếm phương vị một chút chiến hạm lập tức hóa thành một đạo lưu quang, nhanh chóng phóng về phía Hải Chi Xâm Lâm. Sau trận chiến lần trước, Hải Chi Xâm Lâm cơ bản đã hỏng, thế nhưng dùng thân phận, địa vị tù chi pháp thân của bọn họ. Muốn mở một địa điểm ngay ở gần Hải Chi Xâm Lâm, cho nên cũng chỉ có thể đi tới vùng hải vực kia nhìn xem. Theo mọi người phân tích, tù chi pháp thân cơ hồ không có khả năng còn ở tại chỗ, thế nhưng Bắc Hải này to lớn như vậy thực sự khó có thể tìm ra, chỉ có thể thử một chút mà thôi. Hơn nữa huynh muội Đoan Mộc cùng Trách Thanh Phàm đều tới, nếu như thực sự không tìm được sẽ để cho huynh muội Đoan Mộc suy diễn. Trách Thanh Phàm từ lúc chiến hạm còn chưa tới gần Hải Chi Xâm Lâm đã đem phiến hải vực kia lật tung lên, cho tới bây giờ vẫn còn tìm kiếm trên hải vực, thế nhưng vẫn chưa thể phát hiện ra được cái gì. Lý Vân Tiêu cũng đã thử mấy lần, đều không thể cảm ứng được sự tồn tại của Ngạc Ngư. Mọi người tìm kiếm nhanh chóng lâm vào trong ngõ cụt, chiến hạm lẳng lặng dừng trên không trung, không biết nên đi đâu. Rơi vào đường cùng Lý Vân Tiêu đành phải triệu hồi Trách Thanh Phàm, để cho Đoan Mộc Hữu Ngọc suy tính. Đoan Mộc Hữu Ngọc xuất ra cửu diệu tinh trượng, bàn tay nhẹ nhàng vỗ vào tinh trượng, cửu diệu tinh trượng bay lên trên không trung. Đương đương, đương đương, thanh âm tinh trượng va chạm vào nhau, ở trong tinh trượng bắn ra quang mang màu vàng, bên trong có những điểm nhỏ lóng lánh, giống như những ngôi sao vận chuyển trên bầu trời. Dựa vào lực lượng tinh trượng này là có thể giảm bớt sự tổn thương đối với thân thể của bản thân người chiêm tinh. Đoan Mộc Hữu Ngọc không ngừng niệm pháp quyết đánh vào trong tinh đồ kia, lập tức khiến cho tinh trượng rung rung, một mảng lớn quang mang nhộn nhạo, gột rửa tinh đồ. Đám người Lý Vân Tiêu ở một bên lẳng lặng nhìn vào, chờ đợi kết quả cuối cùng.
đột nhiên quang mang lắc lư một hồi, tinh đồ chung quanh tinh trượng đột nhiên sụp đổ tạo thành những điểm sáng ngập trời, bỗng nhiên biến mất không thấy. Soảng! Đoan Mộc Hữu Ngọc dường như đã bị cắn trả, dưới quang mang kích động kia lập tức lùi lại mấy bước, nhanh chóng phun ra một ngụm máu tươi. Ca ca, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đoan Mộc Thương kinh ngạc, nhanh chóng bước lên phía trước đỡ Đoan Mộc Hữu Ngọc. Đoan Mộc Hữu Ngọc vô cùng kinh hãi, thì thào lẩm bẩm nói. Xảy ra chuyện gì, vì sao thứ gì cũng không thể suy tính ra được, một chuyện đơn giản như vậy mà lại bị một sức mạnh to lớn áp chế, hoàn toàn không suy tính ra được. Sức mạnh to lớn áp chế sao? Lý Vân Tiêu hoài nghi nói. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Từ từ nói tiếp. Hắn cũng tu luyện Thái Sơ Chân Quyết, đối với chuyện tính toán, đo lường tinh đồ cũng có một chút cảm ứng. Khuôn mặt Đoan Mộc Hữu Ngọc trắng bệch, trầm giọng nói. Năng lượng liên quan tới chuyện đang suy tính quá lớn, không dễ dàng nghịch chuyển thời không, khiến cho không thể diễn hóa ra diễn biến của tinh đồ. Ba Mộc sững sờ nói. Mặc dù tù nhục là pháp thân cảnh, cũng không có lực lượng cường đại như vậy a. Không thể nào ngăn cản suy tính ra được. Đoan Mộc Hữu Ngọc gật đầu nói. Sợ rằng có lực lượng của người khác can thiệp tới. Lý Vân Tiêu trầm ngâm nói. Không phải là giận vũ đó chứ? Đoan Mộc gật đầu nói. Rất có khả năng, nơi này bốn phía là biển, thậm chí hiện tại cả thiên vũ giới người có được lực lượng như vậy, hơn nữa lại đi làm chuyện như thế này cũng chỉ có chân long giận vũ. Phi Nghê Hỏa cản giận nói. Lão bất tử này nên sớm bị chôn vùi trong lịch sử, sống nhiều năm như vậy không biết đã tạo ra bao nhiêu việc ác a. Đoan Mộc Hữu Ngọc lắc đầu, cau mày nói. Dùng thực lực của giận vũ bây giờ còn chưa đủ để ngăn cản ta suy tính, hơn phân nửa là thủy long kia ra tay. Phiền phức rồi. Lý Vân Tiêu lo lắng nói. Cho dù không phải là giận vũ ra tay, ngạc ngư kia cũng gặp nguy hiểm. Thủy Thiên Vân phất tay áo mốt rơi cây si, trong đôi mắt xinh đẹp hiện lên vẻ tàn khốc, nói. Lần này chúng ta nhất định phải tìm ra giận vũ kia, băm vằm hắn thành vạn đoạn. Hải Chi Xâm Lâm cũng bị đám xú long này phá hủy. Trác Thanh Phàm nói. Hiện tại điều mấu chốt nhất chính là Tử Hải vô cùng lớn, chúng ta đi đâu tìm đám người này. Hơn nữa rất có khả năng thậm chí bọn họ còn không ở lại trong Tứ Hải. Đoan Mộc Hữu Ngọc cắn răng, trầm giọng nói. Để ta thử lại lần nữa, ta cũng không tin ta không tính ra được. Không được. Lý Vân Tiêu ngăn lại, nói. Nếu như cố gắng suy tính, chống lại lực lượng mạnh mẽ kia mà nói, cũng chỉ có bị trọng thương và hao tổn thọ nguyên mà thôi. Đoan Mộc Hữu Ngọc cười khổ nói. Vân Thiếu lo lắng quá nhiều rồi. Có chiêm bạc sư nào không phải là hao tổn thọ nguyên mà chết đâu. Miệng không thể rời khỏi giếng, tướng quân khó trách khỏi chết trận. Đoan Mộc Thế Gia từ trước tới nay có được bộ dáng như vậy không có ai không phải là bị giảm thọ mà chết, ta cũng chưa từng nghĩ tới việc mình sẽ sống lâu trăm tuổi. Đoan Mộc Hữu Ngọc không để ý tới mọi người ngăn cản, một chưởng vỗ vào trên cửu diệu tinh trượng, lập tức có một tiếng nổ lớn vang lên, lần nữa diễn hóa ra dị tượng tinh đồ quanh quẩn, xoay tròn quanh thân hắn. Vô số cổ văn từ trong hai tay Đoan Mộc Hữu Ngọc bay lên, quy tắc thời không trong Thái Sơ Thần Quyết không ngừng diễn hóa ra. Tất cả mọi người đều chăm chú nhìn vào trước mắt, trong mắt đều có chút lo lắng. Phanh! Một lúc lâu sau, trên tinh trượng phát ra tiếng kim loại giòn tan, một đạo kim quang bắn lên trên không trung, giống như pháo hoa nổ tung. Ầm ầm! Kim quang bắn sang bốn phương tám hướng, lập tức bao phủ về phía chân trời. Đoan Mộc Thương thấy thế hai tay vội vàng bấm pháp quyết, sau lưng hóa ra thiên thủ thiên nhãn, vô số phủ văn suy diễn bên trên thiên thủ. Sau khi huynh muội hai người toàn lực phối hợp, rốt cuộc cũng nhìn ra một ít mánh khóe. Mặt phía nam, Đoan Mộc Thương nhìn về phía nam, miệng nói. Dường như vẫn không thể tính toán ra cụ thể, thế nhưng có lẽ là ở phía nam. Tiểu Hồng cau mày nói. Mặt phía nam lớn như thế, phạm vi quá rộng a. Nàng Hồ Nghi nói tiếp. Các ngươi thực sự có thể suy đoán ra sao? Ngươi nói gì? Đoan Mộc Thương quay đầu hầm hầm nhìn về phía Tiểu Hồng, cắn răng nói. Ca ca ta đã cố hết sức, vì một chút manh mối này, vì suy diễn nó mà vừa rồi thoáng cái đã tổn thất 10 năm thọ nguyên. Tận 10 năm sao? Tiểu Hồng kinh ngạc trợn to mắt, ánh mắt có chút thương cảm nhìn qua Đoan Mộc Hữu Ngọc, không ngừng chật chật cùng lắc đầu. Ngươi có ý gì? Đoan Mộc Thương tức giận, bắt đầu nổi sung lên.
Tiểu Hồng lại mỉm cười, nhún vai nói. Không có gì a, chỉ là cảm thấy Chiêm Bạc Sư quá khổ mà thôi. Tiểu Hồng. Lý Vân Tiêu trầm giọng quát, hắn vô cùng bất mãn với lời nói và hành động của nàng hiện tại, trong lòng có chút hối hận khi mang nàng tới đây. Hắn và huynh muội Đoan Mộc Tương giao tâm đầu ý hợp, mà hai người cũng luôn tận tâm tận lực giúp hắn trước sau. Thậm chí hao tổn thọ nguyên cũng không tiếc, hành động này của Tiểu Hồng quả thực khiến cho hắn thất vọng và khó chịu. Vì vậy hắn nổi giận nói. Chớ nói lung tung, Ngọc Công Tử và Thương đã cố hết sức, không được nói bậy. Sắc mặt Tiểu Hồng biến hóa, khẽ bĩu môi. Lời nói của Lý Vân Tiêu đương nhiên nàng không dám cãi lại, thế nhưng trong lòng lại không công nhận năng lực của huynh muội Đoan Mộc. Đoan Mộc Hữu Ngọc chậm rãi mở mắt ra, cười khổ nói. Cũng không trách được Tiểu Hồng cô nương, thật sự là bản lĩnh của ta không đủ. Nhưng mà lần này suy tính quả thực cổ quái, cho dù là Giận Vũ và Thủy Long cũng không có sức mạnh to lớn như vậy, tất cả mọi người nên cẩn thận mới được. Ba Mộc đột nhiên lên tiếng nói. Liệu có phải là cửu uyên kia không? Chủ nhân thâm uyên kia sao? Lý Vân Tiêu cả kinh, chợt lắc đầu nói. Thực lực người nọ thâm bất khả chắc, nếu như là hắn thì thực sự cũng có khả năng. Nhưng ta lại không nghĩ tới lý do nào để cho hắn ra tay. Hơn phân nửa không phải là hắn. Ba Mộc hoang mang nói. Vậy thì có chút quái dị. Lý Vân Tiêu biết rõ có nghĩ tới việc này cũng không có tác dụng, dù sao cũng không biết kết quả, hắn nói. Hiện tại chỉ có thể đi một bước nhìn một bước, chúng ta nên tới phía nam tìm kiếm thôi. Thanh Phàm huynh, còn phải làm phiền huynh nhiều hơn. Hiểu rồi. Trác Thanh Phàm mỉm cười, thân ảnh lóe lên, chậm rãi biến mất trên chiến hạm. Ba Mộc nói. Phạm vi phía nam quả thực có chút lớn. Ba Long, người có khả năng câu thông với hải tộc trong Bắc Hải này không? Để cho bọn họ hỗ trợ có lẽ sẽ thuận tiện hơn nhiều. Vẻ mặt Ba Long có chút khó xử. Do dự một chút rồi thở dài nói. Tiên tổ đại nhân, ta sẽ cố hết sức. Nếu như là khi trước, dùng tên tuổi Hải Hoàng, ra lệnh một cái tự nhiên tứ hải sẽ thần phục. Thế nhưng sau trận chiến ở Hải Chi Xâm Lâm, bốn hải vương tộc cùng với Hải Hoàng Điện vì cãi nhau mà trở mặt, hơn nữa đều chết thảm. Thiếu đi tầng lớp vương tộc này, Ba Long từ lúc đó cũng chưa từng câu thông với những hải tộc phía dưới, sợ rằng sẽ không có ai nhận ra hắn. Cho nên lúc này tương đương với việc, Ba Long tới đây chỉ là một vị hoàng đế không ngai mà thôi. Hắn từ trong chiến hạm bay ra, lơ lửng đứng trên mặt hải vực. Giờ phút này đã là sáng sớm, những đám sương mù màu trắng trên hải vực cũng không thể ngăn cản tầm nhìn của những cường giả cấp bậc như bọn họ. Sau khi tính toán phương vị, Ba Long hít sâu một hơi, cánh tay đánh ra một đạo bí quyết vào trong hải vực. Mặt hải vực sau khi yên tĩnh mấy hô hấp có vài đạo thân ảnh từ dưới mặt nước nhảy ra, tạo thành mấy đạo thủy trụ bắn lên trên trời. Mấy tộc trưởng hải tộc phụ cận đều bị triệu hoán tới, sau khi Ba Long lộ thân phận, đám tộc trưởng này quả nhiên đều giận dữ không thôi. Dám cả gan giả mạo Hải Hoàng đại nhân, dù cho thực lực ngươi thông thiên thì sao? Chúng ta đâu phải là hạng người ham sống sợ chết, đừng hy vọng chúng ta sẽ khuất phục dưới dâm uy của ngươi. Nếu như ngày sau gặp lại, chúng ta sẽ dùng lực lượng toàn tộc chém dụng ngươi xuống nước. Mấy tộc trưởng hải tộc này đều có ngạo khí, dù cho bị khí tức của Ba Long đàn áp, thế nhưng vẫn chửi ầm lên, thà chết chứ không chịu khuất phục. Mấy người nhìn nhau, đều lắc đầu thở dài thả bọn họ ra. Lý Vân Tiêu bất đắc dĩ nói. Trước tiên cứ đi hướng nam thôi, có lẽ có thể phát hiện ra thứ gì đó. Hiện tại ta lo lắng nhất Ngạc Ngư sẽ gặp chuyện không may. Dùng cương phong chi thân của nó có lẽ không đến mức gặp phải nguy hiểm gì mới đúng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Dứt lời, trên mặt Lý Vân Tiêu không khỏi tràn ngập vẻ lo lắng. Mọi người hiện tại cũng không có biện pháp khác tốt hơn, cho nên chỉ có thể tiến về phía nam, tới đó rồi tính tiếp. Chiến hạm phi hành hơn nửa ngày, cũng không thấy bất luận một chút manh mối nào. Dọc đường đi chỉ là một mảnh hải vực mênh mông, không bờ không bến. Nếu như trên chiến hạm không có kim chỉ nam mà nói, sợ rằng mọi người đã sớm mất đi phương hướng. Cảnh Thất đột nhiên nói ra. Cách hải vực này không xa có lẽ chính là Đại Luân Đảo. Đại Luân Đảo. Lý Vân Tiêu sững sờ, nói. Là nơi chính giữa của Thiên Vũ Đại Lục và Thiên Tiệm Nhai sao? Cảnh Thất gật đầu nói. Đúng vậy. Trong lòng Lý Vân Tiêu cảm thấy kinh ngạc, trong lúc mơ hồ dường như đã nắm bắt được thứ gì đó, nói.
Đại Luân đảo ta đã đi qua đó mấy lần, thế nhưng lại không biết là ở trong mảnh hải vực này. Dù sao tứ hải to lớn khó có thể đánh giá được. Mỗi một lần đều thông qua truyền tống trận đi qua, Cảnh Thất đại nhân có thể tìm được vị trí cụ thể hay không? Cảnh Thất cũng không nhìn qua Lý Vân Tiêu, miệng kêu một tiếng, hai tay khoanh trước ngực, quanh thân tản ra khí tức lạnh lẽo như băng. Lý Vân Tiêu cau mày, trong lòng phiền muộn không thôi, hắn biết rõ tên này bởi vì có quan hệ với Tiểu Hồng, trong lòng đã sớm hận hắn không thể chết đi. Cho nên trong lòng thở dài không thôi. Tiểu Hồng nhìn thấy Lý Vân Tiêu mất mặt, khẽ nhíu mày, mở miệng quát lên một tiếng. Còn không mau nói. Cảnh Thất u oán liếc nhìn Lý Vân Tiêu, rồi mới lên tiếng. Đương nhiên có thể tìm được, trên Đại Luân đảo còn có chú địa do ta phái ra, tự nhiên ta có nắm giữ tọa độ không gian. Hắn sợ Tiểu Hồng lại trách mắng hắn cho nên cực kỳ trung thực ném một cái la bàn về phía Lý Vân Tiêu, nói. Đại Luân đảo ở phía đó. Lý Vân Tiêu đại hỉ, sau khi biết được phương hướng lập tức ôm quyền nói. Đa tạ. Tiểu Hồng nói. Vân Tiêu ca ca nghi ngờ việc tù chi pháp thân mất tích có liên quan tới Đại Luân đảo và Thiên Tiệm Nhai hay sao? Lý Vân Tiêu nói. Việc này khó có thể nói chính xác được, nhưng hiện tại bây giờ chúng ta giống như đang lâm vào trong cõi mê, cũng chỉ có thể đi tới Đại Luân đảo thử thời vận. Sau đó hắn nắm lấy la bàn kia, giao cho người khống chế chiến hạm. Chiến hạm nhanh chóng gia tốc, hóa thành một đạo lưu quang có tốc độ nhanh nhất hướng về phía tọa độ kia. Sau hơn một ngày sau, mọi người rốt cuộc tiến vào một phiến hải vực, đi vào phạm vi của Đại Luân đảo. Trong đảo vô cùng tấp nập, các loại quán xá liên miên trước mắt, thỉnh thoảng có truyền tống trận sáng lên, dòng người vãng lai nối liền không dứt, vô cùng phồn vinh. Tuy rằng hiện tại Thiên Hạ Tông môn tàn lụi, nhưng đây là nơi trao đổi lớn nhất của Thiên Vũ Đại Lục và các thế gia ở hải ngoạn, thậm chí là nơi duy nhất, cho nên vô cùng phồn hoa, cơ hồ không bị ma kiếp ảnh hưởng. Sau khi chiến hạm bay vào phạm vi của Đại Luân đảo, rất nhanh chóng lập tức gặp phải lực lượng kết giới cường đại ngăn cản. Người tới là người phương nào? Chạm phải kết giới, lập tức có vô số đạo quang mang nhanh chóng phóng tới, nhìn về phía chiến hạm to lớn quát lên một tiếng. Trên chiến hạm này không có tiêu chí rõ ràng, thế nhưng lại nhìn qua giống như tự nhiên, chi tiết, tỉ mỉ, bên trong tỉ mỉ lại có chút tinh xảo, tuyệt đối không phải là một chiến hạm bình thường. Hơn nữa quan trọng hơn là chiến hạm này trực tiếp từ bên ngoài tới, cũng không phải từ trong Đại Luân đảo truyền tống ra. Chuyện này đã nói lên hai điểm, chủ nhân của chiến hạm này trong lúc vô tình tới chỗ này, hoặc là biết rõ tọa độ cụ thể của Đại Luân đảo. Mà xác suất trong lúc vô tình tới đây cơ hồ không cần phải nói, cho nên nhất định là khả năng thứ hai. Đã biết vị trí cụ thể của Đại Luân đảo, vậy thì thân phận người đến tuyệt đối không thấp. Thủ hộ giả của Đại Luân đảo không ngừng suy nghĩ. Nhanh chóng thu hoạch được nhiều tin tức như vậy, hơn nữa đều là tin tức vô cùng quan trọng. Cho nên hắn lập tức cẩn thận, thái độ không dám lãnh đạm. Trên chiến hạm, Bắc Quyến Nam cao giọng nói. Xin các hạ thông chi cho Vũ đại nhân của Thiên Tiệm Nhai, nói người Thiên Vũ Minh tới bái phỏng. Cái gì, Thiên Vũ Minh? Thủ hộ giả kia giật mình, mặc dù hắn biết thân phận người tới không đơn giản, thế nhưng hắn tuyệt đối không ngờ tới lại là người Thiên Vũ Minh. Dù sao Thiên Vũ Minh hiện tại giống như mặt trời ban trưa, chỉ là tâm tư đều đặt vào trên ma chiến, mà Đại Luân đảo vẫn lánh đời không hiện thân, cũng không có phân tranh lợi ích với đại lục. Hẳn là bọn họ tới thuyết phục gia nhập Thiên Tiệm Nhai gia nhập Thiên Vũ Minh a. Trong lòng thủ hộ giả kia thầm nhủ, loại chuyện này không tới phiên hắn quan tâm, cho nên hắn vội vàng ôm quyền nói. Nam Khâu Vũ đại nhân cũng không ở trên đảo, chờ ta đi thông chi Tả Giai đại nhân phụ trách đảo hiện tại. Nói xong hắn quay người lại, lập tức bay vào trong đảo rồi biến mất không thấy. Đôi mắt dễ thương của Đoan Mộc Thương chớp chớp, nói. Nam Khâu Vũ không ở trên đảo sao? Chuyện này có lẽ không liên quan tới bọn họ. Hắn nói không ở là không ở sao? Lý Vân Tiêu bật cười khanh khách, nói. Còn nữa, ta cũng không cho rằng việc này có quan hệ với Thiên Tiệm Nhai, chỉ hy vọng có thể tìm được một ít manh mối mà thôi. Đoan Mộc Hữu Ngọc thở dài. Lúc trước thật sự là thất sách ha, nếu như người ở lại không phải là Ngạc Ngư mà là Thanh Phàm huynh mà nói, hiện tại có lẽ đã về rồi. Lý Vân Tiêu cười khổ nói. Lúc ấy tình hình sau trận chiến vô cùng thảm thiết, ai lại nghĩ được nhiều như vậy? Rất nhanh, trên Đại Luân đảo có mấy đạo quang mang bắn ra, một người dẫn đầu có thân thể thon dài, tướng mạo tuấn lãng,
người mặc một bộ trường sam màu xanh nho nhã, mắt sáng như đuốc, mái tóc dài tung bay, nhìn qua vô cùng kiên cường, không giống như thư sinh mà giống như là nho tướng. Người này nhìn về phía chiến hạm, ánh mắt biến ảo bất định, ôm quyền cao giọng nói. Tả Giai phụ trách Đại Luân Đảo bái kiến chư vị đại nhân của Thiên Vũ Minh. Không biết là vị đại nhân nào của Thiên Vũ Minh giá lâm Đại Luân Đảo, không tiếp đón từ xa mong chư vị thứ tội. Lý Vân Tiêu trả lời. Tại hạ Lý Vân Tiêu của Viêm Vũ Thành. Lý Vân Tiêu. Tả Giai cùng với các cường giả bốn phía đều chấn động, mở miệng kêu lên một tiếng. Minh chủ Thiên Vũ Minh. Lý Vân Tiêu lại cười nói. Chính là tại hạ. Danh tiếng của Lý Vân Tiêu vang vọng trong thiên hạ, đám người Tả Giai không dám lãnh đạm, vội vàng hạ lệnh mở kết giới phòng ngự trên đảo ra, để cho chiến hạm kia tiến vào bên trong. Kỳ thật bọn họ đối với thân phận của Lý Vân Tiêu vẫn có chút hoài nghi, thế nhưng mà những người kia mơ hồ có chút tức giận khiến cho bọn họ hít thở không thôi. Cho dù là đối phương giả mạo thì bọn họ cũng chỉ có thể giả vờ không biết, tiếp tục giả vờ ngây ngốc mà thôi. Rất nhanh, Đại Luân Đảo dùng phương thức long trọng nhất tiếp đón mọi người. Trong phạm vi thiên tiệm nhai quản lý, trong lầu các xa hoa nhất có một hai tỷ nữ xinh đẹp không ngừng di chuyển, tay nâng thức ăn tinh xảo đi tới. Kim tôn rượu ngon đấu 10.000, khay ngọc món ăn quý và lạ giá trị vạn tiễn. Tả Giai mỉm cười dẫn mọi người ngồi xuống, thong dong cười nói. Một chút rượu nhạt, mong rằng chư vị đại nhân rộng lòng tha thứ. Có chỗ nào chiếu cố không chu toàn, Tả Giai ở đây bồi tội với chư vị trước. Mọi người đều cười nói đâu có. Sau khi ngồi xuống, Lý Vân Tiêu lập tức đi thẳng vào vấn đề nói hỏi. Năm đó từ lần gặp Nam Khâu Vũ đại nhân lần cuối ở trong trọng khí tháp của Vĩnh Sinh chi giới, về sau đã lâu không còn gặp mặt, thật sự là hoài niệm a. Không biết gần đây đại nhân gần đây có tốt không? Tả Giai vội chắp tay, nói. Nhờ hồng phúc của Vân Tiêu đại nhân, Nam Khâu Vũ đại nhân vẫn luôn mạnh khỏe. Lý Vân Tiêu cười gật đầu nói tiếp. Tả Giai đại nhân, ta có một chuyện muốn hỏi. Những ngày gần đây trong khu vực Nam vực Bắc Hải này có chuyện gì xảy ra hay không? Có chuyện gì xảy ra? Tả Giai sững sờ, trầm ngâm một lát rồi hỏi. Không biết đại nhân đang nói tới chuyện gì? Lý Vân Tiêu ngồi uống rượu, tay buông chén rượu ra, nói. Là chuyện ngươi cảm thấy giống như chuyện lớn. Chuyện ta cảm thấy là chuyện lớn sao? Tả Giai nghĩ ngợi một hồi, nhanh chóng đếm ngón tay tính toán, miệng thì nói. Thập thất công tử của Mộ Dung gia thành hôn với Tĩnh Như tiểu thư của Trương gia. Tam Di Thái, môn chủ Bách Hoa quyền phái cùng với đại đệ tử hắn bỏ trốn. Còn có Giang Nam bị đóng cửa. Lão Vương bát đản Hoàng Hạc kia ăn uống, chơi gái, đánh bạc thiếu nợ 3,5 ức nguyên thạch, mang theo em vợ hắn chạy trốn. Còn có trên Đại Luân Đảo mới mở một phố bánh bao không tệ, ăn vô cùng ngon. Ta đề nghị Vân Tiêu đại nhân nên tới nếm thử, nếu không thì ta sẽ nhờ ngươi đi mua dùm. Khục, khục khục, ngừng, ngừng. Vẻ mặt Lý Vân Tiêu tràn ngập hắc tuyến, gõ gõ cái bàn, nói. Trừ những chuyện lông gà lông tỏi này ra, trên hải vực phía nam này còn có chuyện gì xảy ra hay không? Trên hải vực phía nam này sao? Tả Giai trầm tư suy tư một hồi, lắc đầu nói. Có lẽ là kẻ hèn này cả ngày bận rộn. Cho nên cũng không có quá nhiều tin tức. Nhưng mà nghe nói ở hải vực cách đây 3.000 dặm có một hải tộc A cấp di chuyển tới, không biết chuyện này có tính là chuyện lớn hay không? Lý Vân Tiêu nói. Không tính. Tả Giai bất đắc dĩ buông tay nói. Vậy thì cũng không có chuyện gì lớn. Lý Vân Tiêu ra vẻ buồn bã nói. Tả Giai đại nhân, ngươi không thành thật rồi. Ách, cái này, tại sao Vân Tiêu đại nhân lại nói vậy? Tả Giai giật mình. Vẻ mặt vô cùng vô tội nhìn về phía Lý Vân Tiêu hỏi. Lý Vân Tiêu cười lạnh nói. Ta không có nhẫn nại nói chuyện phiếm với ngươi, Đại Luân Đảo ở phiến hải vực này không có lý do gì không thu được bất kỳ tin tức gì. Xem ra ta phải tìm kiếm tin tức từ trong đầu ngươi vậy. Vẻ mặt Lý Vân Tiêu lạnh lẽo, hàn ý lạnh thấu xương từ trên người lan tràn ra. Tả Giai và những người phụ trách Đại Luân Đảo bị dọa không nhẹ, liên tục kêu oan. Tả Giai lại vừa giận vừa sợ, trợn to mắt, vội vàng la lên. Vân Tiêu đại nhân, người không thể như vậy a. Chúng ta thực sự không có giấu giếm gì, gần đây quả thực không có xảy ra chuyện gì lớn. Tên còn lại cũng tức giận nói. Từ đầu chúng ta đã coi đại nhân là khách quý, tự hỏi bản thân không bạc đại đại nhân, hỏi gì đáp đó, có sao nói vậy.
Vân Tiêu đại nhân có chứng cứ gì nói chúng ta không thành thật? Thiên Tiệm, nhài tuy rằng không bằng Thiên Vũ Minh, nhưng mà không thể tùy ý bị người khác bắt nạt như vậy. Hắc hắc, Lý Vân Tiêu gượng cười một chút, nói. Bắt nạt thì không phải bắt nạt, phải nhìn vào thực lực a. Về phần nói chứng cứ, hắn xòe tay ra, nói. Ta quả thực không có chứng cứ, nhưng mà ta nhận định các ngươi không thành thật trả lời ta. Thế nào, không phục sao? Thời gian của bản thiếu quý giá, trong vòng 10 tức nếu như không nói ra câu trả lời cho ta thỏa mãn mà nói, ta sẽ tự mình động thủ, đừng trách ta chưa cho các ngươi cơ hội. Cho dù ta thực sự đổ oan cho các ngươi, sau khi các ngươi chết ta sẽ hủy toàn bộ hiện trường, Nam Khâu Vũ nhất định sẽ không tra ra được là ta làm. Lý Vân Tiêu cười lạnh nói. Cho dù vạn nhất hắn tra ra được sẽ làm gì cho các ngươi? Chọn các ngươi hay là chọn làm địch với Thiên Vũ Minh? Cho nên nói, nếu như quả thực không có tin tức gì mà nói chỉ trách số mệnh các ngươi không tốt, chết cũng vô ích mà thôi. Hắn chậm rãi nói, bộ dáng hoàn toàn không đặt đám người này vào trong mắt, hơn nữa khí thế trên người đã sớm trấn áp toàn bộ đối phương, muốn chạy trốn hoặc tự sát tuyệt đối là chuyện không có khả năng. Vẻ mặt đám người Tả Giai đã sớm trắng bệch giống như không có chút máu tươi nào, tràn ngập vẻ sợ hãi và hoảng sợ. Từng lời nói của Lý Vân Tiêu giống như khắc vào tâm tư. Nói chúng tim đen, cho dù là Nam Khâu Vũ biết được chuyện này mà nói cũng không có khả năng lựa chọn đối địch với Thiên Vũ Minh, chỉ có thể giả ngu cho rằng không biết. Bây giờ nói cũng khó tránh khỏi bên trên trách tội. Không nói Lý Vân Tiêu này càng không phải là người dễ trêu vào. Mấy người bọn hắn sợ rằng sẽ chết vô ích. 1. Lý Vân Tiêu bắt đầu đếm số. Đừng siêu hồn phách ta, ta nói. Rốt cuộc cũng có người bị dọa tới mất gan, vội vàng khóc giống lên tiếng. Hiểu Đông, ngươi. Tả Giai tức giận không nói, vẻ mặt nho nhã căng cứng, ánh mắt gắt gao nhìn thẳng về phía trước, tràn ngập sát khí. Vẻ mặt Trương Hiểu Đông giống như đưa dám, nói. Đại nhân, không nói lời nào nhất định sẽ chết, hơn nữa là hồn phi phách tán, chết cũng là chết vô ích a. À, quả nhiên là có ẩn tình. Đám người Khúc Hồng Nhan trong thoáng chốc như bừng tỉnh sau cơn mê. Ba Mộc cười nói. Vân thiếu giả làm ác nhân quả nhiên vô cùng hữu dụng a. Thủy Tiên nghiêng đầu một lát rồi nói. Vân Tiêu ca ca thật thông minh, làm sao ca ca có thể đoán ra được bọn họ không thành thật vậy? Lý Vân Tiêu cười nói. Không phải ta nói rồi sao? Kỳ thật cái gì ta cũng không biết, chỉ là Ngọc Công Tử suy tính ra chuyện này xảy ra ở vùng biển phía nam của Bắc Hải, mà Đại Luân Đảo ở nơi này, hải vực này là phạm vi thế lực của Thiên Tiệm Nhai. Cho nên ta chỉ cần dọa một cái bọn họ đã sợ hãi. Thì ra là làm cho chúng ta sợ. Đám người Tả Giai và Trương Hiểu Đông há hốc mồm, trong lòng thầm mắng lão hồ ly, thế nhưng vẻ mặt lại buông lỏng, biết rõ còn có chỗ giữ mạng. Lý Vân Tiêu gật đầu nói. Dùng quan hệ của ta và Nam Khâu Vũ Đại Nhân, nhất định không có khả năng siêu hồn phách các ngươi, hơn nữa dưới tình huống dùng lời nói và tinh thần uy hiếp các ngươi nhất định sẽ nói ra. Đây là chuyện ta vô cùng tin tưởng, về sau tự nhiên sẽ thả chư vị ra. Đám người Tả Giai mặt trắng như tờ giấy, tất cả đều cắn răng không lên tiếng. Lý Vân Tiêu ôm quyền nói. Hành động bất đắc dĩ mong chư vị đại nhân thứ tội. Hàn khí trên người hắn thu lại, đám người Tả Giai cảm thấy áp lực giảm bớt, thế nhưng áp lực trong lòng lại nặng như núi, có mấy người thậm chí còn muốn khóc. Lý Vân Tiêu nói. Xem ra chư vị đã bị lệnh cấm nói tới chuyện này a, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà khiến cho Thiên Tiệm Nhai coi trọng như vậy? Tả Giai chán nản nói. Nói ra là vi phạm môn quy, môn phái sợ rằng sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Lý Vân Tiêu nói. Không sao, ta thấy chư vị đều có thực lực không tầm thường, có thể tới Viêm Vũ Thành, không những có thể tinh tiến tu vi, mà còn có thể tham ngộ và đối kháng với ma tộc. Vì an nguy của Thiên Vũ giới mà phát huy ra lực lượng của bản thân mình, cũng chính là phát ra giá trị nhân sinh của mình. Chứ đừng lúc nào cũng ở lại trên Đại Luân Đảo, cả đời tầm thường vô vị. Đám người Tả Giai sững sờ, đều trầm tư không nói gì. Tuy rằng bọn họ không muốn tham gia cái gọi là ma chiến gì đó, dù chưa tận mắt nhìn thấy, nhưng mà bọn họ nghe nói trình độ thảm thiết hoàn toàn chính là một lò luyện người cực lớn. Không có thực lực hư cực thần cảnh, một khi tham dự vào bên trong lập tức bị nóng chảy. Ai cũng tiếc mạng, không muốn chết. Nhưng đi tới Viêm Vũ Thành là lựa chọn không tệ, nếu như tu vi có thể tinh tiến mà nói, đối với thọ nguyên và thực lực đều có thể tăng lên một mảng.
Sau khi nghĩ thông suốt, Tả Giai không ngờ lại dẫn đầu quỳ xuống rồi lên tiếng. Chúng ta nguyện ý gia nhập Viêm Vũ Thành, Tôn Vân Tiêu đại nhân làm chủ, giống như thiên lôi sai đâu đánh đó. Mấy người còn lại cũng vội vàng quỳ xuống, thề thuần phục. Lý Vân Tiêu nâng đám người này lên, cười nói. Rất tốt, hiện tại đã là người một nhà, vậy thì không thể biết mà không nói, nên biết gì nói nấy đi a. Vẻ mặt Tả Giai run rẩy, hiển nhiên trong lòng vẫn còn chút sợ hãi, một lúc lâu sau hắn mới thở dài nói một hơi. Kỳ thật xảy ra chuyện gì bản thân chúng ta cũng không biết rõ, thế nhưng bên trên dường như lại vô cùng coi trọng. Tất cả mọi người đều nhận được lệnh, chỉ cần có người tiết lộ ra chút phong thanh, kết cục của hắn ta cũng không tốt hơn chữ chết một chút nào. Trương Hiểu Đông nhanh nhảu cướp lời, nói. Để ta nói tiếp đi. Vừa mới gia nhập vào phái đoàn của chủ tử mới, hắn cũng nên dâng tặng một chút tin tức hữu dụng gì đó. Tả ra nhíu mày, mặc dù trong lòng không thích thế nhưng lại không thèm để ý tới, vẻ mặt vô cùng khinh thường. Đám người còn lại đều hầm hầm nhìn về phía Trương Hiểu Đông, trong lòng có bất mãn, thế nhưng Trương Hiểu Đông đâu thèm chú ý tới những vấn đề này, đã bắt đầu phối hợp nói ra. Cái gì? Trong ba vạn lý hải vực phía nam này đã thành biển chết. Sau khi nghe Trương Hiểu Đông nói xong hết, tất cả mọi người chấn động, Ba Long thì thất thanh kêu lên. Tuy rằng cái danh hải hoàng của hắn hiện tại có cũng như không, thế nhưng dù sao hắn cũng đã từng thống trị tứ hải, đối với hải tộc vẫn có tình cảm sâu đậm, nghe vậy trong lòng không khỏi lo lắng. Trương Hiểu Đông vội nói. Đúng vậy, chúng ta cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng mà chuyện lần này ảnh hưởng vô cùng lớn. Cơ hồ bao trùm cả một vùng hải vực rộng chừng 10 vạn dặm. Nghe nói đã trở thành một mảnh biển chết, bất luận sinh linh nào cũng không còn tồn tại, gần đây có một lượng lớn hải tộc cấp độ A chuyển tới gần Đại Luân Đảo cũng là do bị liên lụy tới chuyện này. Đám người Lý Vân Tiêu nhìn nhau, đều nhìn thấy vẻ lo lắng trong mắt đối phương. Muốn đem một hải vực rộng chừng 10 vạn dặm thành biển chết, dùng năng lực của tù thì tuyệt đối có thể làm được, thế nhưng hắn ta lại không có lý do làm như vậy. Hơn nữa ảnh hưởng tới phạm vi to lớn như vậy tuyệt đối không phải trong thời gian ngắn là có thể làm được. Lý Vân Tiêu nhìn về phía Tả Giai, nói. Bên trên thiên tiệm nhai nói thế nào? Bọn họ nhất định đã biết một chút tin tức gì đó, bằng không không có khả năng sẽ phong bế tin tức. Tả Giai lắc đầu nói. Cái gì cũng không nói, chỉ nói đã xảy ra biến cố, bảo chúng ta ngàn vạn lần không được xâm nhập vào trong hải vực kia. Hơn nữa tất cả không được tiết lộ tin tức. Bằng không sẽ xử lý nghiêm khắc. Đại Luân Đảo là trung tâm các thế gia hải ngoại tụ tập, cũng là trung tâm trao đổi của Thiên Vũ Đại Lục. Chỉ cần khống chế tốt nơi trung chuyển tin tức này là cơ hồ có thể áp chế được. Lý Vân Tiêu nhìn về phía mọi người, nói. Chư vị có cái nhìn thế nào? Ba Mộc nói. Thật giống có người đại chiến một hồi, nhưng mà bao phủ vùng biển 10 vạn dặm, như vậy. Nói xong bản thân hắn cũng sững sốt, lập tức lột đổ quan điểm của mình. Lắc đầu nói. Sợ rằng chỉ có cuộc chiến giới vương cảnh mới có thể tạo thành trùng kích như thế. Đoan Mộc Hữu Ngọc nói. Quả nhiên có dị thường, có thể ngăn cản ta suy diễn, mọi người cẩn thận là hơn. Bắc Quyến Nam nói. Tất cả suy đoán đều không có ý nghĩa, trước tiên chúng ta tìm vài hải tộc đang di chuyển hỏi một chút, sau đó lại đi quan sát tình huống. Lý Vân Tiêu gật đầu nói. Đúng vậy. Những hải tộc đang di chuyển chắc chắn biết tin tức. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta đi thôi. Lập tức đám người Tả Giai cũng thu dọn đồ đạc chuyển nhà theo bọn họ. Lý Vân Tiêu khoát khoát tay nói. Việc chúng ta làm vô cùng nguy hiểm, không nên mang quá nhiều người. Tả Giai đại nhân đi theo chúng ta thôi, những người còn lại đi thành Viêm Vũ, ta cho ngươi một đạo thủ dụ. Tả Giai lập tức thở dài hành lễ. Cũng phân phó người vụng trộm mang theo gia thuộc già trẻ rời khỏi đảo Đại Luân. Bản thân đảo Đại Luân là trung tâm trung chuyển, hơn nữa là do bọn họ khống chế, muốn toàn thân trở ra không phải chuyện khó. Chiến hạm của Thiên Võ Minh nhanh chóng phá không bay lên, hóa thành hào quang bay về hướng nam. Chiến hạm xé gió lao vào trong hải vực vô tận. Lý Vân Tiêu nhìn vào biển rộng mênh mông, đôi mắt màu vàng dò xét bốn phía, chỉ vào một hướng và nói. Phía dưới có hải tộc, tộc nhân đang bận rộn kiến thiết xây dựng, chắc là vừa di chuyển tới. Hắn lại truyền âm vào mặt biển. Qua mấy hô hấp mặt biển bị xét nứt, một thân ảnh cường tráng lao ra ngoài. Con cá lớn thật xấu. Thủy Tiên ghét bỏ kinh hô một tiếng, bất mãn với ngoại hình hải tộc.
Tên hải tộc kia có thân hình cường tráng, giống như con trâu nước, ngũ quan co rút cùng một chỗ, gương mặt rất buồn cười. Bị khí thế cường đại tập trung, tên hải tộc kia không dám lỗ mãng, sợ hãi nhìn qua chiến hạm, hỏi. Là vị nào đại nhân gọi ta đến? Tại hạ là tộc trưởng Hồng Thị Tộc, bái kiến chư vị đại nhân. Ánh mắt của hắn nhìn chiến hạm, phát hiện thực lực của mỗi người đều mạnh hơn hắn, hắn câm như hến. Hồng Thị Tộc. Thủy Tiên nghiêng đầu suy nghĩ, nói. Chưa từng nghe qua. Bốn biển to lớn khó có thể đánh giá, trong đó thai nghén ra rất nhiều chủng tộc kỳ lạ. Mặc dù nàng là con gái Hải Hoàng cũng không thể biết rõ. Lý Vân Tiêu nhìn thấy tên hải tộc chấn định lại, lúc này mới nói. Ta hỏi ngươi, vì sao các ngươi quyết định di chuyển tới vùng biển này? Tộc trưởng Hồng Thị Tộc sững sờ, dường như hiểu ra cái gì, vội nói. Tại hạ không biết hải vực này là lãnh địa của các vị đại nhân, mong rằng thứ tội. Chúng ta sẽ rời đi. Lý Vân Tiêu thấy thái độ hắn như thế thì chóng mặt, nói. Đừng nghĩ lung tung, chúng ta chỉ là đi ngang qua, chỉ muốn biết vì sao các ngươi di chuyển tới đây mà thôi. À, là ta nghĩ sai. Tộc trưởng Hồng Thị Tộc thở ra một hơi, dường như trong hải tộc chuyện xâm chiếm địa bàn là vô cùng nghiêm trọng, đến lúc đó song phương sẽ là ngươi chết ta sống. Mà những người trước mắt này tùy tiện một người cũng có thể diệt tộc mình. Lúc này hắn yên lòng, nhưng trong mắt vẫn mang theo sợ hãi, nhớ lại và nói. Bởi vì vùng biển lúc trước xuất hiện khí tức khủng bố, ngàn vạn hải tộc bị diệt tộc, thật đáng sợ. Hải tộc này thân thể cường tráng như trâu, hắn sợ hãi toàn thân run rẩy. Rất nhiều khí tức khủng bố. Lý Vân Tiêu cau mày nói. Rất nhiều là bao nhiêu? Khủng bố như thế nào? Tộc trưởng Hồng Thị Tộc sững sờ, lắc đầu nói. Ta cũng không rõ ràng, nhưng khí tư xê đó ở cách rất xa, nhưng nó làm chúng ta sợ. Nếu không phải quá kinh khủng, chúng ta cũng không di chuyển. Lý Vân Tiêu biết rõ không hỏi ra tin tức gì, bảo hắn rời đi. Kế tiếp chiến hạm di chuyển tới hải vực kia. Trên chiến hạm, Lý Vân Tiêu hỏi Tả Giai. Rốt cuộc Thiên Tiệm Nhai là môn phái thế nào, phải chăng thật không hỏi thế sự, chỉ làm môn phái trung lập. Tả Giai không dám đánh thái cực, cung kính nói. Theo thiền kiến của tại hạ, có lẽ mặt ngoài là như vậy. À, là sao? Lý Vân Tiêu lại cười nói. Ngươi ở trong Thiên Tiệm Nhai thời gian khẳng định không ngắn, nếu không cũng không thể ngồi vào vị trí phụ trách đảo Đại Luân. Vâng, không ngắn, có hơn 30 năm. Tả Giai thành thành thật thật trả lời. Hơn 30 năm có thể làm người phụ trách đảo Đại Luân, như vậy ngươi rất tinh anh. Chắc cũng biết không ít tin tức về môn phái. Lý Vân Tiêu hơi điều này cũng có thâm ý. Tả Giai cười khổ một tiếng, nói. Tại hạ hổ thẹn, Thiên Tiệm Nhai là môn phái phi thường thần bí, hơn nữa chia làm nội môn cùng ngoại môn. Đệ tử nội môn sẽ rất ít hiện thân, đều một lòng tu luyện, tất cả công việc đối ngoại là đệ tử ngoại môn làm, hạch tâm chân chính là đệ tử nội môn. Không chỉ Lý Vân Tiêu, những người còn lại sửng sốt. Không thể ngờ tổ chức của Thiên Tiệm Nhai nghiêm mật như vậy. Ngay cả Cảnh Thất cũng kinh hãi, nội tình như thế hắn lần đầu tiên nghe thấy. Lý Vân Tiêu thất vọng, vốn tưởng rằng có thể biết một ít tin tức về Thiên Tiệm Nhai, kết quả còn không có biết được gì. Tả Giai là người phụ trách đảo Đại Luân, nhìn mặt nào cũng có bản lĩnh hơn người, tự nhiên nhìn ra biểu lộ của Lý Vân Tiêu, vội nói. Tuy tại hạ là đệ tử ngoại môn, nhưng vị trí và công năng của đảo Đại Luân hết sức đặc thù. Hơn nữa các loại tài nguyên cung cấp cho đệ tử nội môn là chúng ta cung cấp, cho nên chúng ta cũng biết một ít tin tức trong môn phái. Lý Vân Tiêu gật đầu nói. Người mới vừa nói Thiên Tiệm Nhai chưa hẳn là môn phái không hỏi thế sự, hai chữ có lẽ, này là ngữ khí không xác định đấy. Tả Giai nói. Ít nhất Thiên Tiệm Nhai đối ngoại tuyên bố là như thế, hơn nữa những năm gần đây cũng không có nhập thế, nhưng mà. Hắn lại nghiêm túc nói. Nhưng ta cảm thấy. Nếu không nhập thế thì an tâm tiềm tu được rồi, vì sao phải giao hảo với thế gia ẩn thế, hơn nữa sinh ý làm lớn như vậy, các con đường liên thông với thiên hạ. Cảnh Thất sững sờ, hắn nhíu mày. Hắn cũng xem như nhân vật đỉnh phong trong tông môn ẩn thế, số lần liên hệ với Thiên Tiệm Nhai cũng không ít, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới vấn đề này. Lập tức nhìn Tả Giai nhiều hơn vài lần. Lý Vân Tiêu gật đầu, mỉm cười nói. Ta cũng nghĩ như vậy. Trong lòng vẫn ngạc nhiên đấy. Nhưng mà không có người quản tới, nếu sự kiện này có quan hệ với Thiên Tiệm Nhai, không thể nói trước có thể tìm ra vài bí mật đấy.
Tả Giai nghe xong liền khiếp sợ, trong lời Lý Vân Tiêu dường như có ý đánh chủ ý Thiên Tiệm Nhai. Một ngày sau, chiến hạm cũng đã bay tới Tử Hải kia. Mọi người là cường giả đương thời, thần thức mạnh mẽ cảm ứng đáy biển, đúng là không có hải tộc nào cả, trong nước vô cùng trầm lắng. Hơn nữa sau khi tiến vào khu vực này liền cảm thấy khác biệt. Nước biển cũng rất bình tĩnh, thậm chí còn không có bọt nước. Dựa theo Thủy Tiên nói, nước biển cũng chết. Thật sự là vùng biển chết. Tuy trước kia biết rõ, nhưng sau khi đi vào Tử Hải, cảm nhận trong thiên địa mênh mông không có sinh khí, bọn họ thập phần kinh hãi, tâm tình rất nặng nề. Lý Vân Tiêu trầm giọng nói. Đây tuyệt đối không phải do tù tạo thành, ít nhất không phải một mình tù tạo ra, phải chăng có quan hệ với hắn hay không thì không biết. Đoan Mộc Hữu Ngọc nói. Hẳn là có quan hệ, từ thời gian ta suy tính tù, đó là hắn ở vùng biển phía nam của Bắc Hải. Nhưng mà nơi này không có gì cả. Thủy Tiên hoảng sợ nói. Vùng biển 10 vạn dặm này là khu vực chết, đi đâu mà tìm? Lý Vân Tiêu khó hiểu nói. Trác Thanh Phàm đi đâu? Theo Lý Tử Hải lớn như vậy, hắn cũng phát hiện nơi này, vì sao không thấy trở về báo cáo? Nội tâm Khúc Hồng Nhan căng thẳng, cả kinh nói. Có phải Trác Thanh Phàm đại nhân gặp chuyện không may không? Sắc mặt Lý Vân Tiêu biến hóa, thật sự có khả năng này. Đoan Mộc Thương lắc đầu nói. Sẽ không, ta vừa suy tính ra, có lẽ đại nhân không có việc gì. Hơn nữa đại nhân thành thục ổn trọng, lại mang đại hư không thuật, trên đời này người có thể lưu lại không nhiều. Lý Vân Tiêu cũng thả lỏng tâm thần, nói. Không có việc gì tốt nhất, nhưng phải mau chóng tìm ra hắn. Nếu không nơi này quá mức quỷ dị, sợ rằng ẩn chứa hung hiểm to lớn. Đoan Mộc Thương an ủi nói. Yên tâm đi, với đại hư không thuật của Trác Thanh Phàm đại nhân, có lẽ sẽ tùy thời quay về, hẳn là tạm thời hắn không muốn về. Chúng ta không cần tận lực tìm hắn. Lý Vân Tiêu gật gật đầu, nói. Cũng được, chúng ta nên dò xét vùng biển này, nhìn xem có thể có phát hiện gì hay không. Ba Mộc nói. Vùng biển 10 vạn dặm là quá lớn. Không bằng tách ra làm việc, như vậy sẽ dễ tìm ra manh mối. Lý Vân Tiêu lúc này bác bỏ nói. Tách ra tự nhiên hiệu suất rất cao, nhưng tính nguy hiểm quá lớn, ta đề nghị nên tập trung lại với nhau đi. Ba Mộc suy nghĩ, cũng hiểu an toàn trọng yếu nhất, cũng không nói gì. Chiến hạm bắt đầu tìm kiếm trong Tử Hải. Lý Vân Tiêu ngồi trên chiến hạm, chìm vào trong tâm thần, hóa ra một đạo hư ảnh, một tay nâng vạn vật kết cấu của ngả, cẩn thận tham tường. Mấy ngày qua hắn không ngừng tu luyện tứ đại thần quyết, cảm giác trong tinh khí thần trong người bổ sung rất chậm, sợ rằng là di chứng sau khi luyện chế thủy chủ trầm phù. Nếu không có cơ duyên khác, chỉ dựa vào tu luyện thế này, không có 3 năm 5 năm cũng không bổ sung đủ. Cho nên hắn dứt khoát buông tha tứ đại thần quyết, bắt đầu thử lĩnh ngộ vạn vật kết cấu, có lẽ sẽ tìm được dẫn dắt thoát khỏi khốn cảnh. Trong khi tìm kiếm, đột nhiên mi tâm có một đạo ma quang lóe lên, hóa thành phù văn. Lập tức biến mất trên không trung. Tâm thần Lý Vân Tiêu chấn động, hắn lập tức thoát khỏi trạng thái tu luyện, kinh ngạc mở hai mắt ra. Cùng lúc đó, Tiểu Hồng vẫn ngạc nhiên nhìn hắn, hai người nhìn nhau, đều nhìn thấy nghi hoặc và khó hiểu trong mắt nhau. Phi Dương, như thế nào? Khúc Hồng Nhan phát hiện dị trạng của hai người, ân cần hỏi thăm, những người còn lại sinh ra dị sắc. Tiểu Hồng hồ nghi nói. Vừa rồi, ngươi cũng cảm nhận được. Lý Vân Tiêu gật gật đầu, cau mày, sắc mặt ngưng trọng, nói. Không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng vừa rồi có cảm giác tâm thần không tập trung, dường như có việc sắp phát sinh. Cảm giác không yên. Tất cả mọi người như lâm vào sương mù, trừ hai người bọn họ ra, những người khác cũng không cảm ứng. Có lẽ có quan hệ với ma chủ. Lý Vân Tiêu phân tích nói. Vừa rồi ma khí trong người ta chấn động khó hiểu, dường như có sở cảm ứng. Tiểu Hồng cũng cảm giác như vậy đúng không? Tiểu Hồng gật đầu, nói. Nhưng không tìm ra nơi phát ra cảm giác không yên này, hẳn là. Đột nhiên nàng nghĩ tới một việc khủng bố, mở to hai mắt, kinh hãi nói. Chẳng lẽ là ma phổ gặp chuyện không may? Sắc mặt Lý Vân Tiêu đại biến, nếu như phổ chết. Hắn ngẩng đầu nhìn thẳng vào Ba Mộc. Chỉ thấy thần sắc Ba Mộc bình thản, lắc đầu, nói. Tuy liên hệ giữa ta và phổ bị Thái Dương chân quyết ngăn chặn, nhưng chỉ cần ta không thi triển suất lực lượng trên trường thiên cảnh sẽ không bị ảnh hưởng. Nếu hắn gặp chuyện không may thì ta sẽ cảm ứng đầu tiên.
trong lòng Lý Vân Tiêu sinh ra cảm giác lo lắng, nói. Nếu như Phổ không gặp chuyện không may, như vậy đã xảy ra chuyện gì? Ba Mộc cũng có chút bận tâm, nói. Vốn cho rằng Phổ đi ma giới, đối phó người đánh chết đế giả, đây là chuyện tốt nhất cử lưỡng tiện. Không nghĩ tới biến thành tai họa ngầm, nếu người nọ thật sự hấp thu Phổ, hậu quả không tưởng tượng nổi. Phi Nghê cười nói, tự tin nói. Sợ cái gì, ma chủ sở dĩ lợi hại, không phải nhờ vào cảnh giới thánh ma và lực lượng lục đạo ma binh sao, hôm nay phu quân có thủy chủ trầm phù, luận uy lực còn không dưới lục đạo ma binh đâu. Ba Mộc lắc đầu, nói. Ngươi quá coi thường lục đạo ma binh, sở dĩ có hiểu lầm này, là vì lục đạo ma binh trong tay Vân Thiếu phát huy ra lực lượng có hạn. Chuyện chém vỡ pháp tắc chi liên này, năm đó ma chủ đế làm quá dễ dàng. Đột nhiên Lý Vân Tiêu nhớ tới trong không gian lục đạo ma binh, trong đó cảm nhận được luân hồi chi lực, có thể thấy được lục đạo ma binh tuyệt đối không chỉ là thiên thánh khí đơn giản như vậy, nó còn ẩn giấu sâu hơn. Tất cả thích ứng trong mọi tình cảnh đi. Lý Vân Tiêu suy nghĩ một lát, không thèm nghĩ chuyện vừa rồi, tiếp tục tham ngộ vạn vật quy tắc. Lúc này ở Bắc Hải cách bọn họ xa không biết bao nhiêu vạn dặm. Vốn mặt biển sóng yên gió lặng, lúc này sinh ra cuồng phong gào thét. Trên bầu trời mây đen cuồn cuộn áp thẳng vào mặt biển. Oanh, oanh! Mấy đạo lôi đình trong mây đen sinh ra, nó giống như mưa tên đánh vào mặt biển, nhìn lôi quang xuyên thấu mặt biển, biển cả chấn động mãnh liệt. Mây đen và lôi quang bao phủ cả vùng biển này, trong đó hải tộc sinh linh bị lôi quang đánh nát vô số. Nước biển bị cắt ra làm hai nửa, xoắn nát vô số sinh linh thành bột phấn. Sau khi lôi quang phóng thích xong, dần dần phân rời khỏi nơi này. Chỉ để lại khe hở đen kịt sâu không thấy đáy. Không biết khi nào, trong khe hở xuất hiện một thân ảnh nam nhân. Nam tử kia nhìn chung quanh, tay phải sờ lên cằm, nói. Nơi này hẳn là Tử Hải, cũng không biết là hải vực nào. Hắn cười rộ lên, cực kỳ vui vẻ, nói. 10 vạn năm, rốt cuộc ta cũng quay về thiên võ giới. Đột nhiên có giọng nữ vang lên. Lại nói tiếp thật biết điều. Năm đó dựa vào lực lượng ma chủ tiến vào ma giới, hôm nay lại vì lực lượng ma chủ quay về thiên võ giới. Dày vò 10 vạn năm cũng về khởi điểm. Long cong. Một đạo kim quang xuất hiện, trong tay nam tử xuất hiện kim luân, ánh mắt bắn ra thần quang. Kim luân có răng cưa, trên đó khắc đồ đằng ma tộc, trung ương có đại thụ che trời, cánh lá tụ tập thành thế giới. Dưới bóng cây có một nữ tử diêm dúa đang ngồi, đang thổ nạp tu luyện. Gương mặt trơn bóng, ánh mắt như vực sâu. Hắc hắc, mặc kệ khởi điểm hay không khởi điểm, chọc khôn ta cũng không phải là chọc khôn trước kia. Viện đại nhân, nhìn kỹ thế giới này đi, đây chính là nơi ta ra đời, thiên võ giới. Lại nói tiếp, cảm tình rất sâu. Nam tử này chính là khu vực chi chủ chọc khôn, ngửa mặt lên trời biểu hiện tình cảm, hai mắt nhắm lại ngửi không khí chung quanh, biểu lộ thập phần thỏa mãn. Trong pháp thụ kim luân có tiếng cười của viện vang lên, nói. Ta thật sự điên rồi, lại theo ngươi đi thiên võ giới. Đừng có làm dáng nữa, nên nhanh chóng tìm phân thân ma chủ đế lưu lại đi. Chọc khôn gật gật đầu, nói. Không thể ngờ đế già còn có ma bộc phượng hoàng thể, lại bị một đám hồn phách của hắn mượn phượng thể trốn đi, nhưng mà 99% lực lượng đã bị ta hấp thu, cùng đạt được còn có trí nhớ của hắn. Viện cười yếu ớt. Lạnh lùng nói. Mặc dù trốn, nhưng hắn phải chết không nghi ngờ. Phượng Hoàng thể chính là thần vật của thiên võ giới, dùng lực lượng của đế giả hiện tại không khống chế nổi, chỉ có thể bị cắn nuốt. Chọc khôn ân một tiếng, nói. Trong phiến hải vực này, trừ Phổ ra, phân thân của đế còn có trên người của Lý Vân Tiêu cùng Tiểu Hồng, mà Lý Vân Tiêu. Ánh mắt của hắn ngưng lại, thần sắc biến hóa kỳ lạ, cười nói. Hắn là người xóa đi trận địa chúng ta bố trí bên ngoài khe hở. Viện cả kinh, nói. Chủ nhân thiên thánh khí. Chọc khôn gật gật đầu, híp mắt cười nói. Thực sự rất chờ mong đấy, ha ha. Hắn cười ha hả, cảm ứng một phương hướng, thân ảnh lóe lên, hóa thành ma quang phá không bay đi. Trên vách đá dựng đứng, mây trắng lượn lờ, chung quanh là sóng biển không dứt, giống như tiên cảnh nhân gian. Chung quanh mây trắng và nước có dãi đất bằng rộng ngàn dặm, rất nhiều cung điện tạo hình rất đẹp nằm đó. Đình đài lầu các nhiều vô số kể, tất cả đều ôm lấy địa thế. Trong đó có cung điện lớn nhất đầy hùng vĩ, phi các lưu đan, ngói lưu ly chiếu rọi dưới ánh mặt trời, ánh sáng kim loại bao phủ một vùng,
Ai, thật sự là một lớp sóng vừa dứt, một lớp sóng khác lại lên, đã hấp dẫn Lý Vân Tiêu tới đâu. Nam Khâu Vũ im lặng nhìn ra vào trận pháp trước mặt mình, hắn đầy sầu lo nhìn chiến hạm bay nhanh. Bên cạnh là một chấp sự Thiên Tiệm Nhai, hắn là Hữu Cầm Phi, trưởng lão từng chủ trì hải ngoại võ quyết. Đại nhân không cần lo lắng, vạn linh chi địa cũng không phải lúc nào cũng hiện ra, bọn họ hơn phân nửa sẽ đi tay không, sau đó trở về, dù sao thời buổi rối loạn, Thiên Võ Minh không có thời gian nhàn rỗi đâu. Nam Khâu Vũ lắc đầu nói. Sợ rằng không đơn giản như ngươi nghĩ đâu. Chúng ta tìm kiếm và nghiên cứu vạn linh chi địa bao nhiêu năm, nhưng mà nó hiện ra vào lúc này, chỉ sợ trong tối tăm có thiên ý, hơn nữa việc này vô cùng có khả năng có quan hệ với Giận Vũ. Chân Long Giận Vũ. Hữu Cầm Phi cả kinh, hắn nhanh chóng khôi phục tinh thần, nói. Vạn linh chi địa chính là bãi tha ma của chân linh, căn cứ vào tư liệu chúng ta nắm giữ. Nơi đó là khu vực Giận Vũ và mấy chân linh cường đại đại chiến với nhau sinh ra, mai táng vô số chân linh. Mà Giận Vũ cũng trọng thương, tu vị giảm xuống. Chẳng lẽ hôm nay chân linh chi địa lại xuất hiện là hắn gây ra? Nam Khâu Vũ nói, chân linh chi địa tuy là bãi tha ma, nhưng trong đó còn có không ít chân linh ngủ say, những tên này năm xưa là bộ hạ của Giận Vũ. Nếu như khống chế chúng trong tay, thế lực của Giận Vũ có thể lập tức chống lại Thiên Võ Minh. Huyền Ly Đảo. Một tên chấp sự khác là ông Dương Vũ giật mình không nhỏ, nói. Người này tâm thuật bất chánh, thậm chí tà ác cực đoan, nguyên nhân diễn ra cuộc chiến chân linh năm đó là do tính cách tàn bạo hung ác của hắn mà ra, làm các chân linh cường đại bất mãn, lúc này mới mua dây buộc mình, chôn vùi bản thân. Nếu hắn lại trọng trưởng vạn linh, đối với cả thiên võ giới mà nói là họa không phải phúc. Hữu Cầm Phi cũng nói. Chúng ta có nên ngăn cản hắn ra tay hay không? Nam Khâu Vũ lắc đầu, nói. Tuy việc này có quan hệ với chúng ta, nhưng với lực lượng của chúng ta muốn ngăn cản quá khó khăn, trừ phi bộc lộ tất cả át chủ bài ra ngoài. Nhưng làm thế quá phiền toái, cho nên chúng ta chỉ có thể không quan tâm mà ngồi xem biến hóa. Sắc mặt Hữu Cầm Phi biến hóa, gật đầu nói. Đúng thế, chúng ta hiện tại sứt đầu mẻ trán, nếu như chuyện của chúng ta bị Thiên Võ Minh phát hiện. Vậy phiền toái. Kết quả tốt nhất là bọn họ đối mặt Giận Vũ, một lần hành động giải quyết chuyện vạn linh, sau đó trở về. Nam Khâu Vũ cười khổ nói. Suy nghĩ này quá lý tưởng hóa, chỉ có thể nói hy vọng đi. Một giọng nói đầy phiền muộn vang lên. Nhai chủ đại nhân, ta biết ngươi lâu như thế, còn chưa bao giờ biết rõ Thiên Tiệm Nhai các ngươi che giấu bí mật gì, nên chia sẻ thỏa mãn lòng hiếu kỳ của ta đi. Hư không chấn động rồi mở ra. Thân ảnh Trác Thanh Phàm xuất hiện, nhưng tứ chi bị xiềng xích màu vàng trói buộc, không cách nào nhúc nhích. Xiềng xích không phải thật thể, chúng biến ảo hư thật, chính là pháp tắc chi liên hư quang. Khi Trác Thanh Phàm hoạt động, chúng tỏa ra hào quang vạn trượng. Thanh Phàm huynh, ta cũng bất đắc dĩ. Sau này ta nhất định bồi tội với ngươi, thỉnh ngươi uống trà trước đã. Nam Khâu Vũ vuốt râu bạc, thở dài nói. Trác Thanh Phàm nói. Không. Ta muốn ăn bánh bao nướng không nhân kẹp hành tây phỉ thúy ở đảo Đông Nam. Nam Khâu Vũ nhíu mày, nói. Như thế nào phiền toái như vậy? Xem như thế đi, trà cũng không mời. Dứt lời, phất tay áo một cái. Trác Thanh Phàm. Trác Thanh Phàm ngượng ngùng nói. Vậy xem như xong, ta vẫn tình nguyện uống trà tuyệt thế của ngươi. Ta còn có vấn đề, chuyện của ngươi khi nào làm xong? Nam Khâu Vũ lúc này cười rộ lên, nói. Nhanh, nếu không có vấn đề xảy ra, Thanh Phàm huynh sẽ thanh thản ở đây tu luyện, pháp tắc chi liên hư quang trừ trói buộc hành động của ngươi, áp chế đại hư không thuật, cũng không ảnh hưởng tới ngươi tu luyện. Thanh Phàm huynh cần bế quan mấy tháng lại đi ra là tốt rồi. Mặc dù Thiên Tiệm Nhai không có thập phương quy tắc, nhưng linh khí không dưới Thành Viêm Vũ đâu. Trác Thanh Phàm trợn mắt nói. Thuận lợi ở đây mấy tháng, không thuận lợi, tính toán, ta vẫn chờ Vân Minh chủ tới cứu là được. Hữu Cầm Phi cười nói. Hư không đại nhân nghĩ nhiều, thiên cung của Thiên Tiệm Nhai, nếu không có tọa độ thì không thể tìm được. Trác Thanh Phàm cũng cười nói. Đừng quên Ngọc Công Tử cũng trên chiến hạm, đến lúc đó Lý Vân Tiêu tìm kiếm bực bội, hắn bảo Ngọc Công Tử phí vài chục năm thọ nguyên có cái gì mà không suy tính ra. Đám người Thiên Tiệm Nhai nghe xong liền biến sắc, thân thể chấn động, hiển nhiên tâm tình không tốt. Nam Khâu Vũ cũng hơi giật mình. Trầm ngâm sau một lúc, nói. Vạn linh chi địa cũng xuất hiện,
không phải chúng ta có thể khống chế, mặc dù có chút đáng tiếc, nhưng đây là thiên ý, không có gì nghĩ nhiều. Hơn nữa tù cũng đã tiến vào vạn linh chi địa, mục đích của đám người Lý Vân Tiêu, chỉ mong bọn họ gặp mặt Giận Vũ. Trực tiếp chỉ hướng tọa độ không gian bên ngoài là được rồi. Hữu Cầm Phi ăn cả kinh, nói. Mọi người có ý nói Đoan Mộc Hữu Ngọc có thể suy tính ra tọa độ ngoại bộ. Sắc mặt Nam Khâu Vũ cười cổ quái, nói. Ngọc công tử có thể suy tính ra hay không thì ta không biết, nhưng này trên chiến hạm không phải còn có chúng ta đảo đại luân người phụ trách tả giai đại nhân sao? Hắn tiếp tục cười lạnh nói. Tả giai phụ trách đảo đại luân hơn 30 năm, hắn vẫn là đệ tử ngoại môn, đó là vì phát hiện hắn không đủ trung thành, hơn nữa dám vi phạm lệnh cấm của thiên cung, âm thầm đánh dấu tọa độ. Nếu không phải xem hắn có năng lực làm việc, đã sớm phế bỏ tu vị và đuổi ra khỏi thiên tiệm nhai. Nam Khâu Vũ nói xong, thần sắc bình tĩnh, hắn vung tay cho đám người ông Dương Vũ lui ra. Trác Thanh Phàm bị sâu trên không trung, vẫn bộ dáng bất cần đời, nhưng đáy mắt mang theo kinh hãi và lo lắng. Chiến hạm của đám người Lý Vân Tiêu bay trên đại dương bao la hai ngày, trừ một mảnh tĩnh mịch ra, lại không có bất kỳ thu hoạch nào, hơn nữa cũng mất đi liên hệ với Trác Thanh Phàm, làm cho mọi người bất an. Đoan Mộc Thương suy tính mấy lần, buồn bực không vui, vẻ mặt ảo não nói. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì, mỗi lần ta đều tính toán thì hư không đại nhân hữu kinh vô hiểm, dường như gặp được chuyện gì đó không thoát thân ra được, với lấy thần thông của hư không đại nhân khó có thứ gì vây khốn được, ít nhất có thể trở về báo cáo tình hình với mọi người, có phải đã sai khi suy tính ở đâu không? Đoan Mộc Hữu Ngọc Trấn An xoa đầu nàng, lắc đầu nói. Ta vừa thử một lần, cũng có kết quả như vậy, tuy đại hư không thuật rất khó khắc chế, nhưng không phải không có biện pháp, Trác Thanh Phàm đã gặp cường giả rồi. Tả gia nhíu mày, bộ dáng suy nghĩ sâu xa, cảnh này lọt vào mắt của Lý Vân Tiêu, lập tức chú ý tới hắn. Lý Vân Tiêu hỏi, tả giai, người có nghĩ ra cái gì không? Bị Lý Vân Tiêu hỏi một câu làm bừng tỉnh, tả giai ôm quyền nói. Minh chủ, ta chỉ nghĩ tới, hải vực này có lẽ cách thiên cung của thiên tiệm nhai không xa, mà Trác Thanh Phàm đại nhân và Nam Khâu Vũ nhai chủ có quan hệ không tệ. Trác Thanh Phàm đại nhân có thể đi thiên tiệm nhai hay không? Lý Vân Tiêu gật đầu nói. Ta đã nghĩ tới chuyện này, nếu như trong hải vực này có ai có thể giữ Trác Thanh Phàm, khả năng lớn nhất cũng chính là Nam Khâu Vũ, nhưng ngươi có thể tìm được cửa vào thiên tiệm nhai sao? Tìm không thấy, ta trước khi đi thiên cung, đều dùng truyền tống trận của đảo Đại Luân. Nhưng khi Minh Chủ vừa tới nơi, khẳng định thiên tiệm nhai đã sớm có phòng bị và phá hủy truyền tống trận. Tả giai lại tiếp tục nói. Nhưng mà lúc trước ta có lưu tâm, đã từng tính ra tọa độ của thiên cung. Ngươi có tọa độ của thiên tiệm nhai? Lý Vân Tiêu cả kinh, ánh mắt tỏa sáng, cười nói. Đại nhân giấu thật sâu, có tọa độ cứ sớm lấy ra, chúng ta bây giờ cũng tới thiên tiệm nhai uống trà. Tả giai mỉm cười, thái độ vạn phần cung kính nói. Minh chủ không có hỏi, tả giai không dám tự ý làm chủ trương. Nhưng nội tâm của hắn thập phần đắc ý, hắn càng muốn thể hiện giá trị của bản thân, tiền đồ tương lai càng bảo đảm. Tả giai giao tọa độ không gian ra, nội tâm cũng thập phần thích ý, dường như nhìn thấy tiền cảnh mỹ hảo ở thiên võ minh đang đợi hắn. Ba mộc định vị tọa độ xong, thật sự cách chiến hạm không xa. Nửa ngày sau, chiến hạm đã tới điểm tọa độ, cảnh sắc vẫn là cảnh tượng tử hải như cũ, biển rộng mênh mông cô tịch, khó sinh ra gợn sóng, cũng không có chút biến hóa nào. Sắc mặt tả giai hơi trắng bệch, trên trán đổ mồ hôi lạnh. Lý Vân Tiêu cũng không chú ý bộ dáng của hắn, chỉ nói. Thiên tiệm nhai đã dùng bí thuật che giấu, chư vị đi chung quanh tìm kiếm xem, nhìn có dị thường hay không. Mọi người bay ra khỏi chiến hạm, bắt đầu tìm kiếm chung quanh. Loại cảm giác này, hai đồng tử Lý Vân Tiêu hóa thành màu vàng, quan sát không gian lưu động bất thường, nhìn thấy một vòng xoáy trong không gian. Ba Mộc đại nhân, đồng tử Lý Vân Tiêu co rụt lại, gọi Ba Mộc tới. Ba Mộc lập tức dò xét hướng Lý Vân Tiêu chỉ dẫn, gật đầu nói. Thật sự có cổ quái. Bên này không chỉ có Ba Mộc phát hiện dị thường, Ba Long và Thủy Tiên cũng phát hiện không gian có khác thường. Ba Mộc thở ra, nói. Xem ra thiên tiệm nhai ở này không thể nghi ngờ. Lý Vân Tiêu nói. Không đúng, khí tức này là khí tức thái cổ, giống như có không gian cổ xưa, chắc thiên tiệm nhai là không gian do đại năng thời thái cổ lưu lại.
Thái cổ. Tả Giai sững sờ, lắc đầu nói. Chắc có lẽ không phải, nơi ở của Thiên Tiệm Nhai được xưng là Thiên Cung, chính là khu vực tiên cảnh, hoàn toàn không thể kéo quan hệ với thời Thái cổ. Lúc này nghĩ ra cái gì, đột nhiên Lý Vân Tiêu biến sắc, quát. Tất cả mọi người trở về. Mọi người vừa bay ra không xa, cảm thấy kỳ quái, nhưng Lý Vân Tiêu ra lệnh, mọi người không kháng cự, lập tức trở về. Như thế nào? Có phải có tình huống gì hay không? Lý Vân Tiêu trầm giọng nói. Khu vực này có nguy hiểm không biết, mọi người nhất định phải cẩn thận. Khúc Hồng Nhan lo lắng nói. Phi Dương, có phải có phát hiện gì hay không? Lý Vân Tiêu nói. Là có chút không đúng, nhưng không xảy ra chuyện gì, hơn nữa từ suy tính của Ngọc Công Tử lúc trước, sợ rằng có phiền toái lớn xuất hiện. Khúc Hồng Nhan sững sờ nói. Vậy làm sao bây giờ? Mặc dù mọi người cũng không phát hiện nguy hiểm và không đúng, nhưng đối với tại Lý Vân Tiêu lời nói mọi người đều là tin tưởng không nghi ngờ. Lý Vân Tiêu phân phó. Đứng ở đây chờ đợi, ta sẽ nhét chiến hạm vào trong giới thần bi, cũng có không ít đệ tử đang ở trên đó, miễn khi gặp nguy hiểm sẽ ảnh hưởng tới bọn họ. Sau khi thu chiến hạm vào, mọi người đứng ở đây, phòng bị chung quanh. Đám người Ba Mộc quan sát không gian, giám sát động tĩnh bốn phía. Không bao lâu, khí tức cường đại ngập đầu bùng phát, khí tức hung bạo từ thời Thái cổ sinh ra trong không gian kia. Không tốt, có hung thú. Ba Mộc kinh hô một tiếng, nói. Không biết có phải hung thú đi ngang qua hay không, khí tức đều là thần cảnh. Sắc mặt Tả Giai trắng bệch, hắn dường như bị dọa ngây ngốc, trong miệng lẩm bẩm. Tại sao có thể như vậy? Nơi này rõ ràng là Thiên Tiệm Nhai a. Sắc mặt Lý Vân Tiêu biến hóa, nói. Làm sao có thể, thập phương quy tắc vừa khuếch tán từ thành Viêm Vũ ra ngoài không bao lâu, tại sao có thể có hung thú cấp bậc thần cảnh xuất hiện, chẳng lẽ là thượng cổ chân linh? Chân linh, từ ngữ cổ xưa thần bí, trước khi cường giả thần cảnh xuất hiện trước khi, nó đại biểu tồn tại cao không thể chạm tới. Mà bây giờ khi thập phương quy tắc khuếch tán, cả thiên võ giới trở lại cục diện cường giả thần cảnh nhiều như chó, tuy có một chút hiếu ký về chân linh, nhưng cũng không có bao nhiêu sợ hãi và tôn kính. Đặc biệt là Giận Vũ đứng đầu vạn linh triệt để làm hỏng hình tượng của chân linh, giờ phút này mọi người cũng chỉ dùng thái thái ngang hàng đối đãi, lặng lặng chờ đợi những chân linh này hàng lâm. Tại sao lại là cùng một nơi? Phi Nghê biến sắc, nhìn qua Tả Giai, những người còn lại không cho hắn sắc mặt tốt, đều lạnh lùng nhìn hắn. Hiện tại mọi người đang nghĩ rằng đang bị người ta tính toán, bị hắn dẫn vào cạm bẫy nào đó. Thật không liên quan tới ta. Dưới ánh mắt nhiều cường giả nhìn mình, Tả Giai sợ hãi, mộng tưởng tiền đồ tốt đẹp lúc trước đã biến mất, bây giờ có thể bảo vệ cái mạng hay không còn khó nói. Minh chủ ngươi phải tin tưởng ta. Ta thật không biết, tọa độ này thật sự là Thiên Tiệm Nhai a, ô ô ô. Tả Giai vẻ mặt cầu xin, hắn gấp tới mức chảy nước mắt. Lý Vân Tiêu nhìn ra hắn không nói dối, có lẽ tọa độ này tồn tại vấn đề, nói. Ta không có hoài nghi ngươi. Người cũng không cần giải thích. Những chân linh này trước mắt cảm ứng được nơi này, trừ Phi Nghê, Hồng Nhan, Bắc Quyến Nam Đại Nhân ra, tất cả mọi người đi vào trong giới thần bi của ta. Giới thần bi bay ra, thế giới chi lực bao phủ mọi người, lập tức thu mọi người vào trong. Lý Vân Tiêu vừa thu hồi giới thần bi, lúc này có khí tức cường đại bộc phát. Bốn người chấn động tâm thần, ngưng trọng nhìn qua mặt biển trống rỗng. Một đại xà thân dài trăm trượng. Toàn thân bao phủ trong lân phiến màu đen xuất hiện, đầu của nó to như cung điện, đang dùng ánh mắt không tốt nhìn bốn người. Còn chưa chờ bốn người phục hồi tinh thần, chung quanh rắn biển xuất hiện không ít chân linh, hoàn cảnh tử hải bắt đầu phát sinh biến hóa, mặt biển vốn không có gợn sóng, bỗng dưng hóa thành rừng rậm, bắt đầu biến thành khu vực màu xanh lá. Phi Nghê cả kinh nói. Ảo thuật. Lý Vân Tiêu nhìn chằm chằm vào rừng rậm một hồi, gương mặt trở nên khó nhìn, cắn răng nói. Lần này phiền toái lớn rồi, ta biết rõ đây là đâu, đây không phải ảo thuật. Không phải ảo thuật. Ba người khác giật mình, có chút không có thể hiểu nổi, Bắc Quyến Nam trầm giọng nói. Rõ ràng là biển cả lại biến thành rừng rậm, tại sao không phải rừng rậm? Lý Vân Tiêu cười khổ nói. Năm đó lúc tìm kiếm chân long mật tàng, ta và Mục Địch Đại Nhân đã từng nhìn thấy không gian hình chiếu chân thật, trong hình chiếu đó có rất nhiều chân linh tồn tại. Mục Địch Đại Nhân nói đó là vạn linh chi địa thất lạc đã lâu,
cũng là nơi mai táng rất nhiều chân linh, nhưng mà tìm kiếm nhiều năm vẫn không tìm thấy. Vạn linh chi địa, Bắc Quyến Nam cả kinh nói. Ta cũng nghe nói qua, chẳng lẽ không gian trước mặt chính là vạn linh chi địa? Lý Vân Tiêu gật đầu nói. Có lẽ không sai, loại cảm giác này giống hệt như không gian lúc trước. Hơn nữa các ngươi nhìn những con hung thú này, khí tức trên người rất cường đại, thái cổ, hơn nữa cũng không thiếu linh trí, mặc dù không có trí tuệ như nhân loại, nhưng so với đám hung thú chính thức hoàn toàn là hai cấp bậc khác nhau. Mấy người bọn họ nhìn chung quanh, nhìn đám chân linh vây bọn họ, cũng không có tiến công, trong mắt bắn ra hào quang, biểu hiện ra trí khôn nhất định. Bắc Quyến Nam vô cùng khó hiểu, nói. Ta nghe nói đám thượng cổ dị chủng này bị tai nạn nào đó mai táng, nhưng không nghĩ tới chúng vẫn còn sống, hơn nữa còn không ít, chẳng lẽ những quái vật này có thọ nguyên dài như vậy? Lý Vân Tiêu nói. Chỉ sợ cũng giống như vĩnh sinh chi giới, vạn linh chi địa này cũng có đặc dị nào đó, hoặc nói cho đúng thì thời gian trôi qua chậm chạp, giận vũ cũng không phải sống từ thượng cổ tới bây giờ hay sao? Khúc Hồng Nhan nói. Phi Dương nói có lý, nhưng chúng ta nên làm gì bây giờ? Những vật này không có địch ý với chúng ta cũng không tiện trêu chọc, có thể an toàn rời đi là tốt nhất. Sắc mặt Lý Vân Tiêu trầm xuống, cười khổ nói. Hiện tại phiền muộn là làm sao rời đi, nếu ta không có đoán sai, hẳn là cả không gian hàng lâm, bây giờ chúng ta đang ở trong vạn linh chi địa. Không gian này không biết hàng lâm bao lâu, mất bao lâu mới biến mất. Khúc Hồng Nhan cả kinh nói. Ý của ngươi là hai không gian trùng hợp với nhau. Trùng hợp chỉ là một loại suy đoán, còn có khả năng là vạn linh chi địa thôn phệ vùng biển này. Lý Vân Tiêu nhíu mày, nói. Nhưng cho dù là loại nào, đều làm không gian của vạn linh chi địa cùng thiên võ giới dính liền. Nhưng mà mặc dù có không gian chấn động, với thực lực của chúng ta đủ ứng phó. Hiện tại ta đang suy nghĩ tù và cá sấu có phải đã tiến vào đây hay không? Bắc Quyến Nam gật đầu nói. Mục đích của chúng ta là tìm hai người này, nếu như không gian này biến mất, vậy thì phiền toái. Đúng là như thế. Lý Vân Tiêu bất đắc dĩ cười nói. Từ bên trong đi ra ngoài dễ dàng, từ bên ngoài đi vào rất khó. Trừ phi là vạn linh chi địa thật sự thôn phệ tử hải, mãi mãi ở lại thiên võ giới. Nhưng điểm ấy không cách nào phán đoán, cho nên cứ thăm dò vạn linh chi địa đi, có lẽ còn có thể có phát hiện không ngờ đấy. Bắc Quyến Nam nhìn khắp bốn phía, nói. Thực lực của đám chân linh cũng không quá mạnh, cao nhất chỉ là quy chân cảnh đỉnh phong, khoảng cách trưởng thiên cảnh còn cái hào rộng. Cũng không biết thâm nhập vào trong sẽ có trưởng thiên, quy khư, thậm chí rất cao hay không. Trong lòng Lý Vân Tiêu cả kinh, nói. Điểm ấy ta không cân nhắc, nhưng chỉ cần không xuất hiện tạo hóa cảnh thì không gặp nguy hiểm. Từ bốn phía mà nhìn, vạn linh chi địa này còn quá nhiều chân linh, khí tức lộn xộn, quấy nhiễu ta phán đoán. Nhưng ta có dự cảm, tù và cá sấu đang ở nơi đây. Phi Nghê đột nhiên nói. Phu quân, người có thể có nghĩ tới hay không? Nghĩ thu đám chân linh cho mình dùng. Cái gì? Ba người khác chấn động, suy nghĩ này quá hão huyền. Lý Vân Tiêu biết rõ, nếu Phi Nghê không có nắm chắc sẽ không dễ dàng nói ra lời này, trái tim chấn động mạnh, cẩn thận hỏi. Ngươi có biện pháp? Không nhất định. Trên gương mặt nhỏ nhắn của Phi Nghê sáng lên, nàng cười rất đẹp, nhưng nụ cười này lại làm cho người ta cảm thấy sợ hãi. Nàng cười nói. Đột nhiên ta có cảm giác khó chịu, cảm thấy những chân linh cấp thấp này đáng ra phải phủ phục dưới chân ta, không dám ngẩng đầu lên nhìn, nghe ta điều khiển mới đúng. Mà không phải hiện tại mở to mắt nhìn thẳng vào chúng ta. Ta có loại xúc động móc mắt của chúng, đánh chúng. Hàn khí và sát khí của Phi Nghê bộc phát không chút giữ lại, trực chỉ đám chân linh kia. Lý Vân Tiêu im lặng không nói, lúc này khí thế bao phủ đám chân linh, làm cho chúng hoảng sợ lui ra phía sau. Cách xa vài chục trượng mới dừng lại. Chúng dùng ánh mắt linh động nhìn qua, ánh mắt đầy sợ hãi và khó hiểu. Đôi mắt Lý Vân Tiêu sáng rực, nói. Nhất định là ý chí trong huyết mạch của Thiên Phượng, trong hoàn cảnh thái cổ, lực lượng man hoang chảy trong huyết mạch bộc phát, lúc này mới có xúc động chinh phục đám chân linh này. Ngươi thật có biện pháp làm cho chúng thần phục sao? Ánh mắt Phi Nghê sáng rực, nhìn hắn, cười nói. Ta thử xem. Dứt lời. Ngón tay bấm niệm pháp quyết, thiên phượng chi lực dùng bản thân làm trung tâm, hư ảnh thiên phượng hiển hiện ra, cánh chim mở ra, khí tức tự nhiên bộc phát. Tiếu tiếu,
Vào lúc này mọi người nghe được âm thanh của Thiên Phượng vang vọng không gian. Phi Nghê khống chế hư ảnh Thiên Phượng, hoàn toàn không chút lưu tình nghiền áp đám chân linh. Đám chân linh lúc này sợ hãi cuộn mình, làm ra tư thái phủ phục, run rẩy không dứt. Lý Vân Tiêu ba người càng nhìn càng mừng. Ánh mắt Khúc Hồng Nhan sáng ngời, vui vẻ nói. Phi Nghê muội tử thật lợi hại, đám chân linh này thật sự bị ngươi hàng phục. Nếu trong vạn linh chi địa có hơn 1.000 chân linh cũng không thể không phục uy áp của Thiên Phượng. Thế lực này đủ làm lực lượng thiên võ minh đạt tới đỉnh phong, cho dù là Huyền Ly đảo cũng theo không kịp. Bỗng nhiên phát hiện mình có lực lượng này, nội tâm Phi Nghê vô cùng vui mừng, đáp. Ta hết sức, trong huyết mạch của ta, ta cảm thấy đám này thần phục là đương nhiên. Tâm tình Lý Vân Tiêu thật tốt, nói. Nếu có thể thu phục hơn 100 chân linh, không có pháp thân tù cũng được. Nhưng không biết cá sấu đang ở đâu, đáy lòng có chút không bỏ. Cá sấu là cương phong hóa linh, không bị người ta đánh tan, tu vị giảm xuống, muốn triệt để giết chết nó thập phần khó khăn, cho nên Lý Vân Tiêu cũng không lo lắng cá sấu gặp nguy hiểm tính mạng. Phi Nghê nhanh chóng tỉnh táo lại, nói. Ta chỉ có thể tạm thời trấn áp chúng, muốn triệt để làm chúng khuất phục cần có thời gian, trước tiên cho chúng vào bên trong giới thần bi đi. Lý Vân Tiêu gật đầu nói. Tốt, hiện tại giới thần bi xưa đâu bằng nay. Muốn vây khốn đám chân linh thực lực thấp này không thành vấn đề. Nếu như tu vị đạt tới trưởng thiên và hư cực, hơn nữa số lượng càng nhiều thì có chút phiền toái. Hắn vận dụng giới thần bi, Phi Nghê lập tức cho đám chân linh nối đuôi đi vào, tất cả đều đi vào trong bia. Lý Vân Tiêu liếm môi dưới, ánh mắt có hào quang màu xanh sáng lên, nói. Nếu như nói năm đó đây là bãi tha ma của chân linh còn sống không ít, chết đi chắc chắn còn nhiều hơn. Bắc Quyến Nam gật đầu nói. Có lẽ như thế, người có nghĩ tới hay không? Lý Vân Tiêu hắc cười một tiếng, nói. Đa số chân linh có thân thể cường hoành, mặc dù trải qua muôn đời vẫn không hủy, ta nhớ cảnh thất có thể luyện hóa thi thể, mặc dù Khâu Mục Kiệt có thần thông thi khôi, có thể làm thi thể chiến đấu, lại có thể giữ lại vũ kỹ khi còn sống. Bắc Quyến Nam cau mày nói. Phương pháp này rất không tệ, nhưng dùng sức mạnh thi thể tác chiến, quá mức tà ác. Làm người ta khinh thường. Mặc dù vì đại nghiệp ma chiến, cũng không nên làm ra chuyện khiến người ta tức giận như vậy, ít nhất trên mặt tình cảm ta rất khó tiếp nhận việc này. Trước khác nay khác, Lý Vân Tiêu nói, những chân linh này cũng không phải đồng loại, có thể đối đãi như hung thú, hơn nữa là hung thú vẫn lạc từ thời kỳ thượng cổ, Bắc Quyến Nam đại nhân có cảm giác nhiều như vậy sao? Còn nữa, mỗi khi triệu hồi một chân linh thì khôi, bên ta sẽ ít đi nhiều chiến hữu vẫn lạc. Đây là chuyện trăm lợi không có hại. So với việc chúng an nghỉ ở nơi này, vì sao không thể phát huy chút nhiệt lượng thừa giúp đỡ nơi sinh dưỡng ra chúng? Bắc Quyến Nam sửng sốt, cảm thấy Lý Vân Tiêu nói có lý, lập tức không biết nói cái gì cho phải, liền trầm mặc không nói. Khúc Hồng Nhan gật đầu nói. Ta cảm thấy chủ ý của Phi Dương không tệ, quá nhiều đạo đức bó buộc, chỉ làm cho mình bó tay bó chân, cũng không thích hợp với chiến đấu tàn khốc. Thấy không có người dị nghị, Lý Vân Tiêu nói. Chúng ta dò xét chung quanh thôi, có thể bắt được bao nhiêu chân linh thì bắt bao nhiêu, có thể tìm được bao nhiêu thi thể thì tìm. Bốn người lúc này thả chậm tốc độ, tìm tòi trong vạn linh chi địa nội, nhưng qua một lát, mọi người đã có thu hoạch. Lý Vân Tiêu dừng lại trên một cái xưởng đã biến thành màu xanh, lực lượng chậm rãi rót vào tầng đất, cảm giác thi thể vùi trong lòng đất. Đó là xương cốt hung thú dài 50 trượng. Xương sườn và đuôi có dấu đứt gãy. Đầu thú lộ ra ngoài, cái miệng khổng lồ đầy răng nanh, dường như đang gào thét. Sâu trong linh hồn Lý Vân Tiêu dường như nghe được tiếng hung thú giống giận, nội tâm vô cùng cảm khái. Hung thú này khi còn sống chắc chắn chinh chiến liên tục, là bá chủ một phương. Lực lượng bao phủ từng chiếc xương thú, Lý Vân Tiêu nói thầm, đắc tội, thấp giọng quát. Khởi! Ầm ầm! Lực lượng nâng xương thú lên cao. Trong tích tắc nhìn thấy rõ ràng, ánh mắt mọi người tỏa sáng. Quả thật là đồ tốt. Lý Vân Tiêu đi lên vỗ vào xương cốt, phát hiện bên trong ẩn chứa lực lượng rất kinh người. Bắc Quyến Nam cũng hơi kinh ngạc, tuy trong nội tâm không thoải mái, nhưng hắn cũng tán thành câu này. Cảm nhận trực quan lực lượng của hài cốt, Lý Vân Tiêu càng kiên định suy nghĩ đi tìm xương cốt, nhưng dò xét bốn phía, hắn nhíu mày. Chung quanh bị những cây gỗ lớn che trời bao phủ. Trên mặt đất lại đầy cỏ dại, bản thân lại có lực lượng rất mạnh. Thi thể chân linh tuy cũng ẩn chứa sức mạnh to lớn,
nhưng lực lượng đều bị vạn linh chi địa hấp thu. Phu quân, như thế nào? Phi Nghê thấy Lý Vân Tiêu đang xoắn suýt, lập tức hỏi thăm. Sắc mặt Lý Vân Tiêu cổ quái, nói. Dùng tốc độ tìm kiếm của chúng ta quá lâu, cảnh thất có nghiên cứu về thi khôi, có lẽ có biện pháp nhanh hơn. Hắn nhớ tới Tiểu Hồng, bởi vì nàng, chính mình chợt tự nhiên biến thành kẻ địch của cảnh thất, nhưng mà trước kia cũng không phải bằng hữu gì. Suy nghĩ một chút, hắn liền gọi cảnh thất và Tiểu Hồng từ trong giới thần bi ra. Thấy hai người bộ dáng đờ đẫn, Lý Vân Tiêu cũng nói chuyện mình lo lắng, hỏi thăm cảnh thất biện pháp tìm thi thể chân linh. Quả nhiên, cảnh thất lạnh lùng hừ một tiếng, nghiêng đầu không quan tâm, nhưng mà hai mắt sáng ngời. Vừa rồi chỉ nhìn Lý Vân Tiêu, không có nhìn thấy thi thể bên cạnh, thậm chí hắn cả đời chơi thi khôi cũng ít thấy, kinh hỉ nói. Đây là, thi hài chân linh. Lý Vân Tiêu gật đầu nói. Đúng vậy. Hắn nghiền ngẫm nhìn qua cảnh thất, nhìn thấy hắn mừng như điên và tham lam. Cảnh thất cũng không thèm nhìn hắn, thò tay gỗ vào xương cốt. Lý Vân Tiêu trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, nói. Trong lòng đất nơi này đầy thi thể, chỉ cần ngươi có thể giúp ta tìm kiếm, thi hài chân linh này là của ngươi. Cảnh thất gõ hài cốt vài lần, không nói gì, nhưng hiển nhiên đã đồng ý. Sắc mặt vui vẻ, cảnh thất cũng có phần kích động, tuy chỉ phân cho hắn một thi hài, nhưng hắn biết rõ nếu không đồng ý, chỉ sợ không có cái gì. Theo hắn suy nghĩ, cho dù tìm đủ thi hài chân linh, đám người Lý Vân Tiêu cũng không biết xử lý, cuối cùng vẫn phải nhờ mình. Thời điểm đám người Lý Vân Tiêu hào hứng hừng hực bắt chân linh, thu thập thi thể, trong khu vực khác của vạn linh chi địa. Trên trăm đạo thân ảnh tụ tập nơi này, chim bay cá nhảy, các thân thể không đồng nhất, chúng đều nhìn qua khu vực trung tâm, mỗi một thân ảnh đều tỏa ra khí thế mạnh mẽ. Dưới khí thế xung đột, hào khí đông cứng lại, áp lực này giống như thuốc nổ bị đè nén rất mạnh. Dường như chỉ cần có một chút tia lửa, cục diện sẽ nổ tung, từ rằng có biến thành dương cung bạt kiếm với nhau. Những thân ảnh này đều là chân linh cường đại nhất vạn linh chi địa, trong đó có hơn 10 thân ảnh đứng ở trung tâm, có xu thế song phương giằng co. Mấy người còn lại sắc mặt hoặc lạnh như băng hoặc tức giận, một nam tử áo trắng tướng mạo tuấn mỹ, ánh mắt sáng như sao, khí định thần nhàn, biểu lộ thành thục. Mà nam nhân đứng sau lưng hắn, đầu có hai sừng, râu tóc bù xù, đôi mắt sáng ngời như viên châu, chính là Thủy Long. Còn có một chút tồn tại cường đại cũng đứng sau, phần lớn là nửa người nửa linh, có khôi ngô như núi, sắc mặt dữ tợn, có thân thể quái dị, còn có một ít thân thể to lớn nhưng thân thể quái dị, là một tứ bất tượng. Giận Vũ đứng ở giữa thiên quân vạn mã, hai quân trước trận. Hắn khoanh tay đứng đó, ánh mắt lạnh như băng nhìn qua đám chân linh. Đối phương có 7-8 đám chân linh tụ tập cùng một chỗ, nhưng sắc mặt vô cùng ngưng trọng, bộ dáng khẩn trương và e ngại. Nếu như nói là con mồi, như vậy người thứ hai chính là lão hổ. Nhưng mà ba thân ảnh hình người đứng đầu vẫn tự nhiên, lãnh giá nhìn trước mặt, trên mặt mỉa mai, cho dù đối mặt với Giận Vũ vẫn mỉa mai như thường. Một người trong đó tướng mạo đường hoàng, tứ chi tráng kiện, sau lưng nhô lên cao cao, trên lưng như mang ngọn núi nhỏ, bộ lông và màu da đỏ thẫm, hai tay siết chặt lại kêu răng rắc, chung quanh nắm đấm hình thành gió lốc, hiển nhiên là chân long chi tử xí. Chính giữa có người thân thể thon dài, màu da màu đen rám năng, tóc lại màu bạc buộc ở sau ót, ánh mắt nhỏ dài như hồ ly, cùi trỏ và đầu gối có một thanh cốt đao màu trắng giống như muốn xé rách hào khí ngưng trọng ơn nhịp. Chính là chân long chi tử kính. Tên còn lại là một thiếu niên nhìn rất yếu ớt, tướng mạo tinh xảo, mặt trắng nõn nà, là một phiên bản thu nhỏ của Giận Vũ. Chân long chi tử mang có đôi mắt không có con ngươi màu lam như bảo thạch, lại có hào khí quỷ dị, im lặng nhìn phụ thân hắn. Đã bao nhiêu năm qua không gặp các ngươi rồi? 100 vạn năm, 200 vạn năm, thời gian quá lâu, vi phụ đã quên rồi. Rất hoài niệm, hôm nay lại gặp ba các ngươi, ta rất vui vẻ. Giận Vũ híp mắt cười nói, trên mặt mang theo thần thái yêu thương như cha hiền. Con mẹ ngươi thật biết giả vờ, thời gian 100 vạn năm vẫn không sửa được bản tính dối trá của ngươi. Xí mỉa mai nói. Nói đi, ngươi tới đây có mục đích gì? Ngươi là kẻ không có lợi sẽ không dậy sớm, long vực này thật vất vả quay về thiên võ giới, con mẹ nó ngươi lại chạy tới đầu tiên, đừng nói với ta là ngươi nhớ chúng ta. Ha ha! Giận Vũ cười mấy tiếng, dùng ánh mắt và ngữ khí chân thành nói. Xí a, đương nhiên ta nhớ các ngươi,
nếu không ta tới phiến long vực đổ nát này làm cái gì? Kính lạnh lùng như băng, nhàn nhạt nói. Nếu chỉ nhớ chúng ta, vậy bây giờ đã gặp rồi, xéo đi. Kính nha, tại sao ngươi tuyệt tình như thế? Nhớ ngày đó ta còn cho rằng ngươi đã chết, thương tâm một hồi đấy. Giận Vũ làm ra vẻ mặt khiếp sợ, lại biến thành gương mặt vui mừng sống sót sau tai nạn, than thở nói. Hiện tại gặp ngươi không có việc gì, ta mới yên tâm thật nhiều. Kính nheo mắt, cười nhạo nói. Đó là bởi vì thấy ta chết, thiếu đi một thủ hạ có thể dùng thôi. Giận Vũ lắc đầu không ngừng, thở dài nói. Ta không rõ, tại sao ba người các ngươi hiểu lầm ta. Trăm vạn năm qua, ta bao giờ cũng nhớ phải quay về Long Vực. Ta muốn tìm tin tức của các ngươi. Xí không kiên nhẫn, quát. Có gì hay không, thực sự khi dễ chúng ta ngu xuẩn sao? Lại nói tiếp, chúng ta không có tình cảm gì để nói với ngươi đâu. Mang vẫn không lên tiếng, lúc này chán ghét nói. Có chuyện gì nói thẳng đi, nói xong cút đi, đừng tới đây làm bộ làm tịch đáng buồn nôn như vậy. Thái độ các ngươi là gì? Sau lưng Giận Vũ trừ Thủy Long còn có một nam tử vóc dáng oai hùng. Đôi mắt mở to, tóc ngắn màu xanh lá cây. Cũng là chân long chi tử Uyên bị vây trong chân linh chi địa trăm vạn năm. Uyên mở to mắt, nổi giận nói. Trăm vạn năm qua huynh đệ chúng ta bình an vô sự, cần gì đối đãi với phụ vương như vậy, hôm nay là ngày chúng ta trở mặt với nhau sao? Xí quả thực rất tức giận, nổi giận mắng. Lão Lục ngươi là đồ ngu xuẩn, đến bây giờ còn không thấy rõ bộ mặt của hắn sao? Nhị ca, lão thất. Lão cửu đều là bị hắn hại chết. Mặc dù là chúng ta ngủ say ở đây hơn trăm vạn năm, không phải do hắn ban tặng sao? Ngươi không nên mơ hồ, gian ngoan mất linh. Uyên tức giận nói. Mơ hồ là các ngươi. Vì sao Long vực này lại đổ nát như thế? Chẳng lẽ là sai lầm của phụ vương sao? Còn không phải mấy tên phản đồ quy khư ăn cây táo, rào cây sung, cấu kết người ngoài mới làm lĩnh vực Long vực khó giữ, vạn linh vẫn lạc. Hôm nay chúng ta trở về dưới trướng phục vương, trùng kiến Long vực, xưng bá thiên hạ mới là chính đạo. Hừ, hừ hừ, xưng bá thiên hạ, mộng quá đẹp. Kính Long cười nhạo nói. Phụ vương ngươi sống tới bây giờ, tất nhiên là cố sức chống lại thiên nhân năm suy, nghịch thiên đạo mà đi, có thể bảo trì cảnh giới không giảm xuống là tạ trời tạ đất, còn muốn xưng bá thiên hạ. Tuy hôm nay ta không biết gì về thiên võ giới, nhưng cứ như vậy. Mặc dù Giận Vũ cũng không thể chống lại thiên đạo, một đời chân long mới cũng sắp sinh ra rồi. Sắc mặt Giận Vũ đại biến, gương mặt tái nhợt mang theo sát khí. Đây là đại húy kỵ lớn nhất đời hắn cũng là căn nguyên hắn khó bình an. Một khi chân long mới ra đời, như vậy lực lượng của hắn sẽ trôi qua càng nhanh, cho đến khô kiệt mà chết. Kính đâm vào chỗ đau nhức của hắn, hận ý và sát khí khôn cùng sinh ra, mặc dù là con của hắn. Cũng không thể phạm vào nghịch lân của mình. Uyên cũng giận tím mặt, quát mắng. Câm miệng, nguyên nhân chính là như thế, chúng ta mới cần giúp Phục Vương vượt qua cửa ải khó, lập tức hủy chân long sắp sinh ra, lưu lại vô số long tinh chắc chắn sẽ giúp chúng ta tăng tiến một tầng, ít nhất cũng sẽ khôi phục tới đỉnh phong năm đó. Ba 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 ba. Xí vỗ tay, cười to nói. Trước kia vẫn cảm thấy người đần, hiện tại phát hiện không phải đần, mà là tàn. Cho dù ăn nhiều long tinh cũng không thể bổ sung não tàn của ngươi, Lục đệ a, đời này của ngươi không cứu được nữa. Một đường đi tốt, ca không tiễn. Đáng chết. Sắc mặt Uyên nhăn nhó, tức giận nói. Phụ vương, ba người này gian ngoan mất linh, quên tổ tông, theo hài nhi thấy, phải cho bọn chúng chút giáo huấn mới được. Sắc mặt Giận Vũ cũng âm trầm, hắn đến vạn linh chi địa chính là muốn thu phục những người này, như vậy chính mình có đầy đủ lực lượng đối kháng thiên võ minh. Như vậy mới có thể đánh chết chân long mới ra đời. Nhưng làm hắn không ngờ là, những chân linh còn sót lại còn nhiều hơn hắn nghĩ, hơn nữa long tử còn bốn người sống sót, trong đó có ba người đứng đối địch với hắn. Nếu là năm đó hắn đã sớm ra tay giết người, hơn nữa năm đó long uy của mình cuồn cuộn, thiên hạ quy tâm, không người dám nghịch. Hiện tại vói thực lực hư cực cảnh hiện tại thì không thể. Xí, kính, mang ba người năm đó đều là tạo hóa cảnh. Trăm vạn năm ngủ say, mặc dù lực lượng ba người trôi qua, nhưng hơn phân nửa vẫn bảo tồn xuống, chỉ cần cảnh giới không có mất thì vẫn là tạo hóa cảnh. Mà bản thân Uyên chỉ là tạo hóa cảnh sơ bộ, chính mình mặc dù là hư cực đỉnh phong, cũng không cách nào vượt qua cảnh giới đối địch. Về phần mấy chân linh bên kia, tuy đều có bộ dáng hung ác, đằng đằng sát khí,
nhưng cũng chỉ là dệt hoa trên gấm, tăng thêm uy thế. Mặc dù chỉ là lực lượng dệt hoa trên gấm, chính mình vẫn không bằng ba nghịch tử cường đại. Năm đó đứng đầu vạn linh, thiên hạ không ai dám không theo, nhưng trăm vạn năm yên lặng đã làm cho những chân linh quên lực lượng của mình. Hơn nữa trong sự thật và thời đại tàn khốc, dùng lực lượng hư cực đỉnh phong của mình đã không làm người ta sợ. Suy nghĩ như thế này, Giận Vũ không thể không áp chế hận ý và sát ý, thở dài nói. Bỏ đi, các ngươi đã có oán niệm với ta sâu như vậy, quên tổ tông, nhưng dù sao ta không thể vô tình vô nghĩa như các ngươi, dù sao từ đầu đến cuối, ta vẫn là phụ vương của các ngươi. Uyên nghe hắn nói mà cảm động tới cực điểm, khóc ròng nói. Phụ vương, mấy nghịch tử này quá phận, hài nhi nguyện vì phụ vương Nam Trinh Bắc Thảo xưng bá thiên hạ, tuyệt đối không như đám bạc tình bạc nghĩa này. Sắc mặt Giận Vũ cũng thay đổi, hắn rơi lệ nói. Tốt, từ nay về sau, Giận Vũ ta chỉ có ngươi là nhi tử, ta sẽ không nhận đám người còn lại. Xí nhìn thấy cảnh phụ tử tử hiếu trước mặt, chỉ cảm thấy buồn nôn đến cực điểm, mắng. Còn đang diễn trò, diễn xong chưa? Cút nhanh lên, trong long vực này không cho phép có mặt các ngươi. Uyên giận tím mặt, quát lớn. Xí, ngươi dám can đảm nói bậy. Ta hiện tại sẽ thay phụ vương giáo huấn ngươi. Tay phải hắn nắm lại, một tia sáng màu bạc ngưng tụ chiến thương, đằng đằng sát khí và chỉ thẳng vào mặt đối phương. Sương huynh gọi đệ 10 vạn năm, một khi trở mặt. Chậc chậc, không tệ không tệ. Xí giận quá thành cười, hắn cười mỉa mai. Hai đấm nắm chặt, lúc này ánh lửa bao phủ chung quanh, ngàn vạn long khí tụ tập hóa thành đồ án hỏa diễm. Đã muốn trở mặt, vậy làm triệt để một chút. Kinh tiến lên nửa bước, vạn thủy trong thiên địa hội tụ lại, hóa thành vòng tròn trước mặt sau đó ngưng tụ vào bàn tay. Vạn thủy lao nhanh, ngàn vạn phù văn chớp động trong đó. Hai người ra tay làm không khí nổ vang, rừng rậm nguyên thủy chung quanh bị phá hủy, triển lộ trạng thái chân không ngàn vạn trượng. Sắc mặt Giận Vũ đột biến, nội tâm thầm mắng Uyên đầu óc phụng về, không biết trời cao đất rộng, không tự hiểu lấy mình, nếu có phần thắng thì lão tử sớm ra tay. Còn chờ tới phiên ngươi tỏ vẻ ta đây. Ánh mắt của hắn nhìn lên người Mang, nói. Mang Nhi, nhớ ngày đó ngươi ham chơi đi gây hắn chân linh anh, bị hắn đánh cho ngũ tạng vỡ nát, vẫn là phụ vương tức giận chém giết anh, ngươi còn nhớ rõ không? Ta mấy ngày không ngủ không nghỉ, cả ngày lẫn đêm rót long nguyên cho ngươi, mới bảo trụ cái mạng của ngươi. Như thế nào, ngươi còn muốn ra tay với phụ vương không? Mang thở dài một hơi, nói. Năm đó ngẫm lại rất cảm động, về sau mới biết được ngươi vì trốn tránh thiên nhân năm suy, cho nên định dùng long nguyên của 9 người chúng ta làm thuốc dẫn, giúp ngươi đột phá, do đó gia tăng luân hội thọ nguyên. Hiện tại ngươi nói lại chuyện này, không cảm thấy buồn nôn sao? Chuyện phiếm, chuyện rút long nguyên làm thuốc dẫn, tất cả đều là suy nghĩ hão huyền của các ngươi, là âm mưu của tù. Uyên giận dữ mắng mỏ, cực kỳ bi thương quát. Đừng vội lại chấp mê bất ngộ. Nhanh chóng quỳ xin lỗi phụ vương mau. Chiến thương của hắn quét ngang, long khí bùng nổ. Mang nhìn thẳng vào Giận Vũ, câu môi cười nói. Chuyện phiếm, lão nhị, lão thất, lão cửu đã chết thế nào? Nếu không có lão tam cơ trí, kịp thời chọc thủng âm mưu của ngươi, giờ phút này cũng không có chúng ta đứng ở nơi này. Giận Vũ lạnh lùng nói. Chuyện vô căn cứ, thiệt thòi các ngươi cũng tin tưởng. Lão tam trước đó không lâu còn bái kiến ta. Ta nói chuyện với hắn thật vui đấy. Cái gì? Lời này làm người nơi đây cả kinh. Uyên đại hỉ nói. Ha ha, nhìn xem, ta nói mà, các ngươi đều bị đầu độc tâm trí, còn không may xin lỗi phụ vương. Ba người lười quan tâm tới hắn, đã xem hắn như kẻ đần. Xí lạnh giọng nói. Ta không tin tam ca còn sống, ngươi nói hắn ở đâu. Kính và Mang cũng lắng nghe, phi thường quan tâm. Thần sắc Giận Vũ bi ai, buồn bã nói. Vốn ta và tù trò chuyện thật vui, ai ngờ trên đường giết ra một nhân loại là Lý Vân Tiêu, mang theo rất nhiều cao thủ vây quét chúng ta. Kết quả phụ tử chúng ta liên thủ không địch lại, tù bị đánh tan hồn phách, chỉ còn lại thân thể tung tích không rõ, mà ta cũng trọng thương, nếu không phải Thủy Nhi xuất hiện kịp thời, hai người chúng ta đã vẫn lạc. Cái gì? Uyên cả kinh nói. Nhân loại kia có thực lực gì? Có thể đả thương phụ vương và tam ca. Xí ba người cũng khiếp sợ, nhưng mà càng hoài nghi, ánh mắt mấy người nhìn lên người Thủy. Nhưng Thủy vẫn không lên tiếng, hơn nữa sắc mặt của hắn hiển nhiên không có ý nói chuyện.
Kính Bất Phi sở động, cười lạnh nói. Ta đọc sách ít, ngươi chớ lừa gạt ta. Tại sao ta phải lừa ngươi? Giận Vũ Bi thống tức giận nói. Nếu ngày khác các ngươi rời khỏi nơi này, nhìn thấy Lý Vân Tiêu kia, có thể tự mình đi hỏi hắn, sẽ biết ta nói thật hay giả. Uyên nghiến răng nghiến lợi nói. Tên Lý Vân Tiêu đáng chết. Phụ vương, chúng ta báo thù cho Tam Ca báo. Ách, việc này không vội, cũng không gấp được. Giận Vũ giật mình, thầm mắng đứa con này ngu ngốc không não, chỉ biết xúc động làm việc, nói. Lý Vân Tiêu chính là thủ lĩnh nhân tộc, hiện tại thế lực thật lớn. Thủ hạ có không ít cường giả tạo hóa cảnh, nếu chúng ta mạo hiểm tấn công, đó là tìm chết. Uyên sững sờ nói. Vậy làm sao bây giờ? Giận Vũ thở dài. Quân tử báo thù 10 năm không muộn, dù sao còn nhiều thời gian, chuyện cần thiết hiện tại là tăng thực lực lên. Vốn ta thấy các ngươi liền vui vẻ, nghĩ thầm hôm nay tụ tập với nhau, mặc dù thực lực còn đủ hay không, ít nhất phụ tử đồng lòng, cũng đồng tâm. Nghĩ các ngươi sẽ báo thù cho lão Tam, ai biết? Ai? Hắn nói quá bi thương, giống như thật sự là người cha mất con, không ngừng giãy giụa trong đau khổ. Uyên nhìn hằm hằm lấy Rực ba người, cắn răng nói. Không quản phụ vương có bao nhiêu hiểm lầm với chúng ta, hiện tại Tam Ca bị người đánh tan hồn phách, tung tích không rõ. Các ngươi cũng muốn bó tay đứng ngoài nhìn sao? Mang trầm ngâm nói. Nếu thật sự là như thế, chúng ta tất nhiên sẽ báo thù cho Tam Ca, nhưng trước đó nhất định phải điều tra rõ ràng. Uyên cười lạnh nói. Từ đầu đến cuối các ngươi cũng không tin phụ vương. Tốt, như vậy chờ các ngươi rõ ràng, đến lúc đó xem các ngươi chờ cái gì. Kính lạnh lùng nói. Lão Lục, việc này nế thật như Giận Vũ nói, không cần ngươi nói chúng ta cũng sẽ báo thù cho Tam Ca. Về phần chính ngươi, đã đi cùng Giận Vũ, tương lai cẩn thận một ít, không nên tới lúc chết mà không biết chết vì sao. Nói năng bậy bạ, Uyên nổi giận mắng, tức giận đỏ mặt, trán nổi gân xanh. Trong lòng Giận Vũ mừng thầm, nếu ba đứa con tìm Lý Vân Tiêu gây phiền toái, lại mang theo đám chân linh này, đầy đủ làm Lý Vân Tiêu đau khổ, lập tức làm ra bộ dáng không thể làm gì, nói. Lý Vân Tiêu chính là minh chủ Thiên Võ Minh, ở trong Nam Vực. Sau khi các ngươi rời khỏi đây tùy tiện tìm người hỏi thăm là biết. Ta nói đến thế thôi, nếu tình phụ tử không tiếp tục, ta cũng không ở lâu, chỉ có thể rời đi. Nhưng còn nhiều thời gian, nếu có ngày các ngươi hồi tâm chuyển ý, hiểu lầm hóa giải, ta vẫn nhận lại các ngươi. Hắn nói cực kỳ chân thành, giống như phụ tử tử hiếu vẫn còn như hôm qua. Nhưng ba người xí đã triệt để tuyệt vọng về hắn, xí không kiên nhẫn xua tay, nói. Việc này chúng ta sẽ xác minh, nói xong thì cút đi, lại nghe ngươi nói nhãm, ta muốn ói rồi đấy. Giận Vũ giận dữ, tức giận siết chặt nắm đấm nổ đùng trong không khí. Nhưng hắn không phải loại người xúc động, đã không địch lại thì không xuất thủ. Hừ, tức giận hừ một tiếng, liền quay người rời đi. Bay vài trăm dặm, không cảm ứng được khí tức xí ba người, một đoàn người mới dừng bước. Sốt cuộc Uyên nói. Phụ vương. Vì sao vừa rồi không ra tay? Ba người bọn họ tuy mạnh hơn, nhưng chúng ta cũng không yếu a, đánh trận chiến này thắng bại khó phân. Trước đó Giận Vũ truyền âm bảo hắn không nên vọng động, một đường di tới đây hắn rất khó chịu. Giận Vũ nói, chính là bởi vì thắng bại khó liệu, cho nên phụ vương mới không ra tay. Còn nữa, bất kể như thế nào, bọn chúng vẫn là con của ta cũng không muốn tương tàn với bọn họ. Lão Lục a. Người về sau làm việc phải động não nhiều, không nên quá xúc động. Vâng, phụ vương. Uyên nói. Tuy bọn họ bất nhân, nhưng chúng ta không thể bất nghĩa. Giận Vũ gật đầu nói. Ân, chính là đạo lý kia. Lão Lục, trong tay ngươi chỉ khống chế những lực lượng này sao? Sau lưng hắn có hơn 10 đầu chân linh, hơn nữa phần lớn là quy chân thần cảnh, chỉ có 3 là trưởng thiên cảnh, không có hư cực cảnh. Giận Vũ rất bất mãn. Uyên Long nói, phụ vương, những kẻ này vừa tỉnh, bị ta tạm thời triệu hoán, có lẽ còn không ít đang ngủ say, dùng uy áp long tộc chúng ta, có thể đánh thức vạn linh. Ánh mắt Giận Vũ sáng ngời, nói, người đánh giá trong long vực tàn phá này có bao nhiêu chân linh còn sống, hơn nữa có thể ra sức cho chúng ta. Uyên trầm ngâm nói, năm đó long vực gặp nạn, chân linh nhất tộc đều tụ tập ở đây, có mấy vạn. Vẫn lạc trong đại chiến hơn phân nửa. Long vực bị đánh nát đã chết tổn thương không ít. Trận chiến năm đó số chân linh còn sống chưa tới 1 vạn. Nhưng trăm vạn năm yên lặng qua đi,
tuyệt đại đa số đều chết rồi. Bởi vì phần lớn chân linh còn sót lại bị thương, hiện tại còn sống không vượt qua 3.000, ước chừng là hơn 2.000. Hơn 2.000 sao? Giận Vũ mừng thầm, số lượng này so với thời điểm chân linh xưng bá thiên hạ là cực kỳ nhỏ bé, nhưng nếu là đặt ở hiện tại, hơn 2.000 thần cảnh có thể diệt Thiên Võ Minh, diệt Huyền Ly đảo cũng không nói chơi. Lão Lục, ngươi tranh thủ hàng phục đám chân linh này, càng nhanh càng tốt, càng nhiều càng tốt. Sắc mặt Giận Vũ kích động, không thể chờ đợi được. Phụ thân đại nhân có lệnh, hài nhi tự nhiên không dám vi phạm. Uyên lúc này gật đầu nói. Tốt, long vực này tuy lớn, nhưng trăm vạn năm qua ta đã sớm chơi chán rồi. Có đôi khi nhàm chán còn có thể giết vài đầu chân linh giải buồn, sớm biết phụ vương cần, ta đã lưu mạng chó của chúng lại. Giận Vũ nghe xong liền im lặng, thầm nghĩ mình ở ngoài chật vật không chịu nổi, các ngươi rất tốt, ở bên trong giết chân linh giải buồn. Uyên nhìn thấy sắc mặt Giận Vũ khó coi, vội vàng nói. Phụ vương đừng lo lắng, ta sẽ đi chung quanh triệu tập chân linh. Giận Vũ cũng gật đầu, nói. Ân, bắt hàng phục chân linh giao cho ngươi, nhưng mà ngàn vạn cẩn thận, chứ có xung đột với ba nghịch tử kia. Dù sao chúng ta bây giờ cũng không phải đối thủ của bọn chúng. Tốt, phụ vương đã nói thế, ta cũng sẽ nhịn một chút. Uyên tức giận, nói. Chờ tương lai khôi phục thực lực lại đi tính sổ với chúng. Giận Vũ cảm thán đứa con này đầu óc ngu đần, tối thiểu nhất vẫn nghe lệnh mà làm, gật đầu mỉm cười nói. Đúng vậy, trong 9 con của bổn vương, chỉ có ngươi hiếu tâm nhất. Uyên lập tức đi trước dẫn đường cho Giận Vũ, tìm kiếm trong vạn linh chi địa, tìm kiếm bóng dáng chân linh. Nhưng chưa đi được vài bước liền ngẩn ngơ. Bọn họ nhìn thấy có 3-4 chân linh đang tụ tập trước mặt. Đầu óc Uyên có chút kịp thời, thò tay gãi đầu sững sờ nói. Chẳng lẽ vạn linh biết rõ phụ vương đến, cho nên thức tỉnh triều bái. Giận Vũ cũng sững sờ, nói. Làm sao có thể sẽ có chuyện này, cẩn thận chút. Chuyện khác thường tất có cổ quái. Rất nhanh, 4 con chân linh liền xuất hiện trước mắt, làm cho Giận Vũ khiếp sợ là, trên người 4 con chân linh có mấy nhân ảnh đang đứng. Ánh mắt nhìn nhau, hai bên ngẩn ngơ. Sắc mặt Giận Vũ đại biến, tức giận quát. Lý Vân Tiêu. Bên kia chính là đám người Lý Vân Tiêu không ngừng thu thập chân linh cùng thi hài, lập tức ngạc nhiên sau đó phục hồi tinh thần. Lý Vân Tiêu ngồi trên chân linh, hắn cười nói. Ta nói bên này vì sao náo nhiệt như vậy, thì ra là ngươi đang tụ chúng đánh nhau, còn tưởng rằng có hơn 10 con chân linh đang liên hoan đấy. Giận Vũ nhanh chóng tỉnh táo, sắc mặt âm trầm bất định, hừ lạnh một tiếng nói. Thật sự là oan gia ngõ hẹp. Lý Vân Tiêu. Uyên phục hồi tinh thần lại, biến sắc, nhìn chằm chằm vào Lý Vân Tiêu, cả kinh nói. Phụ vương. Đây chính là nhân loại Lý Vân Tiêu đánh tan hồn phách tam ca sao. Uyên phản ứng kịch liệt như thế, sắc mặt Giận Vũ biến hóa vài lần, trong đầu đang nghĩ kế. Cảnh giới của hắn suy yếu, lúc này không phải đối thủ của Lý Vân Tiêu. Nhưng nếu như hai bên kịch chiến dẫn đám người xí tới, nhất định sẽ lưu Lý Vân Tiêu lại nơi này, tra khảo hắn vì sao có thể đi vào long vực. Dù sao không phải tộc ta tất có dị tâm, đây là thiên tính mà các chủng tộc khắc sâu trong lòng. Không chừng có thể đền bù vết rách giữa mình với đám người xí, với tính tình của chúng, chắc chắn sẽ không tổn hại tình nghĩa huynh đệ nhiều năm như vậy. Không đợi Giận Vũ lên tiếng, Uyên làm như biết rõ đáp án, hét lớn. Tiện tộc đáng chết, ta muốn giết sạch các ngươi báo thù cho tam ca. Dứt lời hắn vươn tay nắm ngân quang ngưng tụ trường thương, Uyên cầm thương trong tay, lực đạo bá đạo rung động chiến thương, tỏa ra sóng âm dữ dội. Sóng âm vặn vẹo không gian. Thân ảnh Uyên biến mất, lúc xuất hiện đã đứng trước mặt Lý Vân Tiêu, Uyên cầm chiến thương đâm tới. Lý Vân Tiêu ngưng tụ khí lãng trong lòng bàn tay, hư quang xuất hiện giống như khôi giáp, hoàn toàn giao tiếp với chiến thương. 5 ngón tay như mũi thương sắc bén dâm rách không gian, hư quang không ngừng nổ tung, năng lượng bắn ra chung quanh. Mũi thương có xu thế như trẻ tre, Lý Vân Tiêu nắm lấy mũi thương cách người vài tấc, không cách nào tiến thêm nửa bước. Tay phải Lý Vân Tiêu cầm chiến thương run lên, ánh mắt nhìn Uyên có phần ngạc nhiên, nói. Tạo hóa cảnh. Một kích bị ngăn cản, sắc mặt Uyên biến hóa, quát. Chính là tiện chủng, cũng dám nhìn trộm cảnh giới của bổn vương. Hắn lật chiến thương, trong tay ngưng tụ năng lượng rất mạnh. Tay phải Lý Vân Tiêu sinh ra hư không không áp chế nổi,
bị chiến thương chấn tay, vô số phủ văn tán loạn. Chiến thương thuận thế đâm xuống, trực tiếp đâm vào cơ thể của hắn. Giận Vũ đang xem cuộc chiến, sắc mặt âm trầm, nếu như Lý Vân Tiêu thật dễ dàng bị thương như vậy, Lý Vân Tiêu cũng không phải là Lý Vân Tiêu. Quả nhiên, qua một lát Huyên biến sắc, hắn thu trường thương và cảnh giác nhìn chung quanh. Chỉ thấy mùi thương đâm thủng người Lý Vân Tiêu, thân thể run rẩy, vết thương nhanh chóng khép lại, thân thể từ thật hóa hư, từ hư hóa thật. Cho dù biết rõ Lý Vân Tiêu không có việc gì, nhưng Phi Nghê nhìn thấy phu quân bị đâm thì tức giận, quát. Tốt cho bò sát không hiểu lễ nghĩa. Phu quân, để ta giết bò sát này, luyện hắn thành thi khôi. Thuận tiện giết Giận Vũ và Thủy Long này. Trong mắt Phi Nghê bắn ra hàn mang, phượng quang lập lòe bất định, đột nhiên khí thế tản ra, chân linh chung quanh cả kinh lui ra phía sau. Thiên Phượng, Uyên cũng chấn động, thân ảnh lùi tới trước mặt Giận Vũ, giằng co với đối phương. Lý Vân Tiêu đưa tay ngăn cản Phi Nghê lại, cười lạnh nhìn qua Giận Vũ, ánh mắt nhìn qua Uyên và Thủy Long vài lần. Dùng thực lực đám người Giận Vũ, nếu thật sự đánh thì hắn không sợ, nhưng mà không chiếm được chỗ tốt gì, thậm chí còn lâm vào hạ phong, hắn không vội ra tay. Ánh mắt Giận Vũ nhìn lên người Lý Vân Tiêu cùng Phi Nghê, lúc này giật mình, nói. Lý Vân Tiêu, thực lực của ngươi tinh tiến không ít nha. Lý Vân Tiêu chắp tay cười cười, nói. Nhờ phúc của Chân Long Đại Nhân, thật sự tinh tiến nhiều, đã bỏ xa Chân Long Đại Nhân. Giận Vũ thiếu chút nữa bị tức chết, hét lớn. Tiến bộ mau hơn nữa cũng bỏ mạng ở đây. Ngươi đánh tan hồn phách tam nhi của ta, làm thân thể hắn tung tích không rõ, hôm nay ngươi nên trả lại bằng máu đi. Lập tức nói với Uyên. Uyên nhi, Lý Vân Tiêu người mang giới thần bi, thực lực bản thân không tầm thường, ngươi nhanh chóng đi gọi ba nghịch tử kia tới, nói hung thủ đánh tan hồn phách tù xuất hiện. Ta nghĩ biện pháp ngăn chặn bọn chúng. Uyên cả kinh nói. Phụ vương ngươi. Giận Vũ khoát khoát tay nói. Ta không sao, ngươi nhanh đi nhanh về nhanh, tuy tu vị phụ thân giảm xuống, nhưng ngăn chặn hắn một thời gian vẫn làm được. Trong lòng Uyên giãy giụa một lát, gật đầu nói. Tốt, phụ vương nhất định phải chống đỡ, ta sẽ trở về thật nhanh. Dứt lời, hắn quay người liền đi, lập tức biến mất tại chỗ. Bọn họ vừa mới từ mặt đám người xí không lâu, hắn lúc này phải đi tìm bọn chúng tìm cứu viện, thật sự mất mặt. Lý Vân Tiêu sờ cằm, hồ nghi nói. Giận Vũ, ngươi nói mê sảng gì thế, đang tính âm mưu sao? Giận Vũ cười lạnh nói. Mê sảng, âm mưu, Lý Vân Tiêu, ngươi hại tù nhi của ta, làm hắn hồn phi phách tán, thân thể tung tích không rõ, khoản sổ sách này ta phải tính toán với ngươi đấy. Lý Vân Tiêu nhíu mày, nói. Tuy hồn phách tù là ta đánh tan, nhưng nếu không có hung thủ là các ngươi, ta cũng không có khả năng thực hiện được. Còn nữa, ngươi có tâm giết tù còn lớn hơn chúng ta đấy. Giận Vũ nổi giận nói. Nói bậy, tù chính là ái tử của bổn tọa. Mặc dù giữa chúng ta có hiểu lầm, nhưng hổ dữ không ăn thịt con, huống chi là bổn tọa. Hôm nay mặc ngươi khua môi múa mép, đừng mơ tưởng thoát trách nhiệm. Lý Vân Tiêu khẽ cười nói. Ta không muốn đẩy đi, cũng không thoát trách nhiệm, ngược lại là ngươi, ngươi mang tất cả nước bẩn đổ lên người của ta, muốn từ chối trách nhiệm là ngươi mới đúng. Tiểu Hồng nhìn Giận Vũ, lạnh lùng nói. Nói nhảm với hắn làm gì, chúng ta liên thủ giết hắn là được. Bắc Quyến Nam nhíu mày, nói. Hắn mang tất cả nước bẩn dội lên đầu chúng ta, như vậy mới có thể bàn giao với đồng bạn của hắn, vừa rồi là con hắn chạy đi, hơn phân nửa là tìm viện binh. Còn cần lấy cớ chúng ta đánh tan hồn phách tù, cứu binh hơn phân nửa là đồng bạn của tù. Lý Vân Tiêu nhìn hướng Uyên rời đi, nói. Tên này làm ra chuyện không biết xấu hổ như vậy, thừa lúc cứu binh chưa tới, giết hắn trước nói sau. Nói xong. Ngón tay hắn bắn ra kiếm khí. Những người còn lại đều là thế hệ quả quyết, Lý Vân Tiêu vừa dứt lời, đám người lập tức ra tay. Mọi người kiêng kỵ duy nhất là Thủy Long cảnh giới tạo hóa cảnh, Phi Nghê đi trước xuất hiện trước mặt Thủy Long, năm ngón tay hóa chảo đánh tới. Lý Vân Tiêu trước khi ra tay đã truyền âm cho nàng, bảo nàng ngăn chặn Thủy Long, không yêu cầu thủ thắng, không thể ham chiến, chỉ cần ngăn chặn một thời gian là đủ, giết Giận Vũ là được. Thủy Long giơ tay đánh tan phượng quang, ánh sáng đỏ khuếch tán ra. Ánh sáng đỏ khuếch tán chung quanh, đám chân linh bên cạnh Thủy Long chưa kịp phản ứng, liền trực tiếp bị xung lực nghiền áp tan nát. Thấy bên mình vừa ra tay đã lâm vào hạ phong,
trong mắt Giận Vũ muốn nứt ra, nổi giận nói. Đáng chết! Ngươi đang nhìn ở đâu? Lý Vân Tiêu nói bên tai hắn, tim Giận Vũ đập mạnh, liền nhìn thấy kim quang đánh tới trước mặt. Lý Vân Tiêu ba ấn hợp nhất, lăng không hóa long. Không chỉ có như thế, Bắc Quyến Nam, Khúc Hồng Nhan cũng thủ vững phương vị của mình, công kích từ hướng khác. Chân long pháp thân, ngự. Giận Vũ kinh hoàng, né tránh không kịp, hai tay đánh ra mấy đạo long phù. Thân thể hóa long, lân phiến màu xanh bao phủ thân thể. Đồng thời hắn bấm niệm pháp quyết, miệng phun long ngữ tối nghĩa. Oanh! Oanh! Mấy đạo công kích đánh lên long vực, thân thể hắn chấn động, miệng phun máu tươi. Lý Vân Tiêu biến hóa ấn quyết trong tay, cánh tay hóa thành tử lôi, giống như cây đao sắc bén cắt vào long vực, lôi quang ăn mòn lĩnh vực. Nội tâm Giận Vũ hoảng hốt, bị đám người vây công, long vực và pháp thân của hắn không bị phá, nhưng lại bị tử lôi của Lý Vân Tiêu và tâm diễm của Tiểu Hồng trực tiếp cắt vào, ảnh hưởng tới bản thể của hắn. Long quyền, vô lượng quang. Nguy cơ trước mắt, Giận Vũ dốc sức liều mạng một kích, vô lượng quang đánh tới làm tử lôi và tâm diễm dừng lại. Ầm ầm, tiếng nổ mạnh vang lên, mấy đạo lực lượng quét qua tất cả, xé rách không gian. Giận Vũ vận dụng chân long pháp thân, hào quang màu xanh lập lòe vài lần, hắn thoát ra ngoài mấy trăm trượng mới hiện thân. Nhưng sắc mặt của hắn tái nhợt, đầu đầy mồ hôi, hiển nhiên bị tổn thương nhất định. Phi Nghê cùng Thủy Long giao thủ vài chiêu, thoáng nhìn Giận Vũ đào thoát, nội tâm ngạc nhiên, không tiếp tục quan tâm kẻ địch, suốt liên tục mấy trưởng sau đó lui ra sau. Xảy ra chuyện gì, tại sao hắn lại tránh được công kích? Phi Nghê lui đến bên cạnh đám người Lý Vân Tiêu, có chút khó tin hỏi. Lý Vân Tiêu nói, có cổ quái, thực lực của hắn không thay đổi, nhưng thời điểm xuất chiêu thì lực lượng gia tăng vài lần. Phi Nghê giật mình, nói, ta hiểu rồi, nguyên nhân do đây là vạn linh chi địa. Vạn linh chi địa, tâm niệm Lý Vân Tiêu dò xét chung quanh, đột nhiên cả kinh nói. Ngươi vừa nói thế ta cũng cảm giác, vạn linh chi địa này tràn ngập long lực. Phi Nghê gật đầu nói. Ta cảm xúc sâu hơn phu quân một tầng, Thủy Long cũng thế, ra tay có thể áp chế ta dễ dàng. Nếu là ta suy đoán không sai, nơi gọi là vạn linh chi địa chính là long vực. Long vực, sắc mặt đám người biến hóa, cảnh giác lên. Nếu bản thân bọn họ ở trong long vực, như vậy phải ước lượng thực lực phụ tử này vài lần. Quân tử không đứng dưới tường thấp, chúng ta đi. Tâm niệm Lý Vân Tiêu thay đổi thật nhanh, lúc này quyết định rút lui. Hai người trước mặt khó đối phó, Uyên vừa đào tẩu là tạo hóa cảnh, còn đi tìm viện binh, sợ rằng có phiền toái lớn. Mấy người quyết định thật nhanh, trực tiếp hóa thành hào quang rời đi. Giận Vũ khẩn trương, cơ hội tốt vây quét Lý Vân Tiêu xuất hiện, nếu để hắn trốn, trời cao biển rộng, lần sau còn có cơ hội này là quá khó khăn. Mơ tưởng rời đi, ngăn hắn lại. Giận Vũ hét lớn một tiếng, chân ngã vương tướng chém ra. Kiếm khí phá không đánh về phía Lý Vân Tiêu. Thủy Long cũng ra tay, cũng dùng chân long chi kiếm, kiếp phượng vô thủy, chém thẳng vào Phi Nghê. Hai người đồng thời ra tay, lập tức phá vỡ độn quang, kiếm khí xâm nhập vào. Muốn chết! Sắc mặt Lý Vân Tiêu lạnh lẽo, hắn đánh ra hỏa trường. Lòng bàn tay có hư quang bắn ra, lập tức đánh kiếm khí sơ sát. Phi Nghê đánh ra phượng quang áp chế kiếm khí, đồng thời nàng bấm niệm pháp quyết. Quát một tiếng, ngàn vạn hỏa điệp xuất hiện trên hư không. Giận Vũ vừa thấy, lập tức cảm nhận nguy hiểm, quát. Cẩn thận! Bản thân hắn lập tức lui ra phía sau, biến thành bản thể. Thủy Long ngâm vang, thân hình hóa long, thân thể bành trướng hơn 10 lần, cái đuôi thật lớn như mái chèo. Ầm ầm, tiếng nổ kinh thiên vang lên, chung quanh là biển lửa, trong phạm vi mấy ngàn trượng hóa thành chân không. Cả thiên địa trắng sáng. Đáng chết, để bọn chúng trốn đi. Giận Vũ trợn mắt, hắn thấy rõ trước mặt không còn bóng dáng đám người Lý Vân Tiêu. Sắc mặt của hắn âm trầm bất định. Người đâu? Hư không chấn động, mấy đạo thân ảnh xuất hiện, chính là Uyên, Xí, Kính, mang bốn người, ở phương xa còn có khí tức cường đại xông tới. Uyên Long tức giận nói. Lý Vân Tiêu chạy rồi. Sắc mặt Giận Vũ trở nên bình tĩnh, thở dài một tiếng, nói. Ai? Phụ vương vô năng, không thể lưu bọn chúng lại. Uyên Long tức giận nói. Phụ vương đừng nóng vội, long vực này nói nhỏ không nhỏ, nói lớn không lớn. Bọn chúng không có rời đi,
chỉ cần còn trong long vực này sẽ bị chúng ta cảm ứng được. Giận Vũ gật đầu nói. Ân, phải dựa vào các ngươi. Uyên Long quay đầu lại nói. Mấy vị ca ca, các ngươi muốn khoanh tay đứng nhìn sao? Mang cau mày nói. Hồn phách tam ca bị Lý Vân Tiêu đánh tan hay không chúng ta còn không biết. Còn nữa, có thật có đám người Lý Vân Tiêu hay không còn khó nói. Ngươi đi cầu viện, chúng ta chạy tới không gặp được cõng long nào, ai biết có phải là âm mưu của Giận Vũ hay không? Uyên tức giận kêu to, nói. Lý Vân Tiêu là ta tận mắt nhìn thấy, cũng nghe hắn nói, hắn thừa nhận hại tam ca, chẳng lẽ các ngươi không tin ta? Mang nói xong, lại bị Xí ngăn lại, Xí nói. Nơi đây có lực lượng thiên phượng rất mạnh, thật sự có cường giả chiến đấu một hồi. Lão Lục nói vẫn có độ tin cậy nhất định, không quản chân tướng như thế nào, chúng ta tìm ra người này rồi nói sau. Kính cũng nói. Tứ ca nói đúng, chúng ta nên tìm ra đám người này, nếu như hắn là hung thủ tổn thương tam ca, tuyệt đối không tha. Nhưng nếu như không phải. Hắn lạnh lùng lườm Giận Vũ, cười lạnh nói. Cũng không thể làm tay chân cho người khác. Giận Vũ giận tím mặt, hừ lạnh không nói. Việc này không chậm trễ, chúng ta tìm thôi. Xí nói xong, ba người hóa thành ba đạo hào quang, biến mất không thấy gì nữa. Xa xa có hơn 10 đạo khí tức cường đại, chính là chân linh đuổi tới đây, lập tức đuổi theo ba người. Giận Vũ nhìn bóng lưng bọn chúng biến mất, sắc mặt lập tức âm trầm. Uyên vẫn còn hùng hùng hổ hổ nói ra. Ba vị ca ca này đầu óc bị độc thủy rót vào, triệt để hồ đồ không rõ. Phụ vương, chúng ta cũng đuổi theo tìm bọn chúng đi. Giận Vũ nói. Không vội, bọn chúng động hơn chúng ta, xác suất tìm được Lý Vân Tiêu càng lớn, cứ để bọn chúng tìm đi. Chúng ta đi tìm chân linh còn sót lại, thu cho mình dùng, trước mở rộng thực lực của chính mình, đây mới là thượng sách. Uyên sững sờ, lập tức gật đầu nói. Tốt, tất cả dùng phụ vương làm chủ. Trước kia thật vất vả gom được vài đầu chân linh. Trong giao thủ vừa rồi bị khí kình bọn họ đánh tan hơn phân nửa, chỉ còn lại ba con, cũng đều bị thương. Mấy người phân biệt bay ngược hướng đám người Xí tìm kiếm. Đám người Lý Vân Tiêu vừa thoát đi không bao lâu, phát hiện Giận Vũ cũng không có truy kích, lúc này dừng lại. Lý Vân Tiêu nói, vạn linh chi địa xem ra là viễn cổ long vực, chẳng biết tại sao lại biến thành như thế này. Trong đây sợ rằng có chân linh đáng sợ tồn tại. Chúng ta tận khả năng không nên xung đột với chúng, tất cả dùng bắt chân linh, đào móc thi hài làm chủ. Bắc Quyến Nam nói. Đúng vậy, tận lực ít gây thù, lớn mạnh chính mình, đây là thượng sách. Nhưng không biết pháp thân tù đang ở đâu. Lý Vân Tiêu nói. Căn cứ Ngọc Công Tử suy đoán, hơn phân nửa đang ở trong vạn linh chi địa. Chỉ là không biết phát sinh chuyện gì, ta hoàn toàn không cảm ứng được cá sấu. Khúc Hồng Nhan nói. Bản thân tù thiếu linh trí, chỉ cần cá sấu không làm ra chuyện chọc giận hắn, không đến mức ra tay, càng không sợ hắn cái gì. Lý Vân Tiêu gật đầu nói. Chậm rãi tìm thôi, chỉ cần tìm trong vạn linh chi địa sẽ phát hiện manh mối. Mấy người tiếp tục dò xét chung quanh, rất nhanh lại phát hiện một cỗ thi hài, nó nằm trong rừng. Thời điểm đang định thu thập, đột nhiên sắc mặt Lý Vân Tiêu biến hóa, quay đầu nhìn ra xa, ngưng trọng nói. Có vài đạo khí tức cường hãn tới gần. Phi Nghê cũng cả kinh nói. Ta cũng cảm ứng được, hình như là tạo hóa cảnh. Những người còn lại kinh hãi, Bắc Quyến Nam cau mày nói. Tại sao có nhiều tạo hóa cảnh như vậy? Năm đó trong cuộc chiến đồ ma, đã dốc toàn lực mà chiến, cũng không còn lại bao nhiêu cả. Phi Nghê nhìn chằm chằm vào phương xa, nói. Ta cảm ứng được có long khí cường đại, phải biết rằng vào thời điểm thượng cổ, chân linh tung hoành thiên hạ, so với nhân tộc 10 vạn năm trước còn mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Bắc Quyến Nam nói, chẳng lẽ chúng trốn chiến? Đầu óc Lý Vân Tiêu tính toán thật nhanh, rất nhanh liền quyết định chủ ý, nói. Tạm thời không né không chiến, xem ai tới dây. Dù sao tạo hóa cảnh thiên hạ hãn hữu, mỗi người đều đáng tôn trọng. Nếu có mâu thuẫn thì sớm hóa giải thôi. Bắc Quyến Nam gật đầu nói. Đúng thế. Nếu những người này có thể làm việc cho chúng ta, cho dù là ma chủ, cũng có lực chống lại. Hắn nghĩ đến điểm này, lập tức hai mắt tỏa sáng. Lý Vân Tiêu cười khổ nói. Đừng nghĩ quá tốt như vậy. Nếu ta không có đoán sai, mấy cường giả tạo hóa cảnh này là người Giận Vũ tìm tới giết ta. Hơn nữa tạo hóa cảnh không ai không phải bá chủ thiên hạ,
trong thời đại không có giới vương càng thống lĩnh thiên hạ, mặc dù không làm khó dễ chúng ta, cũng sẽ không dễ dàng nghe lời chúng ta đâu. Bắc Quyến Nam nói, vậy còn chưa hẳn, thiên hạ hưng vong, thất phu hữu trách, 10 vạn năm trước nhân tộc cũng không phải thùng sắt, 4 vực vương làm theo ý mình, thiên hạ tán loạn. Cũng vào thời điểm ma tộc xâm lấn mới đoàn kết nhất trí, cùng đối kháng kẻ địch. Lý Vân Tiêu thở dài. Chỉ mong thế, nhưng ta không có lạc quan như ngươi. Mấy người nói vài câu, ba đạo long quang cường đại xuất hiện trước mặt đám người Lý Vân Tiêu. Ba đạo sát khí lăng lệ áp bách tới, hóa thành hào quang thực chất bao phủ nơi đây. Lý Vân Tiêu phiền muộn nói. Quả nhiên là lai giả bất thiện a. Xí nhìn chung quanh, đôi mắt nóng rực như thiêu đốt. Nhưng trong đám người chỉ có sắc mặt cảnh thất đại biến, nhịn không được lui vài bước, dường như vừa bị nội thương. Mấy người còn lại đều bình tĩnh tự nhiên, ánh mắt bình thản. Xí nhìn qua, nhưng sâu trong mắt mang theo kinh hãi. Nhưng cũng chỉ thoáng qua rồi biến mất, lạnh lùng nói. Ai là Lý Vân Tiêu? Lý Vân Tiêu phiền muộn vỗ trán, cười khổ nói. Ta có nổi danh như vậy sao? Ngay cả chân linh thời đại thượng cổ cũng biết tên của ta. Thì ra ngươi chính là Lý Vân Tiêu. Xí quát một tiếng, ba người sáu mắt đồng loạt nhìn hắn, giống như muốn cắt hắn ra rồi nhìn thấu hắn. Mang lạnh lùng nói. Là ngươi đánh tan hồn phách tam ca của ta. Trong lòng Lý Vân Tiêu hơi cả kinh, dường như đoán được thân phận của những người này, lại nhức đầu, biết rõ chuyện khó có thể bỏ qua, lúc này kinh ngạc nói. Tam ca của ngươi là vị nào? Đáng chết! Xí tức giận quát lên, nói. Tam ca của ta là Được Long Chi Tử, Tù. Sắc mặt đám người phi nghề biến hóa, tuy bọn họ cũng có suy đoán trong lòng, nhưng giờ phút này lại được chứng minh là đúng. Lý Vân Tiêu ôm quyền nói. Thì ra là đệ đệ của Tù, nói như vậy, ba vị cũng là Long Tử. Là những chân linh lừng lẫy bài danh hàng đầu thời thượng cổ. Xí tức giận quát. Ít lấy lòng, nói thẳng. Hồn phách của Tam Ca ta có phải bị các ngươi đánh tan hay không? Chỉ cần trả lời là có hay không là được, đừng nói nhảm chuyện khác. Lý Vân Tiêu suy nghĩ, nói. Không phải. Ân. Ba người Xí sững sờ, bởi vì bọn họ đã nhận định Lý Vân Tiêu là hung thủ, hơn nữa dùng thân phận địa vị của đối thủ và tôn nghiêm cường giả, tuyệt đối sẽ không nói dối. Cho nên chỉ cần hắn thừa nhận là ra tay bắt người. Nhưng Lý Vân Tiêu trả lời trực tiếp làm ba người bọn họ sững sờ. Hiện tại đám chân linh tùy tùng ba người cũng tới, trong lúc nhất thời mấy chục chân linh cường đại bao vây bọn họ, ánh mắt đằng đằng sát khí. Dực âm thanh lạnh lùng nói. Hồn phách tam ca của ta không phải bị các ngươi đánh tan. Hay các ngươi nhát như chuột, muốn mạng sống mà bỏ qua tôn nghiêm nói dối. Lý Vân Tiêu ấp úng vài lần, hai cánh tay đong đưa, dường như nói không rõ. Xí quát. Còn có phải là nam nhân hay không? Có lời gì mà ấp úng? Lý Vân Tiêu thở dài, oán hận nói. Không phải ngươi bảo ta đừng nói nhảm sao, trả lời cũng không được. Lúc này ta mới không có biện pháp nói, hiện tại vừa muốn nói, long tộc các ngươi trở mặt nhanh như vậy sao? Kính không kiên nhẫn, quát mắng. Đừng nói nhảm, tam ca của ta có phải bị các ngươi đánh tan hồn phách không? Lý Vân Tiêu lắc ngón tay, nói. Ở đây có mấy vấn đề. Không nên cua đũa cả nắm. Đầu tiên, hại tam ca của ngươi là Giận Vũ, mà không phải là chúng ta. Tiếp theo, đánh tan hồn phách tam ca của ngươi chỉ là một người trong chúng ta mà thôi, cũng không phải toàn bộ chúng ta. Cho nên vừa rồi mấy vấn đề ngươi hỏi, là không phải chúng ta đánh tan hồn phách tam ca của ngươi, ngươi không cho ta giải thích rõ ràng, cho nên ta chỉ trả lời không phải. Đáng chết a, quả nhiên là các ngươi, khua môi múa mép như lò xo. Còn muốn chạy trốn thoát tội sao? Ba long tử tức giận toàn thân bốc lửa, long khí cường dại liên kết tạo thành vòng vây. Chân linh bốn phía đều cảm thấy sợ hãi, sợ tới mức lạnh run, nhưng vẫn bộc phát lực lượng cường đại bao phủ đám người Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu đưa tay nói. Chậm đã, chúng ta chỉ đánh tan hồn phách tam ca của ngươi mà thôi, chính thức hại người là Giận Vũ. Nếu không có Giận Vũ ra tay đánh lén, đả thương tam ca các ngươi. Chúng ta cũng không có cơ hội đắc thủ. Mang lạnh lùng nói. Cảm tạ cáo chi, Giận Vũ tới, chúng ta sẽ tìm hắn, hiện tại trước tiên giết các ngươi, sau đó lại tiễn hắn đi gặp các ngươi là được. Lý Vân Tiêu phiền muộn nói. Ngàn vạn đừng, chúng ta không muốn gặp hắn. Mang quát.
không phải do ngươi. Hắn phất tay quát. Giết, bầm thây vạn đoạn. Chậm đã. Lý Vân Tiêu lại hét lớn. Các ngươi sẽ không sợ Giận Vũ đang ở bên cạnh quan sát, chờ trai cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi sao? Mang cười nhạo nói. Dám đánh tán hồn phách tam ca của ta, chẳng lẽ sợ chết như vậy? Lý Vân Tiêu nói. Không phải ta sợ chết, nói thực, cho dù ba người các ngươi là tạo hóa cảnh, muốn giết ta cũng khó khăn. Ta chỉ nhắc nhở các ngươi, Giận Vũ đã hại Tù, mà các ngươi có quan hệ không tệ với Tù, chỉ sợ hắn là đối đầu của các ngươi đúng không? Hắn điểm chúng quan hệ của ba người trong đó, nói. Nếu là chúng ta tiêu hao lẫn nhau, để Giận Vũ mưu lợi bất chính, các ngươi cũng khó tránh vận rủi rồi. Đám người Xí lo lắng nhìn nhau. Nếu không có Phi Nghệ ở đây, bọn họ có 10 phần nắm chắc có thể dễ dàng đánh chết Lý Vân Tiêu. Nhưng Phi Nghệ chính là thiên phượng thể, đều là tạo hóa cảnh, thực lực không kém gì ba người bọn họ. Lý Vân Tiêu lại là chủ nhân giới thần bi, trong mấy người bọn họ, trừ Cảnh Thất ra, cũng không ai là đèn cạn đầu. Đột nhiên Kính nói, ta sẽ đi ngăn cản thiên phượng, các ngươi nhanh chóng giết đám người Lý Vân Tiêu, sau đó giúp ta giết thiên phượng. Ánh mắt Xí và Mang lóe sáng, nói. Tốt. Sắc mặt Lý Vân Tiêu đại biến, quát. Cẩn thận. Mấy người bọn họ lùi lại một bước, cẩn thận phòng bị. Lý Vân Tiêu cho giới thần bi hiện ra, Thu Cảnh Thất vào trong, không cho người khác đi ra hỗ trợ, bởi vì địch nhân quá mạnh mẽ, cho dù nhiều ra mấy cường giả quy chân, trưởng thiên, tác dụng không lớn. Chỉ còn lại Phi Nghê, Khúc Hồng Nhan, Tiểu Hồng cùng Bắc Quyến Nam, năm người đứng cạnh nhau, phòng bị nhìn qua chung quanh. Phi Nghê thấp giọng nói. Nếu không chúng ta thả chân linh ra ngoài, cho chúng nó chiến đấu. Lý Vân Tiêu lắc đầu nói. Chúng chỉ phục tùng uy áp, một khi thả ra, có ba long tử ở đây, sợ rằng chúng sẽ trực tiếp phản bội, chi bằng không thả. Phi Nghê nghĩ lại cũng phải, cũng không nhiều lời. Lý Vân Tiêu nói. Ba long tử này, Phi Nghê ngươi ngăn chặn một người, ta ngăn chặn một người, còn lại giao cho ba người các ngươi. Sắc mặt Khúc Hồng Nhan ngưng trọng nói. Còn chút ít chân linh này thì sao? Bắc Quyến Nam lạnh nhạt nói. Trong hoàn cảnh tạo hóa cảnh giao thủ, trừ mấy chân linh có thực lực hư cực thần cảnh còn có thể tiến vào vòng chiến ra, còn lại chỉ là pháo hôi. Khúc Hồng Nhan gật đầu nói. Ta hiểu. Lý Vân Tiêu nói. Trận chiến này chỉ cần ngăn chặn, không cầu thắng. Giận Vũ hơn phân nửa đang ở nơi bí mật nhìn qua, ba người này đánh lâu sẽ băn khoăn trong lòng. Băn khoăn sẽ làm bọn họ rối loạn trận tuyến. Mấy người đồng thời đáp. Hiểu. Hừ, thương lượng chết kiểu nào xong chưa? Xí cười lạnh một tiếng, vung tay lên, chân linh chung quanh lui ra xa mấy trăm trượng. Hắn cũng hiểu, cường giả tạo hóa cảnh quyết đấu, nhiều chân linh hơn nữa cũng là pháo hôi. Giống như đám thủ hạ của Giận Vũ lúc trước, khi Phi Nghê và Thủy Long giao thủ, dư âm cuộc chiến tiêu diệt hơn phân nửa. Chân Long là tồn tại đứng đầu vạn linh, mà Thiên Phượng được vinh dự Bách Điểu Chi Vương, là tồn tại thứ hai trên vạn linh bảng. Hôm nay ta phải lĩnh giáo một chút. Sắc mặt Kính âm trầm đi tới, không coi ai ra đi tới trước mặt Phi Nghê. Mỗi một bước khí thế gia tăng vài phần, hơn nữa thân thể không ngừng long hóa. Phi Nghê cười cười, Phượng Quang xuất hiện trên bầu trời, cười khanh khách nói. Đã biết ta là Bách Điểu Chi Vương, bài danh thứ hai. Đám lây la các người xếp thứ mấy, cũng dám khiêu chiến uy nghiêm của bổn tọa. Hừ, Kính Long hừ một tiếng, Long Chi cửu tử tuy danh khí thật lớn, nhưng còn không cách nào tiến vào top 10 vạn linh bảng. Kính cười lạnh nói, vậy cũng phải là thiên phượng hoàn toàn thể, người mới đạt được vài phần phượng quang chi lực nha, còn dám miệng phun cuồng ngôn. Hôm nay sẽ xé phượng vũ của ngươi. Một tiếng long ngâm vang vọng thiên địa, Kính hóa thành thủy long. Không ngừng xoay tròn trên không trung, lao thẳng về phía thiên phượng. Rất nhiều chân linh ở xa nghe tiếng long ngâm, lại bị uy áp thiên phượng ảnh hưởng, tất cả đang run rẩy, không ngừng lui ra xa hơn. Sắc mặt đám người Lý Vân Tiêu ngưng trọng nhìn qua bầu trời, một thủy không hợp tính, không ngừng chém giết trên không gian vạn trượng. Nguyên tố thủy hỏa bùng phát, long ngâm phượng quang bao phủ cả vùng trời. Xí trầm giọng nói, thiên phượng quả nhiên thật sự có tài. Có thể giao thủ với ngũ đệ trong long vực, sợ rằng khó phân thắng bại trong thời gian ngắn. Chúng ta dùng tốc độ nhanh nhất chém giết đám người kia, lại đi giúp ngũ đệ thu thập thiên phượng. Vừa dứt lời, Xí và Mang hóa thành long quang lao về phía đám người Lý Vân Tiêu.
Lý Vân Tiêu nhíu mày, quát. Ta đối phó đầu hỏa long. Hắn giơ tay lên, cánh tay hóa thành tử lôi, ngưng tụ thành quyền đánh về phía trước. Kim cang quyền. Ầm ầm. Không khí trực tiếp bị tử lôi đánh nát, bắn ra hào quang cường đại, đánh một nửa bầu trời thành màu tím. Cái gì? Xí đã giật mình, hắn hiện thân trong quang ảnh, hắn bị tử lôi bức bách lui ra sau vài bước, sắc mặt đầy kinh hãi, nói. Phạm Thiên Tử phủ diệt thế thần lôi, điều này không có khả năng. Thân ảnh Xí lập lòe, hắn không thể tin nổi, nổi giận gầm lên sau đó đánh ra một quyền. Hỏa quyền, bạo diễm vũ. Ầm ầm. Ánh lửa va chạm với tử lôi, thế đi không giảm lao về phía Lý Vân Tiêu. Hừ. Lý Vân Tiêu hừ một tiếng, quát. Thiên địa thủy nguyên. Hai tay bấm niệm pháp quyết, vạn thủy hội tụ tạo thành kết giới trước mặt hắn, lập tức ngăn cản hỏa diễm đầy trời. Nhưng trong nháy mắt lực lượng bài sơn đảo hải ập tới, thủy nguyên bị bàn tay của Xí đục lỗ, xuyên qua thủy nguyên. Hư quang trên người Lý Vân Tiêu hóa khải ngăn cản hỏa diễm nóng rực này, đồng thời thả người bay ngược ra phía sau. Chỉ thấy hai đạo quang mang xuất hiện, nhanh chóng đuổi theo sau. Chỉ là hư cực mà thôi, có thể ngăn cản bao lâu? Xí liên tục đánh ra mấy trăm quyền, cả bầu trời bị hỏa diễm bao phủ, sóng lửa cuốn qua trước người. Lý Vân Tiêu không chút hoang mang, hóa thành ba đầu sáu tay, bình tĩnh ứng chiến, quanh người hắn là cánh tay màu vàng. Mỗi kích làm hắn lui ra sau vài lần, không ngừng hóa giải trưởng lực của Xí, độc chiến mấy trăm chiêu, cho dù lâm vào hạ phong nhưng không có thương tích. Tại sao có thể như vậy? Mang khiếp sợ nhìn hai người kịch chiến với nhau. Hai người chênh lệch một đại cảnh giới, hơn nữa là cái hào rộng tạo hóa và hư cực, căn bản không phải người thường có thể san bằng, bây giờ lại đánh nhau bất phân thắng bại. Bắc Quyến Nam nói, Lý Vân Tiêu dù không có tạo hóa chi lực, nhưng là vô địch trong hư cực. Tạo hóa cảnh bình thường. Mang nghiến răng nghiến lợi, nói. Vô địch trong hư cực sao? Bắc Quyến Nam nhìn hắn, nói. Tuy chúng ta thủ thắng rất khó, nhưng các ngươi muốn thắng cũng không thể nào. Không nói Phi Nghê, Lý Vân Tiêu cũng không kém các ngươi, mặc dù là ba người chúng ta, các ngươi muốn thủ thắng là không thể nào. Mang quát mắng. Càn rỡ, thật sự xem mình quá mạnh rồi, hiện tại tiến các ngươi quy thiên, sau đó lại giết hai người kia. Bị Bắc Quyến Nam châm chọc, hắn mới kịp phản ứng, hai huynh đệ đang chiến đấu bất phân thắng bại, chính mình càng phải tốc chiến tốc thắng. Mang bắn ra hơn trăm đạo hào quang, giống như huỳnh quang bao phủ thân thể, không ngừng bao phủ chung quanh. Lưu huỳnh phi. Mang duỗi ngón tay ra điểm tới. Những lưu huỳnh kia nhanh chóng bắn thẳng về phía ba người. Chiêu này giống như hỏa điệp của Phi Nghê sử dụng. Sắc mặt Khúc Hồng Nhan ngưng trọng, Tử Tiêu kiếm quét ngang, kiếm âm hóa thành kết giới. Bắc Quyến Nam nói. Đều thông qua khống chế nguyên tố chi lực, hóa thành ngàn vạn hình thái. Chiêu này vô cùng nguy hiểm. Hắn giơ tay ra, hơn nữa có hào quang nhàn nhạt xuất hiện. Hừ, tạo hóa cảnh thì như thế nào? Ba người chúng ta liên thủ giết hắn, sau đó lại giết hai tên khác. Sắc mặt Tiểu Hồng phát lạnh, tâm diễm bộc phát, hóa thành đóa hỏa liên nở rộ. Sát! Tiểu Hồng quát lớn, hỏa liên có vài phần tương tự với lưu huỳnh kia. Cái gì? Mang ăn cả kinh, tuy uy lực Tiểu Hồng không bằng hắn. Nhưng băng sát tâm diễm chất lượng thắng hào quang của hắn. Khúc Hồng Nhan bộc phát kiếm thế, hàn quang chiếu sáng áo quần. Bắc Quyến Nam đánh ra một quyền, hư không lập tức nổ nát, lực lượng xé rách khủng bố bùng nổ, không ngừng sinh ra tiếng nổ rất lớn. Ầm ầm, mấy đạo lực lượng hỗn tạp cùng một chỗ, chúng cùng bắn thẳng vào hư không. Mấy chục đầu chân linh lui ra sau, đã lui hơn vạn trượng, nhưng cảm nhận lực lượng từ chiến trường tỏa ra. Trừ vài đầu hư cực cảnh ra, còn lại đều lạnh run. Mang bộc phát hào quang sáng ngời, lực lượng quái dị tỏa ra chung quanh, ngăn cản công kích của mọi người. Ánh mắt Tiểu Hồng khiếp sợ, thì thào lẩm bẩm. Đây cũng là tạo hóa cảnh lực lượng sao? Bắc Quyến Nam thở sâu, trầm giọng nói. Mọi người cẩn thận một chút, có thể thừa nhận. Khúc Hồng Nhan cũng gật đầu, một tay bấm niệm pháp quyết, một tay cầm kiếm, cảnh giác nhìn Mang. Sắc mặt Mang rất âm trầm, đồng thời nội tâm khiếp sợ. Ba gã hư cực cảnh có thể tiếp một kích của hắn mà không bị thương. Kiến càng nhiều hơn nữa cũng khó lay cây. Bọ ngựa nhiều hơn nữa không thể ngăn bánh xe. Mang quát lớn, lập tức vận dụng lĩnh vực của mình. Quang âm thiên.
sắc mặt Bắc Quyến Nam biến hóa, quát lớn. Không tốt, không nên chọi cứng. Hắn quy a người tránh né. Hai nữ khác cảm ứng lực lượng này liền tránh đi, ba người né tránh ba hướng khác nhau. Ầm ầm, cả phiến hư không nổ tung, ban ngày cũng biến thành màu xanh nhạt, có cảm giác không chân thật. Lý Vân Tiêu đang giao chiến với Xí nhìn qua, nội tâm lo lắng, Xí thừa cơ đánh ra một trường, khí huyết trong người hắn nhộn nhạo, bay ngược mấy trăm trượng. Nhưng Xí không có thừa cơ truy kích, mà lạnh lùng nói. Chiến đấu với bổn tọa mà dám phân tâm. Khí huyết trong người Lý Vân Tiêu hỗn loạn, hắn ho khan một tiếng, lúc này phun máu tươi, nhếch môi cười nói. Lại đến. Hắn vốn muốn kéo dài thời gian, nhưng sau khi đánh hơn ngàn chiêu, hắn cảm thấy tạo hóa cảnh cũng không có cường đại như tưởng tượng. Càng đánh càng hăng, nhiệt huyết sôi trào. Tay phải của Lý Vân Tiêu nâng lên, hai mắt nhìn chằm chằm vào ngón trỏ. Trong đan điền bắn ra một đạo kiếm khí, được thần dịch lực khống chế chạy lên đầu ngón tay. Xuy, kiếm khí bắn ra ngoài, không khí bị phá vỡ. Đồng tử Xí co rút lại, hắn đánh ra một chảo. Bành, đạo kiếm khí kia bị mọt chảo này đánh nát. Nhưng Xí nhíu mày, thu tay lại, hắn ngạc nhiên nhìn bàn tay, kiếm kia lưu lại hơn trăm đạo kiếm vân trong lòng bàn tay của hắn. Xảy ra chuyện gì, long thân của ta rất khó tổn thương, chút kiếm khí nhỏ này làm sao có thể lưu dấu vết. Nội tâm Xí khiếp sợ. Những kiếm vân này tuy nhỏ, không có ý nghĩa, nhưng nó có tồn tại. Trong chốc lát hơn trăm đạo kiếm vân khép lại. Xí nhìn Lý Vân Tiêu, nói. Xem ra ngươi còn lưu át chủ bài a. Đây là lần đầu tiên Lý Vân Tiêu vận dụng kiếm khí của thủy chủ trầm phù, dù sao kiếm kia quá khủng bố, căn bản không thể khống chế, hắn chỉ rút kiếm khí ra bắn mà thôi. Dù vậy, thời điểm kiếm ý chạy tới ngón tay, hắn có cảm giác toàn thân như bị cắt nát vụn ra. Lý Vân Tiêu cười nói. Át chủ bài không lên mặt bàn, nhưng mà có thể xem là vài chiêu mới. Ha ha, thử xem chiêu mới, lời này thật hung hăng càn quấy. Sắc mặt Xí chuyển thành màu tím, dường như Lý Vân Tiêu nói là lời sỉ nhục thật lớn với hắn. Hỏa quyền, bạo viêm. Hào quang biến thành mơ hồ, thân ảnh Xí xuất hiện trước mặt Lý Vân Tiêu, đánh ra một quyền thật mạnh. Quyền phong giống như thiên thạch. Trong phạm vi mấy trăm trượng biến thành biển lửa, cả thiên địa hóa thành lò luyện. Suy nghĩ thật hay, nhưng sự thật rất tàn khốc đấy. Lý Vân Tiêu cười dữ tợn, tay phải nắm chặt nhưng tụ một tia kiếm khí, chúng hóa thành hư quang trong bàn tay sau đó chém ra. Thiên điệp phong. Hào quang lóe lên, chân long kiếm ý bắn vào trong biển lửa, một tiếng ầm ầm nổ rung trời đất, lò luyện bị chém thành hai khúc. Cái gì? Xí quá sợ hãi. Hoảng sợ nhìn chằm chằm vào Lý Vân Tiêu tay phải, kiếm kia chém tới cũng biến mất vô tung, dường như chưa từng tồn tại qua. Nội tâm của hắn bất an, giống như xem thấu nội tâm của Lý Vân Tiêu, dường như có thứ gì đó tồn tại. Chẳng lẽ là giới thần bi? Nội tâm Xí chấn động mạnh, lập tức biết rõ thân phận của người này, nói. Đúng, tất nhiên là thiên thánh khí rồi. Lý Vân Tiêu vừa đánh ra một kiếm này, chính mình cũng không chịu nổi. Kinh mạch trên cánh tay báo hỏng, đau đớn tê tâm liệt phế. Vội vàng thả người lui ra xa mấy trăm trượng, một cánh tay phải rủ xuống. Quá xúc động, biết rõ kiếm khí không thể dùng, lại cố sức sử dụng. Nội tâm Lý Vân Tiêu tự trách, sâu trong mắt mang theo vẻ lo lắng, cả cánh tay phải của hắn mất đi chi giác, sợ rằng khó khôi phục trong thời gian ngắn. Tâm tình của hắn tỉnh táo lại, lúc này mới nhớ tới nhiệm vụ của mình, chỉ cần kéo dài thời gian của Xí là được. Không cần phải phân thắng bại. Nếu như mình cố sức cầu thắng, cuối cùng lâm vào kết cục lưỡng bại câu thương thì quá nguy hiểm. Bởi vì ba người trước mặt không đáng sợ, bởi vì bọn họ dù có thực lực cường hoành, nhưng cũng có tôn nghiêm cường giả, làm việc có mấu chốt, lúc mình phân tâm lúc nãy cũng không có thừa dịp đánh lén. Chính thức đáng sợ là giận vũ nấp trong bóng tối, đây chính là người làm việc không có chút điểm mấu chốt nào. Ý niệm tới đây, Lý Vân Tiêu trở nên vô cùng tỉnh táo. Triệt để bỏ đi tâm tư vận dụng thủy chủ trầm phù. Ánh mắt Xí âm trầm bất định, đặc biệt trông thấy đối thủ của Mang và Kính đang bất phân thắng bại, tuy hơi chiếm thượng phong, nhưng ba gã nhân loại này không phải đèn cạn dầu, không thể làm gì trong thời gian ngắn. Lý Vân Tiêu nói, như thế nào, bắt đầu lo lắng. Hắn nhìn mặt nói chuyện, lúc này nhìn ra Xí sầu lo, công tâm nói. Là lo lắng giận vũ đang ẩn nấp ở bên cạnh sao? Nếu chúng ta chiến lưỡng bại câu thương,
sợ rằng không ai có thể trốn khỏi độc thủ của hắn. Hừ, không nên quá đề cao chính mình. Xí lạnh lùng nói. Sau khi giết các ngươi, lại ứng phó Giận Vũ cũng không thành vấn đề. Lý Vân Tiêu nghiền ngẫm cười nói. Đã như vậy, vì sao không ra tay? Tiếp tục đánh đi. Xí bốc hỏa, nhưng dù sao cũng là chân linh tồn tại trăm vạn năm, cũng không phải thế hệ đầu óc hồ đồ, cắn răng nói. Tam ca của ta với ngươi, còn có Giận Vũ đã xảy ra chuyện gì? Nói tình hình kỹ càng cho ta biết. Trong nội tâm Lý Vân Tiêu mừng thầm, biết rõ đối phương không có tâm tình chiến đấu, nói. Muốn biết toàn bộ tình huống, trước tiên bảo hai huynh đệ các ngươi ngừng tay đi. Sắc mặt Xí âm trầm, lúc này mới ngẩng đầu lên nói long ngữ khó hiểu, dường như là tín hiệu nào đó. Quả nhiên, qua một lát kính và mang tách ra, hóa thành hai đạo hào quang bay đến bên cạnh Xí. Tứ ca, xảy ra chuyện gì? Mang trầm giọng hỏi, ánh mắt lăng lệ nhìn Lý Vân Tiêu, lộ ra thần sắc không cam lòng. Xí dùng long ngữ nói với bọn họ. Mấy người kia thực lực phi phàm, chúng ta khó đánh bại trong thời gian ngắn, nếu như giết lưỡng bại câu thương, ta sợ Giận Vũ đang ẩn nấp chung quanh, chai cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Hai người đều vô ý thức dùng thần thức quét qua chung quanh, nhưng không phát hiện có gì dị thường. Nhưng Giận Vũ thần thông quảng đại, dù sao từng là kẻ đứng đầu chân linh, bọn họ cũng bị ảnh hưởng, không dám lơ là. Kính cũng dùng long ngữ đáp lại nói. Tứ ca nói có lý, thiên phượng thật sự rất mạnh, thực lực sàn sàn với ta. Nếu như so bền bỉ thì ta thắng chắc rất lớn, dù sao nơi này là long vực. Nhưng sợ rằng phải đánh mấy ngày đêm, đánh thiên băng địa liệt, hơn nữa ta cũng tổn thương rất nặng. Xí nói, Lý Vân Tiêu này là chủ nhân thiên thánh khí, mặc dù không có thực lực tạo hóa cảnh, nhưng bằng vào thần lực của giới thần bi cũng không khó đánh một trận với ta, muốn thủ thắng cũng khó khăn. Mang cắn răng nói, đều do tiểu đệ vô năng, ngay cả ba hư cực cảnh cũng không đánh thắng được, nếu ta có thể ra tay giúp hai ca ca, trận chiến này thắng chắc. Xí thở dài, ngươi không cần tự trách, ba gã hư cực cảnh không phải đèn cạn dầu. Một người trong đó có hỏa diễm bao phủ toàn thân, nếu ta không nhìn lầm, hẳn là ma giới băng sát tâm diễm. Mà tên nam tử kia có thân thể hư quang, còn có đại diệt sạch ngũ độc trong thất huyễn lục đạo yểm, nữ tử dùng kiếm là kiếm ý thông thần. Không có ai là người yếu ớt. Mang nói, ý của tứ ca là, không đánh, thù của tam ca thì sao? Thù của tam ca. Xí thu tay lại, nhìn qua lòng bàn tay của mình, chậm rãi nắm trưởng thành quyền. Khí nóng bùng phát, ánh mắt lăng lệ, nói. Thù của tam ca nhất định phải báo, nhưng chúng ta không thể trúng gian kế của Giận Vũ. Giận Vũ, đại ca và lục đệ có thực lực không yếu hơn chúng ta, bọn chúng không xông lên, dụ dỗ chúng ta tới. Sợ rằng là muốn chúng ta lưỡng bại câu thương, sau đó hắn ngựa ông đắc lợi. Kính và mang nghĩ một hồi, cảm thấy khả năng này rất lớn. Kính nói, chúng ta tới truy sát Lý Vân Tiêu. Không thấy bóng dáng của Giận Vũ đâu. Nếu chúng thật tình báo thù cho tam ca, liên hợp lực lượng của chúng ta, mấy người kia đã sớm chết từ lâu. Xem ra bọn chúng không có thật tâm báo thù cho tam ca. Hừ, báo thù. Xí chào phúng, lạnh lùng nói. Ngươi không có nghe Lý Vân Tiêu nói sao? Chính thức hại tam ca chính là Giận Vũ, tuy ta không biết tình hình cụ thể như thế nào, nhưng lời này ta thật sự tin. Kính nói. Vậy bây giờ chúng ta làm sao bây giờ? Xí nói. Hỏi rõ chân tướng của tam ca, sau đó lại định đoạt. Thù của tam ca phải báo, nhưng không thể rơi vào bẫy của Giận Vũ. Ân, tất cả đều nghe tứ ca. Kính và mang cùng đáp, ba người đều dùng long ngữ nói chuyện với nhau, người ngoài không nghe hiểu bọn họ nói gì. Mặc dù Lý Vân Tiêu phát âm vài từ long ngữ đơn giản, cũng không nghe hiểu bọn họ nói gì. Nhưng mà nhìn sắc mặt của bọn họ cũng đoán được vài phần. Sau khi ba huynh đệ của bọn họ trao đổi với nhau, Xí ngẩng đầu lên, tập trung nhìn vào Lý Vân Tiêu, hỏi. Tam ca của ta đã xảy ra chuyện gì, Lý Vân Tiêu ngươi nói tỉ mỉ toàn bộ cho ta biết, không được có nửa điểm bỏ sót. Bị ba long tử nhìn chằm chằm, bọn họ tin tưởng vững chắc Lý Vân Tiêu tuyệt đối không thể nói dối. Lý Vân Tiêu cũng không giấu giếm cái gì, thoải mái nói rõ toàn bộ chuyện Hải Chi xâm lâm. Nói trọn vẹn mấy canh giờ, không có chút giấu giếm. Ba người nghe xong đều tức giận ngập trời, trong mắt muốn nứt ra. Khi ba người tức giận, cả vạn linh chi địa cũng rung động theo, có không ít chân linh sợ hãi bay lên cao.
ánh mắt xí đỏ rực, ánh mắt bốc lửa hừng hực, khàn giọng giận dữ hét. Giận Vũ, ngươi là đồ đáng chết, cho dù ngươi trốn tới phương nào, ba huynh đệ chúng ta thể phải giết ngươi. Xí nén đau đớn trong lòng, sắc mặt âm trầm chảy ra nước, nhìn chằm chằm vào Phi Nghê, cắn răng nói. Thiên Phượng, ngươi cũng nên chết đi. Mang tức giận khủng khiếp, nói. Đâu chỉ hai người bọn họ, còn có Lý Vân Tiêu cũng nên chết đi. Giờ này khắc này, lại muốn đoạt thân thể của Tam Ca. Nhìn ba người tức giận, Lý Vân Tiêu lại cười ha hả, nói. Ba vị bớt giận, tù đã không còn tồn tại. Hiện tại trong thân thể chỉ là một trong ngàn vạn tia ý thức mà thôi, muốn khôi phục nguyên trạng là không thể nào. Thân thể cấp bậc pháp thân như thế, ai mà không muốn chứ? Hơn nữa, ánh mắt của hắn lạnh giá, lạnh lùng nói. Ta không giết tù, hắn liền muốn giết ta. Chẳng lẽ ta khoanh tay chịu chết, chờ chết sao? Mặc kệ ai muốn giết ta sẽ giết hắn. Sở dĩ còn lưu lại pháp thân của tù, cũng chỉ vì nó có giá trị mà thôi. Nội tâm Xí tức giận, nhưng ánh mắt biến thành âm hàn, nói. Dám nói đánh chủ ý lên pháp thân Tam Ca, điểm ấy là đúng. Nhưng khó tránh khỏi tử tội của các ngươi. Lý Vân Tiêu không quan tâm bọn họ uy hiếp, lạnh nhạt nói. Ba người các ngươi không thể giết chúng ta, các ngươi cũng không thể giết Giận Vũ. Nói thật, ta và Giận Vũ ngược lại không có thâm cừu đại hận gì, liên hợp Giận Vũ giết ba người các ngươi là lựa chọn không tệ đấy. Ngươi dám? Ba người nghe vậy thì nội tâm giật mình, thân thể ngưng trọng, khiếp sợ và tức giận bao phủ nội tâm, nắm đấm siết chặt, gương mặt run run. Nhưng ba người cũng không phải người ngu, ý nghĩ tỉnh táo lại, lập tức hiểu ý trong lời của Lý Vân Tiêu. Xí thu hồi khí thế của mình, ánh mắt không thể trầm tĩnh lại, lạnh lùng nói. Ngươi muốn chúng ta buông tha ngươi. Lý Vân Tiêu cười nói. Cũng không gọi buông tha nha. Nếu nhất định phải nói như thế, cũng có thể gọi là buông tha. Buông tha chúng ta, kỳ thật cũng chính là buông tha chính các ngươi. Bởi vì nói cho cùng, nếu quyết sinh tử, còn không biết là ai buông tha ai đâu. Xí cảnh giác nói. Từ câu chuyện lúc trước. Các ngươi và Giận Vũ cũng có thù sâu, không thể liên thủ với nhau. Chê cười. Lý Vân Tiêu cười lạnh nói. Ta và Giận Vũ có thù oán, cũng chỉ là thù hận chém giết nhau vài lần mà thôi, có cũng được mà không có cũng không sao. Mà mục đích của các ngươi là mạng của chúng ta. So sánh với nhau, nặng nhẹ không phân hay sao? Với mưu trí của Giận Vũ, liên hợp ai giết ai, chuyện đơn giản như thế không rõ hay sao? Nội tâm ba người vô cùng rõ ràng. Bọn họ là con của chân long, là tồn tại tiếng tăm lừng lẫy thời đại thượng cổ, chỉ năm ba câu mà bị nhân loại kiềm chế, nội tâm không phục và không cam lòng. Ánh mắt Xí chuyển động, lạnh lùng nói. Vậy ngươi có ý liên hợp với chúng ta giết Giận Vũ? Lý Vân Tiêu mở hai tay ra, nói. Các ngươi xem đó như lựa chọn đi. Xí nói. Thân thể Tam Ca của ta ở đâu? Không biết. Lý Vân Tiêu khẽ lắc đầu nói. Căn cứ chúng ta suy tính, có lẽ ở trong vạn linh chia địa, nhưng hiện tại còn chưa phát hiện. Ba huynh đệ bọn họ biến sắc, thần sắc vô cùng khiếp sợ, mang hoảng sợ nói. Tam Ca đang ở trong vạn linh chi địa, không có khả năng, vì sao chúng ta không thể cảm ứng? Xí và Kính hoàn toàn hoảng sợ, nói. Chẳng lẽ là... Mang cũng cả kinh, nói. Giới Khanh. Vừa nói ra hai chữ này, ba người mặt xám như cho. Sắc mặt vô cùng đặc sắc. Lý Vân Tiêu vội hỏi. Giới Khanh là cái gì? Thấy ba người đều im lặng không nói, lúc này vô cùng tức giận, đề cao âm thanh, nói. Đi theo tù là một bằng hữu của ta, xin hỏi Giới Khanh là cái gì? Nó nằm ở đâu? Xí lạnh lùng nhìn hắn, mỉa mai nói. Nếu bằng hữu của ngươi thật sự tiến vào Giới Khanh, vậy ngươi có thể trở về lập linh bài cho hắn đi. Kính nói. Chỗ đó cho dù là cường giả tạo hóa cảnh cũng không dám đi vào. Lý Vân Tiêu lạnh lẽo, nói. Đó là nơi nào? Đột nhiên có tiếng nói lạ lẫm vang lên, dường như đang nói với bọn họ, tiếng nói vang lên bên tai mọi người. Giới Khanh sao? Chậc chậc, rất lâu không có nghe qua từ này, không thể ngờ trong vạn linh chi địa thậm chí tồn tại Giới Khanh. Như vậy năm đó vạn linh vẫn lạc cũng có quan hệ tới chuyện này nha. Khi tiếng nói vang lên, một bóng dáng xuất hiện cách đó mấy trượng, hóa ra một đạo thân ảnh. Đám người Lý Vân Tiêu lúc này hoảng hốt, cả kinh lui ra sau mấy bước. Thần thức của bọn họ rất mạnh,
tuy vừa rồi chủ quan, nhưng cũng không tới mức có cường giả tới gần mà không phát giác ra. Ngươi là người phương nào? Sứ tức giận quát một tiếng, hai đấm sinh ra hỏa diễm, sát khí đằng đằng. Kính và mang cảnh giác, vận chuyển long khí, chuẩn bị tùy thời ra tay. Mí mắt Lý Vân Tiêu nhảy lên, hoảng sợ nói. Ma tộc, người này chính là Chọc Khôn, từng xuất hiện trong Thiên Đãng Sơn Mạch bên một lần, nhưng mà đám người Lý Vân Tiêu lúc đó vội vàng chu ma, cho nên ấn tượng không sâu, nhưng ngay lập tức đã nhận ra. Chọc Khôn cười nhạt một tiếng, nói. Nói ta ma tộc cũng tốt, yêu tộc cũng được, nhân tộc cũng không sai. Những chuyện này không trọng yếu. Đồng tử Bắc Quyến Nam co rút lại, ánh mắt hồ nghi, dường như cảm thấy Chọc Khôn rất quen thuộc, lại hoàn toàn nói không ra. Xí lạnh lùng nói, người của ma tộc làm sao có thể xuất hiện ở đây mà không có việc gì. Lý Vân Tiêu cũng mới phát hiện, bộ dáng Chọc Khôn quá mức nhẹ nhàng rồi, dường như hoàn toàn không bị giới lực áp chế. Chọc Khôn cười nói, ta là người phương nào không cần nói, không có quan hệ với các vị. Ta chỉ rất hiếu kỳ, năm đó trong chân long long vực xảy ra chuyện gì, vạn linh vẫn là có quan hệ với giới khanh hay không? Đám người xí nhíu mày, lạnh lùng nhìn qua Chọc Khôn, cũng không trả lời. Mang cười nhạo, nói. Ngươi tính toán là cái gì, hỏi là chúng ta phải trả lời sao? À, xem ra các vị không thành thật rồi, ha ha. Chọc Khôn cười rộ lên, bộ dáng vô hại, nhưng ánh mắt của hắn lại tỏa sáng. Trong nội tâm Lý Vân Tiêu sinh ra cảm giác bất an, loại bất an này tới từ Chọc Khôn, nhưng mà hắn không nói được là cái gì. Mà ánh mắt Chọc Khôn đánh giá hắn và Tiểu Hồng, thậm chí còn gật đầu cười hảo hữu. Đột nhiên Tiểu Hồng kinh hãi quát to một tiếng, thất thanh nói. Ma nguyên, trên người hắn có ma nguyên của đế. Ta hiểu rồi, đế già là bị hắn giết. Lời này vừa ra, trừ ba huynh đệ Long Tử ra, đám người Lý Vân Tiêu chấn động tâm thần. Khí tức cường đại phóng thẳng lên trời. Hai ngón tay Lý Vân Tiêu khép lại, tử lôi quấn quanh người hắn. Tiểu Hồng bấm niệm pháp quyết, tất cả niết một đóa hoa sen, vạn phần đề phòng nhìn chằm chằm vào Chọc Khôn, trong mắt mang theo vẻ sợ hãi. Trước khi đế giả vẫn lạc, nàng chưa bao giờ nghĩ tới là mình sẽ chết. Dù sao chỉ cần ma nguyên bất diệt, trên lý luận có thể tồn tại vĩnh viễn, nhưng đế giả chết đã lưu lại đả kích rất lớn với nàng. Cảnh giới với Chọc Khôn còn hơn tất cả mọi người. Bắc Quyến Nam và Khúc Hồng Nhăng cũng phòng bị, hào khí vô cùng khẩn trương. Chọc Khôn nheo mắt nhìn, cười nói. Tiểu cô nương không cần sợ hãi, ta không có ác ý. Tiểu Hồng cắn môi, lạnh giọng nói. Vậy là ngươi có hảo ý. Ha ha, thú vị. Chọc Khôn cười nói. Xem như hảo ý đi. Trong trận chiến phong ma năm đó, ma chủ đế bị đánh tứ phân ngũ liệt. Hiện tại cũng đã tới thời điểm khôi phục. Khôi phục. Lý Vân Tiêu cười lạnh nói. Ngươi nói khôi phục là tiến hành khôi phục trong cơ thể ngươi chứ gì? Chọc Khôn không chút phủ nhận, cười nói. Không hổ là chủ nhân giới thần bi, đúng là như thế. Cũng chỉ có như thế mới có thể phát huy đầy đủ uy năng của ma chủ. Ma chủ. Ba người xí khiếp sợ, xí nói. Những năm gần đây có ma chủ mới ra đời. Chọc Khôn nhìn hắn, cười nói. Long Tử đại nhân sống an nhàn trong long vực, 10 vạn năm trước ma chủ hàng lâm thiên võ giới, thiếu chút nữa hủy diệt thế giới này. Cuối cùng bị rất nhiều cường giả thiên võ giới liên thủ đánh chết, phân ra trấn áp. Xí nói. Thì ra là thế. Chọc Khôn kinh ngạc nói. Hẳn Long Tử đại nhân từng gặp ma chủ. Xí trầm ngâm một hồi, nói. Cái gọi là ma chủ, cũng không chỉ là một người. Mà là thánh ma khống chế lục đạo ma binh. Trong lịch sử dài dằng dặc của ma giới, đương nhiên sẽ không phải là đế trong lời của ngươi. Hắn cũng như giới vương, đến đi đi, xuất hiện rất nhiều thời đại, 100 vạn năm trước cũng có ma chủ tồn tại. Mọi người đều cả kinh, kể cả Chọc Khôn cũng sinh ra hứng thú. Chọc Khôn càng hỏi, hẳn là năm đó vạn linh vẫn lạc, giới khanh trong long vực này, đều là ma chủ gây nên. Hừ. Xí cười lạnh một tiếng, nói. Tuy ma chủ lợi hại, nhưng thời đại chân linh xưng bá thiên hạ, chúng ta thật sự không sợ hắn. Muốn vẫn lạc vạn linh, đánh ra giới khanh, không phải hắn có thể làm được. Sắc mặt Chọc Khôn đại biến, kinh hãi nói. Chẳng lẽ này giới xuất hiện qua? Ánh mắt Xí trầm xuống, ánh mắt bắn ra hỏa diễm nhìn chằm chằm vào hắn. Sắc mặt Kính và mang khó coi,
dường như nhớ tới chuyện cũ mà cả kinh, bờ môi trắng bệch. Đột nhiên Chọc Khôn cười to, nói. Ha ha ha, rất tốt, như vậy vạn linh vẫn lạc, kể cả Giận Vũ trải qua trăm vạn năm chật vật không dậy nổi, cũng có quan hệ với người này. Đám người Xí không nói, hoàn toàn thừa nhận cách nói này. Chọc Khôn nói, người nọ hiện ở nơi nào? Xí nói, cụ thể ta cũng không cách nào biết rõ, sợ rằng chỉ có Giận Vũ biết mà thôi. Không tệ, không tệ. Chọc Khôn ngâm ngâm cười nói. Xem ra lần này đi thiên võ giới có thu hoạch lớn hơn ta nghĩ. Trước hết để ta thu ma nguyên của đế, lại đi tìm Giận Vũ ôn chuyện. Đám người Lý Vân Tiêu biến sắc, khí thức tăng lên tới cực điểm, tùy thời chuẩn bị ra tay. Nhưng Chọc Khôn điềm nhiên như không có việc gì, ánh mắt của hắn mang theo vẻ siêu nhiên đầy tự tin. Xí cả kinh nói. Ngươi nhận ra Giận Vũ. Chọc Khôn cười nói. Có duyên gặp mặt mấy lần, tuy người này cực kỳ không chịu nổi. Nhưng lại nói tiếp, hắn xem như nguyên lão của thiên võ giới, biết được bí mật không phải ai cũng biết tới. Dứt lời, hắn giơ tay chỉ vào Lý Vân Tiêu, mỉm cười nói. Trước tiên bắt đầu từ ngươi đi, chủ nhân giới thần bi. Bắt đầu con em ngươi đúng không? Lý Vân Tiêu tức giận mắng một tiếng, bỗng nhiên ra tay công kích trước tiên, quát. Sát! Mặc dù hắn không biết thực lực của Chọc Khôn, nhưng từ khí chất ăn nói và biết một ít bí mật của thiên võ giới, đây tuyệt đối là thế hệ không tầm thường. Hơn nữa đối phương hoàn toàn không bị giới lực áp chế, bộ dáng hung hăng càn quấy, đã biết rõ hắn không từ bỏ ý đồ. Đám người Bắc Quyến Nam cũng có tâm tư, đã sớm vận lực chờ phát động. Cho nên khi Lý Vân Tiêu ra tay thì lập tức công kích tới. Bành! Lý Vân Tiêu trực tiếp hóa lôi, thuấn di đến trước mặt Chọc Khôn, một đạo tử lôi ngưng tụ trong lòng bàn tay. Trực tiếp bổ vào cánh tay Chọc Khôn, tử quang tỏa ra khắp bốn phía. Cái gì? Lý Vân Tiêu hoảng hốt, ánh mắt như lồi ra. Tuy có không ít người ngăn cản tử lôi, nhưng đối phương bằng vào không phải ưu thế lực lượng, mà là căn bản không sợ tử lôi, đánh vào tay hắn lông tóc không tổn thương. Cảnh tượng này làm ba long tử cũng choáng váng không dám tin tưởng. Chọc Khôn cười nói. Như thế nào, có phải cảm thấy không tưởng tượng nổi đúng không? Thiên địa to lớn. Vũ trụ bao la, không có gì là không thể tưởng tượng nổi. Chỉ là kiến thức của các ngươi chưa đạt tới mà thôi. Hắn lật tay một cái, năm ngón tay như móc câu bóp cổ tay Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu đã nửa hóa lôi, năm ngón tay của đối phương bóp vào trong tử lôi, có thể nhìn thấy rõ ràng. Tâm thần Lý Vân Tiêu chấn động, làm ánh mắt của hắn kinh hãi, bị Chọc Khôn bắt được, hắn không thể giãy ra. Bốn người khác cũng công kích tới. Không ai không đánh ra một kích kinh thiên động địa. Nhưng Chọc Khôn lại mỉa mai, có mắt không tròng, hoàn toàn tự tin 10 phần vào thực lực của mình. Ầm ầm, Bắc Quyến Nam công kích đầu tiên, đánh ra một chưởng. Chọc Khôn tùy ý mở tay ra, một đạo kết giới xuất hiện. Một chưởng mang theo lục độc và hư quang đánh lên kết giới, rất nhiều tiếng phốc phốc vang lên, khó lay chuyển kết giới. Sau đó Phi Nghê, Khúc Hồng Nhan, Tiểu Hồng đánh ra chiêu thức. Kết giới hóa thành kim quang, sau đó chấn động và nổ tung. Cái gì? Cảnh tượng này làm đám người Lý Vân Tiêu bị chấn nhiếp, ngay cả ba long tử cũng hoảng sợ, tâm thần thất thủ. Đột nhiên sắc mặt Bắc Quyến Nam vặn vẹo, hai mắt của hắn mở lớn, nhìn chằm chằm vào Chọc Khôn, nói. Ngươi là Chọc Khôn đại nhân. Tiếng nói mang theo vẻ khiếp sợ, âm điệu biến hình, trở nên bén nhọn, đâm rách bầu trời. Đám người Lý Vân Tiêu nhướng mày. Cái tên Chọc Khôn này quá lạ lẫm với bọn họ, nhưng nếu như Bắc Quyến Nam nhận ra, hơn phân nửa cũng là nhân vật của 10 vạn năm. Cuối cùng vẫn bị người ta nhận ra đấy. Chọc Khôn cười nhạt nói. Ta cũng có chút ấn tượng với ngươi, ngươi là thủ hạ của Bắc Vực Vương Linh Mục Địch đúng không? Lý Vân Tiêu nghe vậy, nội tâm của hắn vô cùng nghi ngờ, nam tử trước mặt chính là nhân vật của 10 vạn năm trước. Hắn chỉ biết có bốn đại vực vương. Chưa từng nghe người qua nam tử tên là Chọc Khôn. Bắc Quyến Nam khó kìm nén kinh hãi trong lòng, gương mặt của hắn run rẩy. Lý Vân Tiêu chưa bao giờ thấy hắn thất thố như vậy. Chọc Khôn đại nhân, thật sự là, ngài. Bắc Quyến Nam lúc này vẫn chưa tin, nhưng thần sắc và ngữ khí cung kính, không ai có thể biết được kinh hãi trong lòng của hắn. Chọc Khôn gật gật đầu, nói. Nếu ngươi đã nhận ra bổn tọa, như vậy còn muốn đối địch với ta không? Bắc Quyến Nam đắng chát, khẽ lắc đầu nói. Vì cái gì,
vì cái gì ngài muốn nhập ma? Chọc Khôn cười, dường như nghe được chuyện buồn cười nhất, nói. Ta vì cái gì không thể nhập ma, có thể đạt được lực lượng cường đại hơn, càng có tính mạng bền bỉ hơn. Ma tộc có gì không tốt, vì sao nhất định phải làm nhân tộc? Thế nhưng mà, Bắc Quyến Nam ngoài mạnh trong yếu, nói. Ma tộc bất lường lập với chúng ta, muôn đời đến nay, hai giới chém giết vô số lần, tử thương vô số, ngài làm như vậy, không cảm thấy phụ lòng những anh linh ngã xuống trong chiến đấu hay sao? Thật sự là chê cười, những anh linh này có quan hệ gì với ta? Chọc Khôn cười lạnh nói. Thiên hạ nhốn nháo vì lợi, thiên hạ sôi trào vì hướng lợi. Ai mà không sống vì dục vọng của mình, vì truy cầu, thậm chí không tiếc sát hại và hy sinh kẻ khác. Ma tộc như thế, nhân tộc cũng như thế. Trên đời này không có phân đúng sai, chỉ có thực lực cao thấp. Cường giả là đúng, kẻ yếu là sai. Buồn cười ngươi sống 10 vạn năm, vì sao không hiểu đạo lý đơn giản này? Bắc Quyến Nam cắn răng tức giận nói. Ta hiểu, nhưng không muốn tán thành, không muốn khuất phục. Giống như vô số tiền bối, cho dù biết rõ sẽ phải chết, cũng phải chiến đấu vì tín niệm của mình. Chọc Khôn nói. Đúng vậy. Ngươi có tín niệm của ngươi, mà ta có tín niệm của ta. Ta và ngươi đều chiến đấu vì tín niệm của mình, tại sao đúng sai, cần gì phải xính miệng lưỡi chứ? Hai tay của hắn dang rộng ra, kết giới sinh ra hào quang màu vàng, sức mạnh to lớn mênh mông xuất hiện, mỗi người đều cảm nhận được uy áp lớn lao. Dường như nhìn thấy không còn là một người, mà là vũ trụ mênh mông. Ầm ầm, hào quang màu vàng vỡ ra, khuếch tán ra khắp các hướng. Lập tức đánh bay đám người Lý Vân Tiêu, bọn họ không ngừng lui ra phía sau, thân thể bị bước lui ra xa mấy trăm trượng. Trong đó thực lực Khúc Hồng Nhan thấp nhất, nàng bị thương dưới một kích này, máu tươi chảy xuống. Lý Vân Tiêu cả kinh nói. Tại sao có lực lượng cường đại như vậy? Quyến Nam đại nhân, rốt cuộc là người nào? Ba Long Tử vô cùng kinh hãi, rút lui ra xa xa, cảnh giác nhìn qua, sợ bị ảnh hưởng tới. Hơn nữa kiến thức ba người bọn họ rất lớn, nội tâm đã xác định, nhưng mà đa phần là không dám tin, không thừa nhận. Sắc mặt Bắc Quyến Nam vô cùng đắng chát, nói. Hắn chính là khu vực chi chủ năm đó, là một trong bốn cường giả giới vương trong cuộc chiến phong ma năm đó, Chọc Khôn đại nhân. Chi? Lời này vừa ra, rất nhiều người vô cùng kinh hãi. Thấy lạnh cả người, thậm chí nội tâm dao động rất mạnh. Sắc mặt Ba Long Tử rung động rất mạnh. Bọn họ đã đoán được người này là cường giả giới vương cảnh, nhưng lại không muốn thừa nhận, hiện tại bị Bắc Quyến Nam nói toạc thân phận, hoàn toàn không hoài nghi. Xí quyết định thật nhanh, quát. Chúng ta đi. Giới vương cảnh là đỉnh phong của thế giới, căn bản không có khả năng thắng. Trừ phi bọn họ đều là tồn tại tạo hóa đại viên mãn mới có thể đánh một trận. Đáng tiếc mấy người này chỉ là tạo hóa sơ giai mà thôi, còn cách đại viên mãn rất xa. Chọc Khôn dương miệng cười nói. Vấn đề này ta vẫn chưa từng trả lời ngươi, ngươi lưu lại đi, chờ ta thu thập bọn họ lại mang ngươi đi giới khanh. Hơn nữa mới từ ma giới trở về, bên kia có một ít sinh vật hung tàn ngốc nghếch, ta cũng không thích. Vừa vặn thu ba người các ngươi làm người hầu. Vừa dứt lời, kim quang bắn ra khỏi tay của Chọc Khôn, phu trường không bắn ra hào quang sáng ngời, ba đạo long quang bắn ra sáng ngời. Trên màn hào quang bắn ra vô số phù văn. Trong mơ hồ có gốc đại thụ đỉnh thiên lập địa, chung quanh cây có vô số luân ảnh màu vàng, bánh răng nuốt lẫn nhau, giống như vận mệnh luân bàn nhấp nhô. Pháp thụ kim luân. Lý Vân Tiêu nhận ra thánh khí này. Dù sao hắn cũng thử luyện qua, nhưng nó khó thành công. Giờ phút này Chọc Khôn thi triển ra, so với hắn thi triển ra là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau, giống như ánh nến tranh sáng với ánh trăng. Sắc mặt Bắc Quyến Nam khó coi nói. Bối kinh hoàng đại nhân cũng bị ngươi giết. Chọc Khôn gật đầu nói. Kỳ thật giết hắn hay không chẳng sao cả, dù sao chỉ là tiểu tốt, không ảnh hưởng đại cục. Nhưng mà pháp thụ kim luân rất không tồi, muốn trách thì trách hắn mang ngọc có tội. Bắc Quyến Nam cắn răng nói. Tuy bối kinh hoàng đại nhân cũng có chút ích kỷ và cực đoan, nhưng dù sao cũng là chiến hữu kháng ma năm đó. Ngươi đoạt huyền khí của hắn cũng thôi, vì sao phải lấy mạng hắn? Chọc Khôn nhìn hắn như nhìn kẻ ngu si, nói. Tại sao ngươi ngây thơ như vậy? Đổi lại bối kinh hoàng, hắn không giết ta sao? Ta rất hoài nghi trí thông minh của ngươi thấp như vậy, làm sao có thể sống tới tận bây giờ? Sắc mặt Bắc Quyến Nam tái nhợt, ánh mắt nhìn thẳng vào Lý Vân Tiêu,
đôi môi khẽ nhúc nhích, truyền âm nói. Ta ngăn chặn hắn, ngươi chạy mau. Sắc mặt Lý Vân Tiêu đột biến, trả lời. Nói đùa gì vậy? Bắc Quyến Nam vội la lên. Hiện tại cũng không phải thời điểm hành động theo cảm tính, người này là cường giả giới vương cảnh, không ai ngăn cản được mũi nhọn của hắn. Chỉ có trở lại thành Viêm Vũ, bằng vào lực lượng của tòa thành ngăn cản. Nếu như ngươi chết ở đây, đối với nhân tộc, đối với thế giới này cũng là tổn thất to lớn. Đối mặt với nguy cơ to lớn này, sắc mặt Lý Vân Tiêu trở nên trầm tĩnh, nói. Nói xong chưa, nói xong cũng phải nghĩ biện pháp đối địch thế nào. Ngươi, Bắc Quyến Nam khẩn trương, thậm chí có chút tức giận, nói. Thân là Minh Chủ Thiên Võ Minh, thống soái thiên hạ, tại sao ngươi tùy hứng như vậy? Lý Vân Tiêu nói. Ngươi nói không sai, những năm gần đây ta không tùy hứng, cho nên rất không thoải mái. Hiện tại ta quyết định tùy hứng một lần. Bắc Quyến Nam. Ha ha ha, có ý tứ, ta cảm thấy ngươi rất thú vị. Đột nhiên Chọc Khôn cười rộ lên, hắn trực tiếp truyền âm qua. Lý Vân Tiêu và Bắc Quyến Nam biến sắc. Chọc Khôn cười nói. Mỗi thời đại đều xuất hiện chủ nhân giới thần bi, tuy nhiên chưa hẳn cuối cùng trở thành giới vương, nhưng không có ai không phải nhân kiệt đương thời, tính cách của bọn họ rất không tồi. Lý Vân Tiêu nói. Quá khen, ngươi cũng thế. Pháp thụ kim luân trấn áp, ba long tử hoảng sợ không nhỏ. Xí giận dữ hét. Ta và ngươi không oán không cừu, cần gì bắt chúng ta? Nếu hiện tại chúng ta xuất thủ tương trợ Lý Vân Tiêu, cho dù ngươi là giới vương cảnh, sợ rằng cũng không được. Chọc Khôn cười nói. Nói thật là, vấn đề của các ngươi rất không tồi. Chờ ta thu thập chủ nhân giới thần bi, lại thu thập các ngươi cũng không phải vấn đề khó khăn gì. Ba người lập tức im lặng, nổi giận nói. Mặc dù là thánh khí, muốn áp chế ba người chúng ta, quá tự đại rồi. Kính giơ tay đánh ra một đám thủy quang, hóa thành lệ mang khôn cùng, không ngừng bắn thẳng vào bóng cây. Thủy quang tỏa ra long vực màu xanh ra trời, còn chưa chạm vào kết giới đa bị ngăn cản. Kết giới chấn động vài lần liền an tĩnh lại, dường như không xảy ra bất cứ chuyện gì. Nhưng lúc này có một thân ảnh thướt tha xuất hiện trên bầu trời. Dung nhan xinh đẹp nhưng lạnh lùng, ánh mắt lạnh giá đánh giá ba người. Ma tộc, ma tôn. Xí và Kính hoảng hốt kêu to, hoảng sợ nhìn ma tôn xuất hiện, là một trong tám đại ma tôn của ma giới. Sắc mặt đám người Lý Vân Tiêu biến hóa, nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại. Hôm nay cường giả giới vương cảnh cũng đi ra, ma tôn xuất hiện cũng không kỳ quái, không cách nào ảnh hưởng tâm thần của bọn họ. Hơn nữa Chọc Khôn đồng thời khai chiến với ba long tử, đối với bọn họ cũng có lợi mà không có hại. Viện ngẩng đầu lên, nói. Ba đầu chân linh này nói đúng. Ngươi không nên khai chiến hai mặt. Chọc Khôn cười nói. Nếu chỉ có một mình ta, đương nhiên là như thế, nhưng không phải còn có người hay sao? Viện hừ lạnh, cũng không đáp lại, dường như thừa nhận lời hắn nói. Chọc Khôn tiếp tục nói. Trong pháp thụ kim luân, không có giới lực thiên võ giới áp chế. Với lại hơn phân nửa lực lượng của ngươi dùng để áp chế ba đầu chân linh nên vấn đề không lớn. Viện gật đầu, vung tay áo một cái, nói. Ngươi mau lên. Ba long tử giận dữ, sắc mặt xí âm trầm, quát. Vô chi, tự đại. Trên người hắn xuất hiện lửa giận khôn cùng, lập tức hóa thành hỏa quyền đánh thẳng về phía trước. Kính và mang đồng thời ra tay, hai đạo long quang phân biệt đánh lên người của hắn. Viện giơ tay lên, ngưng tụ trường mâu màu đen trong tay mình, lập tức hóa thành trăm đạo mâu ảnh, âm thanh suy suy không ngừng vang lên. Ầm ầm. Hỏa quyền bị trăm trường mâu xuyên qua. Xí biến sắc, vội vàng lui ra sau, tránh né trăm trường mâu đâm tới. Kính và mang cũng tránh né trường mâu tấn công. Đám người Lý Vân Tiêu âm thầm khiếp sợ, ba long tử mạnh bao nhiêu bọn họ biết rõ nhất, nhưng mà viện có thể đánh lui cả ba người. Có thể thấy được ma tôn không bị giới lực áp chế là mạnh bao nhiêu. Chủ nhân giới thần bi, đạt được ma nguyên là cơ duyên của ngươi, nhưng đồng thời cũng là kiếp số của ngươi. Tuy ta rất thưởng thức ngươi, nhưng mà không có biện pháp. Chọc Khôn mỉm cười nói. Ngươi là người thông minh, có lẽ hiểu không có khả năng đào thoát. Dựa vào nơi hiểm yếu chống lại chỉ làm mình thêm chật vật mà thôi, trở nên càng buồn cười. Lý Vân Tiêu nói. Buồn cười thì cứ cười, sống quá mệt mỏi, nhẹ nhõm cũng tốt. À, ngươi muốn biến mình thành chê cười để sung sướng mọi người sao? Tuy Chọc Khôn mỉm cười,
nhưng ánh mắt của hắn âm trầm, nói. Ngươi quá ném mặt mũi chủ nhân giới thần bi rồi. Lý Vân Tiêu kinh ngạc cười nói. Chủ nhân giới thần bi trong mắt các ngươi chỉ có phân lượng như thế sao? Nói thật, ta có thứ này rất lâu rồi, cũng không thấy nó làm ta trở nên mạnh hơn. Còn nữa, lịch đại chủ nhân giới thần bi chết trẻ cũng không ít, ngươi có phải quá xem trọng nó hay không? Ha ha! Đột nhiên Chọc Khôn cười rộ lên, nghiền ngẫm nói ra. Ngươi cũng biết vì sao ngươi không thể phát huy ra lực lượng của giới thần bi không? Trong lòng Lý Vân Tiêu hơi động, bật thốt lên. Bi Linh! Chọc Khôn gật đầu nói. Xem ra ngươi cũng biết một ít gì đó, cũng không phải là hoàn toàn vô tri. Lý Vân Tiêu tim đập thình thịch, nói. Ngươi cũng biết Bi Linh ở nơi nào? Nơi nào? Ha ha, xem ra ngươi biết cũng có hạn. Quả nhiên bối kinh hoàng tên này vẫn ẩn mà không nói, chẳng lẽ hắn sợ ngươi bước vào giới vương cảnh sao? Chọc Khôn cười nói. Kỳ thật cũng không phải là bí mật gì, nếu ngươi muốn biết, ta cũng nói cho ngươi biết, Bi Linh ở xa tận chân trời, gần ngay trước mắt. Cái gì? Lý Vân Tiêu cả kinh, nói. Chẳng lẽ ngươi chính là Bi Linh? Chọc Khôn. Chọc Khôn nổi giận nói. Đầu óc tối giả, chỉ số thông minh của ngươi thấp như thế, tại sao có thể trở thành chủ nhân giới thần bi? Chẳng lẽ thiên võ giới đã xuống dốc đến trình độ như vậy sao? Cái gọi là Bi Linh, kỳ thật là chính ngươi đấy. Sắc mặt Lý Vân Tiêu đại biến, đột nhiên hắn có cảm giác khiếp sợ, hồi tưởng lại Ma Phổ nói về lục đạo ma binh, lập tức hiểu ra tất cả. Chỉ trong tích tắc này giới thần bi cũng có cảm ứng, phát ra âm thanh rung động rất nhỏ, tần suất thập phần hài hòa, dường như muốn dung hắn làm một thể. Lý Vân Tiêu vô cùng kinh hãi, dùng thần thức cẩn thận cảm thụ giới thần bi, ôn hòa, vô cùng minh mông, lực lượng thần thánh đang dẫn đạo hắn, phát ra âm luật trầm thấp. Chọc Khôn nhìn hắn ngây ngốc, cho rằng bị lời của mình làm kinh sợ, tiếp theo cười lạnh nói. Cho dù là thế giới nào cũng có sinh mạng, mặc dù không giống chúng ta, có ý chí tự do, nhưng vẫn phải tuân theo quy luật nhất định. Hơn nữa tuyệt đối không được phép vượt qua quy luật này. Mà thiên thánh khí chính là quy tắc thế giới biến thành, đại biểu thiên đạo của thế giới. Cho nên người trong thế giới không cách nào khống chế giới thần bi chân chính, chỉ có thể bị giới thần bi khống chế, cho nên cũng có thể nói, người có được giới thần bi chỉ có hóa thành bi linh của nó mới hoàn toàn đạt được giới thần bi tán thành, phát huy ra lực lượng của giới thần bi. Nội tâm Lý Vân Tiêu vô cùng chấn động, nói. Làm thế nào mới có thể thành khí linh? Đột nhiên Chọc Khôn cười to, nói. Ngươi cũng là thuật thần mà, ngươi cảm thấy làm thế nào mới trở thành khí linh? Toàn thân Lý Vân Tiêu run lên, nghẹn ngào kêu lớn. Không có khả năng, muốn hóa thành khí linh, tất nhiên là tiêu diệt thân thể, dùng khí gửi thể, do đó đạt được mục tiêu hợp nhất. Nhưng năm đó ma chủ đế không phải có thân thể sao? Mặc dù là giới vương năm đó cũng có thân thể mà. Hắn không quá xác định, nhìn về phía Bắc Quyến Nam, muốn đạt được chứng thực. Bắc Quyến Nam gật gật đầu, xác nhận cách nói của hắn. Nhưng đồng thời Bắc Quyến Nam cũng trong nội tâm nghi hoặc, bởi vì Chọc Khôn không thể nào lừa gạt bọn họ, bởi vì không có lý do làm thế. Hơn nữa cường giả xem thường nói dối. Đúng vậy, giới vương có thân thể, nhưng thân thể là chân thân của mình sao? Chọc Khôn cười rộ lên, nói. Đó chỉ là mắt phàm các ngươi đánh giá mà thôi. Nhìn không thấu tất cả. Về phần lục đạo ma binh, ha ha, bởi vì người của ma tộc vốn không có thân thể. Lý Vân Tiêu biến sắc, nhớ tới ma tộc tồn tại chính là ma khí ngưng tụ thành ma sát. Lúc sau ma sát thôn phệ lẫn nhau, không ngừng lớn lên, thật sự không có thân thể. Chọc Khôn nói, người của ma tộc, đến ma quân mới bắt đầu cần. Hoặc là nói là, có thể thích hợp hơn, mới có thể phụ thuộc vào Nghê Hồng Thạch. Nghê Hồng Thạch chỉ là thân thể bề ngoài, đối với ma chủ đế mà nói, Nghê Hồng chi thân chỉ là ký chủ mà thôi, mà lục đạo ma binh mới là nơi sống chân chính của hắn. Lý Vân Tiêu cười lạnh nói. Vậy ngươi vì đạt được lục đạo ma binh, tha rằng bỏ đi thân thể, dũng khí thật lớn. Đáy mắt Chọc Khôn mang theo một tia hồi tưởng, thở dài nói. Không thể nói là dũng khí, ai bảo ta trong trận chiến phong ma năm đó bị hủy thân thể, rơi vào ma giới. Lại nói tiếp, ngay từ đầu là bị bất đắc dĩ tu ma. Hiện tại ta đã phát hiện ra, là thích thú. Lý Vân Tiêu sững sờ, ác cảm với Chọc Khôn giảm đi không ít. Thì ra đối phương cũng bất đắc dĩ,
hơn nữa hắn cũng lập nên công tích vĩ đại trong trận chiến năm đó. Lý Vân Tiêu hỏi, vậy lập trường của ngươi hiện tại là ma tộc hay nhân tộc? Chọc Khôn mỉa mai nhìn hắn, cười lạnh nói. Theo nhận định của các ngươi, ta hiện tại đã vượt qua tầng thứ, lập trường, rồi. Ta chỉ truy cầu cảnh giới rất cao, đây mới là mục tiêu của ta. Chuyện hai giới quan hệ gì tới ta? Thiên võ giới hủy liền hủy, ma giới hủy liền hủy. Hắn nói rất lạnh nhạt, giống như ẩn giả siêu thoát tất cả. Lý Vân Tiêu hừ lạnh nói. Ngươi nói thứ gọi là cảnh giới rất cao kia, chính là lãnh huyết vô tình sao? Cầu nó thì được gì? Còn nữa, cảnh giới rất cao kia có ý nghĩa gì? Ngươi không phải giới vương cảnh sao? Trong lòng của hắn hơi động, dường như bắt được tin tức gì đó, khó mà tin nổi. Ha ha, giới vương cảnh, như thế nào là giới vương cảnh? Ánh mắt Chọc Khôn bắn ra tinh mang, cười lạnh hỏi hắn. Lý Vân Tiêu trầm ngâm nói. Là đỉnh phong của thế giới, cho nên gọi là giới vương. Giống như ma giới ma chủ, chính là chủ nhân thế giới. Chọc Khôn hỏi. Giới vương và ma chủ, ai mạnh ai yếu? Lý Vân Tiêu nói. Bởi vì đẳng cấp ma giới cao hơn thiên võ giới, cho nên đỉnh phong của ma giới mạnh hơn đỉnh phong của thiên võ giới. Chọc Khôn gật gật đầu, cười nói. Đều là giới vương cảnh, cũng có phân cao thấp, ta truy cầu cảnh giới rất cao thì kỳ quái sao? Lý Vân Tiêu lập tức sửng sốt, không biết đặt câu hỏi thế nào. Đột nhiên Phi Nghê nói. Giới vương cảnh là điểm chí cao của thần đạo sao? Chọc Khôn cười nói. Nha đầu thật khờ. Năm đó thiên phượng cũng là giới vương cảnh, nếu là cao nhất, vậy tại sao nó vẫn lạc? Trong lòng Lý Vân Tiêu hiểu ra cái gì đó, khó có thể ức chế kinh hãi trong lòng, trầm giọng nói. Giới vương cảnh cũng không phải là cao nhất, ít nhất thiên võ giới giới vương cảnh không phải cao nhất, bởi vì còn có ma chủ mạnh hơn. Như vậy chẳng phải ma chủ mạnh nhất. Chọc Khôn gật đầu nói. Vẫn là ngươi hiểu ra, đại thế giới, vũ trụ bao la, trừ thiên võ giới cùng ma giới ra. Chẳng lẽ không có thế giới thứ ba, thứ tư, thứ năm? Hai tay Lý Vân Tiêu siết chặt, Chọc Khôn nói đã mở ra một thiên địa mới trong lòng của hắn. Đã có thế giới thứ ba, thế giới thứ tư, thậm chí vô cùng nhiều thế giới, như vậy giới vương cảnh không phải mạnh nhất, ma chủ cũng không phải mạnh nhất. Bọn họ chỉ là đẳng cấp cao nhất hạn chế bởi thế giới mà thôi. Chọc Khôn nói, mấy người các ngươi yếu nhất cũng là hư cực, mạnh nhất cũng là tạo hóa. Như vậy có nghiên cứu qua Ma Ha Cổ Văn chứ? Năm đó Ma Ha Cổ Kinh Văn vừa mới hiện thế, liền bị Phạm Thiên Tử Phủ Diệt Thế Thần Lôi đánh nát, như vậy lực lượng Ma Ha Cổ Thần chỉ mạnh hơn giới vương sao? Nội tâm mọi người chấn động, bọn họ chưa từng nghĩ tới vấn đề này. Đặc biệt là Lý Vân Tiêu, lúc thi đấu với ngả luyện chế ra vạn vật quy tắc, đã bị pháp tắc chi liên trói buộc chặt. Hắn luyện ra thủy chủ trầm phù, thiên địa không cho tồn tại. Như vậy tất nhiên đã có lực lượng vượt qua giới vương. Ma Ha Cổ Thần là cảnh giới vượt qua giới vương. Chọc Khôn tiếp tục nói. Còn có một việc, không biết các ngươi có thể nghĩ tới hay không. Giai đoạn trước của cuộc chiến phong ma, ta và giới vương khác đều tiến vào ma giới. Cái gì? Bắc Quyến Nam cả kinh nói. Vì sao ta chưa nghe qua việc này? Chọc Khôn xem thường nhìn hắn, cười nhạo nói. Ngươi tính toán là cái gì? Chẳng lẽ bổn tọa đi ma giới cũng phải báo cho ngươi biết sao? Bắc Quyến Nam khẽ cười, lơ đễnh, chỉ hỏi. Về sao thế nào? Chọc Khôn nói. Đi không bao lâu thì trở lại, bởi vì đã bị giới lực của ma giới áp chế, thật sự là quá mức nguy hiểm. Nếu ta và các giới vương kia chết đi, cuộc chiến phong ma 10 vạn năm trước không cần đánh. Về sau ma chủ hàng lâm thiên võ giới, ta cùng giới vương, diễn thần, còn có nhiều người đồng loạt tự hỏi. Vì sao ma chủ đế không bị giới lực áp chế? Cái này, Lý Vân Tiêu vô ý thức hỏi. Vì sao? Trong lòng của hắn lâm vào trầm tư, việc này thật sự cổ quái, giới lực áp chế là gặp mạnh càng mạnh, cho nên khe hở vừa xuất hiện, chỉ có ma tộc cấp thấp xuyên qua. Cấp bậc ngoài ma quân cố sức xâm nhập, không cẩn thận là tan thành mây khói. Ma tôn không dám hiện thân, năm đó ma chủ mạnh hơn nữa, một khi đã bị giới lực áp chế. Còn bị bốn gã giới vương cảnh liên thủ, hắn mạnh hơn nữa cũng phải chết. Bắc Quyến Nam nói, chẳng lẽ ma chủ có thể không bị giới lực áp chế? Nhưng điều này sao có thể? Thần sắc Chọc Khôn cô đơn, dường như trở lại thời gian 10 vạn năm trước, thở dài nói.
không phải ma chủ có thể không bị giới lực áp chế, mà việc đế không bị giới lực áp chế. Bởi vì hắn đã siêu thoát, giới vương cảnh. Cái gì, siêu thoát giới vương cảnh, đó là tồn tại thế nào? Trong lòng Lý Vân Tiêu hoảng hốt, đám người còn lại giật mình không nhỏ, đều trợn mắt há hốc mồm. Chọc Khôn nói, ta và các giới vương khác thảo luận qua, vấn đề thực lực giới vương cảnh mạnh yếu, trước kia chúng ta cho rằng đây là cực hạn của thần đạo, cho nên tất cả sự phân chia mạnh yếu là dựa vào đẳng cấp chênh lệch của hậu nhân. Còn có một nguyên nhân khác, nhưng cho tới khi ma chủ đế xuất hiện, chúng ta mới biết được chính mình sai. Bởi vì lực lượng của đế vượt qua, giới vương cảnh, đạt tới cấp độ hoàn toàn mới, cho nên hắn có thể tùy ý vượt qua giới, không bị giới lực áp chế. Tùy ý vượt giới. Đám người Lý Vân Tiêu nghe xong liền ngây ngốc, mặc dù biết ma chủ lợi hại, nhưng mà không ngờ lợi hại tới mức này. Trong mắt Chọc Khôn mang theo vẻ sợ hãi, nói. Năm đó nếu không phải hắn tự tìm đường chết, lập tức phân liệt thành hai người, sợ rằng thiên võ giới đã không còn tồn tại. Hoàn cảnh chung quanh yên tĩnh, đều bị hắn nói khiếp sợ, không biết làm gì cho phải. Chỉ có hào quang trong pháp thụ kim luân lập lòe, viện và ba long tử đánh nhau chưa phân thắng bại. Chọc Khôn cười to, đánh vỡ yên lặng, nói. Cho nên chuyện hai giới liên quan gì tới ta? Mục tiêu của ta là vượt qua thế giới, trở thành tồn tại vượt qua giới vương. Đột nhiên Lý Vân Tiêu nói ra. Ma chủ đế đã đạt tới mức đó, vì sao còn muốn xâm lấn thiên võ giới? Hai giới chênh lệch to lớn, hơn nữa đẳng cấp thế giới chi lực cũng thấp hơn, xâm lấn có ý nghĩa gì? Người như vậy có thể thoát ly thế giới, ngao du vũ trụ đấy. Chọc Khôn gật đầu nói. Ta từng bị vấn đề này mê hoặc thật lâu, thẳng đến khi ta ở ma giới vài vạn năm, khôi phục không ít lực lượng mới chậm rãi rõ ràng. Trong đó liên quan tới một ít bí mật, ta đến nay vẫn tìm kiếm đáp án, không thể nói với các ngươi. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Lý Vân Tiêu cả kinh nói. Nếu ngươi có thể tìm được mấu chốt trong đó, có lẽ có thể hóa giải nguy hiểm cho thiên võ giới, thậm chí kết thúc cuộc chiến hai giới diễn ra vô số năm qua. Vậy ngươi chính là tuyên cổ đệ nhất nhân rồi. Ha ha, tuyên cổ đệ nhất nhân, im đi. Chọc Khôn khinh thường, nói. Ta không có chút hứng thú làm tuyên cổ đệ nhất nhân. Sở dĩ ta truy tra việc này, cũng là bởi vì liên quan đến con đường tương lai của ta. Vì sao ma chủ đế lại chấp nhất với chuyện này, chờ ta hấp thu hai người các ngươi xong, có lẽ sẽ biết rõ cũng không chừng. Lý Vân Tiêu cười lạnh nói. Nói như vậy, ta chỉ cần hấp thu ngươi cũng có biết được mọi việc. Ha ha ha. Chọc Khôn cười ha hả, nói. Lúc này mới có chút bóng dáng chủ nhân giới thần bi. Ngươi biết vì sao ta nói nhiều với ngươi như vậy không? Lý Vân Tiêu nói. Là muốn chỉ điểm hậu bối. Để chúng ta mở mang tầm mắt. Chọc Khôn nói. Ngươi nghĩ thế cũng được. Bởi vì ta lập tức hấp thu ma nguyên trong người các ngươi. Như vậy các ngươi còn sống hay không thì chưa biết được. Cho nên ta cho các ngươi ăn chút ngon ngọt trước khi chết. Cổ ngữ có nói. Sáng nghe đẹo, chiều có thể chết. Lý Vân Tiêu nói. Vậy sao không chờ tiếp? Chọc Khôn cười nói. Chờ 10 vạn năm, chờ không được. Hắn vươn tay ra, chỉ vào Lý Vân Tiêu. Trong mắt bắn ra hàn quang, sát khí lăng lệ. Lý Vân Tiêu bị sát khí áp làm lui ra sau vài bước, hắn kéo ra khoảng cách an toàn, đột nhiên nói. Người bây giờ thật sự là giới vương cảnh sao? Chọc Khôn sững sờ, trên mặt mang theo thần sắc cổ quái, nói. Tại sao hỏi thế? Lý Vân Tiêu nói. Năm đó thân thể ngươi bị hủy, cảnh giới tất nhiên sẽ giảm xuống. Mặc dù sau này chuyển tu ma công. Dù sao cũng là nửa đường đi ngang, muốn trùng kích đến thánh ma là chuyện không có khả năng nha. Ma giới ngàn ngàn vạn vạn thiên tài vẫn không thể đột phá cảnh giới này, mà ngươi giữa đường chuyển tu ma công càng khó khăn trùng trùng. Hơn nữa, nếu ngươi thành thánh ma, cũng không cần phải cướp đoạt ma nguyên của đế từ chúng ta. Thông minh! Chọc Khôn lạnh lùng cười cười, hắn nói. Hiện tại ta chỉ là ma tôn mà thôi, nhưng đã một bước đạp vào cảnh giới thánh ma. Hơn nữa ta sinh ra ở thiên võ giới, không bị giới lực áp chế, cho nên lực lượng của ta không yếu hơn năm đó bao nhiêu. Ngươi nói không sai, thánh ma không phải dễ dàng thành tựu như thế. Huống hồ ta năm đó mất đi thân thể, đã bị giới lực ma giới áp chế cùng tàn phá, muốn tu luyện trở về, sao đơn giản được. Nhưng dù vậy, ta vẫn đi tới ngày hôm nay. Mà bây giờ, ta càng đạp lên thi thể hai người các ngươi tiến lên một bước,
một bước đi vào cảnh giới thánh ma. Lý Vân Tiêu cười lạnh nói. Dẫm lên thi thể người khác đi lên, chung quy là tà đạo, có thể đi thật xa. Chọc Khôn nói. Ta đã từng nói qua, đó là nhận định của các ngươi, với ta mà nói, không có tà đạo, chỉ có đạo của ta. Chữ đạo vừa dứt, chung quanh Chọc Khôn sinh ra hắc quang, bắt đầu tương dung với thân thể của hắn. Sau lưng Chọc Khôn xuất hiện cự linh màu đen đỉnh thiên lập địa. Chân ma pháp thân. Lý Vân Tiêu và Tiểu Hồng Đô ăn cả kinh, từ phân thân ma chủ nhìn thấy chiêu này, trừ cổ quái cùng khiếp sợ ra còn có cảm giác không khỏe. Thật sự giống như thứ do mình tư tàng lại bị người khác phát hiện ra. Chọc Khôn cười lạnh, nói. Cách tinh quyền. Chân ma cự linh giơ tay đấm ra, chung quanh xuất hiện hơn 10 vòng xoáy nhỏ, trong đó hắc quang lập lòe, rất nhiều năng lượng bị hút vào và áp xúc. Ầm ầm, đánh xuống một quyền, cả không gian lắc lư, hào quang trong hơn 10 vòng xoáy bắn ra, quyền phong bay nhanh rực rỡ, giống như ngôi sao nứt ra, vạn vực đổ nát. Nếu ngươi không phải giới vương cảnh, vậy cũng không có gì đáng sợ, chỉ mạnh hơn tạo hóa khác mà thôi. Lý Vân Tiêu hét lớn một tiếng, toàn thân lôi quang lập lòe, toàn thân biến thành màu tím. Lôi quyết biến ảo trên tay, lôi quang hóa thành long ảnh tạo thành kết giới. Đều tránh thoát đi. Lý Vân Tiêu hét lớn, hai tay mở ra, thân thể tử long lập lòe, nó dừng lại trên không trung. Đám người Bắc Quyến Nam lập tức bay lên đến bên cạnh Lý Vân Tiêu. Kết giới màu tím phủ xuống, bảo vệ tất cả mọi người. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Từng tiếng kết giới tử lôi chấn động, hào quang màu tím lập lòe liên tục. Cả kết giới bị đánh thay đổi liên tục, hào quang không ngừng bị nghiền nát. A, tiên thiên lôi thể. Chọc Khôn lạnh nhạt cười cười, hắn mở tay đẩy ra. Động tác của chân ma cự linh cũng đè tay xuống, giống như bầu trời sụp đổ. Phi dương. Khúc Hồng Nhan kinh hô. Mặc dù trong kết giới, nàng vẫn cảm nhận được uy áp khủng khiếp áp xuống. Lý Vân Tiêu quát. Không có việc gì, ta gánh vác được. Vừa nói xong, hắn vươn tay ra, trực tiếp đặt lên ánh sáng tím. Ầm ầm, hào quang nghiền nát như bong bóng, tử lôi nổ tung và nghiền nát tất cả, rất nhiều lôi quang hóa thành lợi kiếm đâm vào bàn tay của hắn. Ầm ầm, cả vùng đất chấn động không ngừng, lực lượng khủng bố như bài sơn đảo hải, đánh nát long vực, phạm vi mấy ngàn dặm bị phá hủy. Ân, đột nhiên Chọc Khôn ngẩng đầu lên, hắc quang bao phủ không gian, chính là bóng dáng Tiểu Hồng, nhưng toàn thân của nàng phủ kín ma văn, hào quang màu đen bao phủ thân thể nàng. Hào quang màu đen giống như thôn phệ tất cả, lộ ra nanh vuốt bén nhọn của mình. Chi chi chi. Không ngừng có tiếng chi chi vang lên, A Ma Luân bảo bị Tiểu Hồng rút ra, 12 phúc luân xoay tròn, hóa thành từng bóng dáng. Hai đồng tử Tiểu Hồng đen kịt không thấy đáy, mang theo khí tức âm hàn thấu xương. A Ma Luân bảo bị dơ lên cao cao. Lập tức 12 đạo phúc luân giống như 12 tầng kết giới, triệt để bao phủ cả bầu trời. Chảm! Chi chi! Ma binh chém xuống, bóng kiếm mở rộng gấp trăm lần, giống như cột điện bằng sắt áp xuống. Lực lượng khủng bố như vậy chưa hoàn toàn rơi xuống đất, long vực hóa thành phấn vụn, mặt đất xuất hiện hàng vạn khe ở, trong phạm vi mấy vạn trượng đều lún xuống. Đánh nát trời xanh! Trong khu vực thiên băng địa liệt, sắc mặt Chọc Khôn ngưng trọng. Trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì, cũng không có vị uy lực lớn mà lùi lại nửa bước. Sau khi mặt đất dưới chân vỡ vụn, thân thể hắn cũng bị ảnh hưởng, hai tay bấm pháp quyết, hóa ra chân ma pháp tướng ba đầu sáu tay. Ba mặt pháp tướng dữ tợn, đánh ra sáu thủ ấn cổ quái, khí tức trang nghiêm và thần thánh xuất hiện. Ầm ầm, pháp thân cự linh mở mắt ra nhìn trời, đột nhiên hai tay hợp lại, lúc này nắm lấy A Ma Luân bảo vào tay. Ầm ầm. Hai tay cự linh kẹp chặt ma binh, chấn động khủng bố truyền đến, bầu trời phiêu hốt không thực. Hai tay run rẩy lợi hại, ma quang trên người bốc lên không ngớt, dường như tùy thời sẽ sụp đổ. Nhưng cuối cùng lực lượng ma binh vẫn bị áp chế. Sắc mặt Tiểu Hồng đại biến, ma đồng ẩn chứa vẻ sợ hãi. Tuy đã nghĩ tới đối phương có thể tiếp được chiêu này, nhưng không nghĩ tới lại là dùng tay không tiếp được. Chọc Khôn cười một tiếng, thè lưỡi ra liếm môi dưới. Trong mắt bắn ra hào quang tham lam, nói. A Ma Luân bảo sao? Hắc hắc, ân. Thời điểm hắn tham lam muốn thu ma binh, đột nhiên sau lưng hắn có khí tức cường đại truyền ra, giống như đâm xuyên qua không khí, xuyên qua thân thể của hắn. Pháp tướng sau lưng ngẩng đầu lên,
chỉ thấy không biết Lý Vân Tiêu xuất hiện phía trên lúc nào, hắn một tay cầm chiến phủ che khuất cả mặt trời. Chiến phủ có đầu thú, trong mắt khảm bảo thạch. Một khi xuất hiện, cả thiên địa trở nên nặng nề, không ngừng có tiếng sấm nổ vang, giống như thiểm điện lôi minh. Chết! Lý Vân Tiêu hét lớn một tiếng, hắn cầm A Lại Huyền Việt đâm xuống, không gian vỡ vụn tầng tầng, hóa thành mây khói tiêu tán ra chung quanh. Trên ma binh có hào quang hình nón, lưỡi búa sắc bén đánh thẳng vào người Chọc Khôn. Rốt cuộc Chọc Khôn cũng biến sắc, không dám lại đón đỡ, một tay bấm niệm pháp quyết đánh ra ngoài. Tiếng nổ ầm ầm từ bàn tay truyền ra ngoài, âm thanh A Hàm Trảm Cốt Đao long cong chém tới. Phanh! Tiếng huyền khí thanh thúy va chạm nhau, ma quang chập chờn không dứt, thiên địa lâm vào hắc ám, nó giống như lỗ đen có thể thôn vệ tất cả mọi thứ. Ngay cả thế giới pháp thụ Kim Luân cũng bị cắn nuốt, hoàn toàn không nhìn rõ ràng. Viện và ba tên long tử trong thế giới kia kinh hãi, hoảng sợ nhìn thế giới bên ngoài. Thế giới tối tăm như mực, bỗng nhiên có một tia sáng như hạt đậu xuất hiện. Sau đó tia sáng như hạt đậu lớn bằng nắm tay, sau đó là tiếng phốc sinh ra, hóa thành chim lửa, hình thái không ngừng phát triển. Trong nháy mắt giống như trôi qua trăm năm, trong khoảnh khắc hóa thành hỏa phượng lao ra ngoài. Tiếng phượng gáy xé rách màn đêm, vậy xuyên thấu qua thế giới trong pháp thụ Kim Luân, đâm vào trong tai bốn người. Phượng Hoàng bay thấp ngàn trượng, trực tiếp hóa thành hình dáng phi nghê, hai tay kết xuất một ấn điểm vào thế giới tối tăm kia. Phượng Vũ Cửu Thiên. Lúc này một bóng dáng hỏa phượng còn sống đâm thẳng vài Chọc Khôn. Còn có Lý Vân Tiêu và Tiểu Hồng, thân ảnh ba người xuất hiện trong ánh sáng, thời gian như dừng trôi. Cho tới khi phượng quang xuất hiện. Thân thể Chọc Khôn hơi chấn động một chút. Một mặt pháp tướng ngẩng đầu bắn ra lệ quang, ấn quyết hai tay hợp lại, hóa ra một đám lửa có thể thôn vệ tất cả. Hỏa phượng không sợ hỏa diễm, phun ra một đống lửa va chạm với nó. Ầm ầm, hai chủng lực lượng hỏa thuộc tính va chạm nhau xua tan hắc ám, thân ảnh mấy người lóe lên sau đó biến mất. Trên bầu trời tối tăm, hiện tại ánh sáng chiếu vào mắt làm người thường bị mù trong nháy mắt. Hai loại hào quang hoàn toàn khác nhau khuếch tán ra, cả vạn linh chi địa bị kinh động không nhỏ. Chân linh ngủ say chung quanh bị đốt thành cho bụi, còn có rất nhiều chân linh ngủ say mấy chục vạn năm đã bị đánh thức, hoảng sợ nhìn qua bên này, không dám tới gần. Cách nơi giao chiến vài vạn dặm, đám người giận vũ cũng bị kinh động, đều sợ hãi và khó tin nổi. Đám chân linh sau lưng bọn họ cảm ứng được chấn động cường đại, không ngừng kêu to trầm thấp, thân thể run rẩy rất mạnh. Có mấy chân linh hóa thành hình người cũng sắc mặt trắng bệch, hoàn toàn sợ hãi và cúng bái với lực lượng đang tỏa ra. Uyên Long cả kinh nói. Phụ vương, đây là... Giận Vũ gật gật đầu, nói. Là ma nguyên chấn động, có lẽ đã động thủ, còn đánh rất hăng. Hắn như có điều suy nghĩ, hơi gật đầu, nhưng nội tâm vô cùng kinh hãi và hoảng sợ. Bởi vì lực lượng này vượt xa hắn hiện tại, chẳng lẽ Lý Vân Tiêu đã tiến bộ tới mức này rồi? Vừa có suy nghĩ này, nội tâm của hắn bất an. Giận Vũ vội vàng bài trừ tâm tư khủng bố trong lòng, nếu không sẽ biến thành ác mộng không thể trừ đi được. Trên mặt Uyên mang theo vẻ lo lắng, nói. Lực lượng này quá mạnh nha, chẳng lẽ đã là, không có khả năng, không có khả năng, tuyệt không thể nào là giới vương cảnh. Phụ vương, ta lo lắng an nguy của ba vị ca ca, sợ rằng bọn họ không ứng phó được. Giận Vũ mặt không biểu tình nhìn hắn. Nội tâm thầm mắng ngốc nghếch, hừ lạnh nói. Bọn họ ứng phó không được, người có thể ứng phó được. Không phải. Uyên đỏ mặt lên, kinh ngạc nói. Ta có thể đi trợ giúp ba vị ca ca một tay. Nếu ta và đại ca ra tay, cho dù Lý Vân Tiêu là giới vương cảnh, hơn nữa cũng có thể gánh nổi. Ngây thơ. Giận Vũ mắng không lưu tình. Ngươi xem giới vương cảnh là cái gì? Chỉ năm tên tạo hóa có thể đánh thắng giới vương sao? Trên mặt Giận Vũ đầy mỉa mai và cười nhạo, lạnh lùng nhìn hắn, nói. Giới vương chính là chủ nhân thế giới, vượt qua thần đạo đấy. Hoàn toàn là hai khái niệm khác biệt với tạo hóa cảnh. Hắn cẩn thận nói ra. Con đường tu hành nhất là nguyên thủy, nhị phần, tam tài, tứ tượng, ngũ hành, lục kinh, thất túc, bát hoang, đến tu luyện ra cửu thiên đế khí, bước vào võ đế chính là võ đạo, sau võ đạo chứng cửu thiên võ đế, đây là thập phương thần cảnh. Từ nay về sau ra sức luyện khí, cửu thiên đế khí hóa thành thần dịch lực. Cái gọi là quy chân, trưởng thiên, hư cực,
tạo hóa, đây chỉ là tiểu cảnh giới trong thập phương thần cảnh mà thôi. Nếu như trải qua bách kiếp bước vào giới vương, nhận lấy tạo hóa. Không bằng nói bách kiếp giới vương đã vượt qua thập phương thần cảnh, cả hai hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau. Uyên sửng sốt, làm bộ dáng suy nghĩ. Giận Vũ tiếp tục nói. Các ngươi thân là con ta, thời điểm ra đời đã là thập phương thần cảnh, nhận thức đại cảnh giới cực mỏng. Đây cũng là tâm chướng của các ngươi nhận thức giới vương cảnh không đủ. Mà trong 9 đứa con, có khả năng bước vào giới vương nhất chính là Tù. Chỉ tiếc, ai? Vừa nhắc tới Tù, Uyên sinh ra lửa giận, quát. Lý Vân Tiêu đáng chết, ta sẽ đi giết hắn báo thù cho Tam Ca. Đứng lại. Giận Vũ nổi giận nói. Ngươi quá đề cao mình rồi sao? Nếu thật muốn báo thù, nếu như ba ca ca của ngươi làm không được, ngươi đi cũng chẳng được gì. Bây giờ chúng ta cần làm chính là lẳng lặng quan sát, nhìn xem kết quả chiến đấu như thế nào. Nếu như Lý Vân Tiêu thật bước vào giới vương cảnh, chúng ta sớm bỏ đi, đi càng xa càng tốt, chờ tương lai lại báo thù. Sắc mặt Uyên đầy không cam lòng và căm giận, tức giận nói. Nếu giới vương cảnh thật sự lợi hại như vậy, vì sao năm đó Phụ Vương và Thiên Phượng, lần được vinh danh là những người mạnh nhất lại vẫn lạc, cảnh giới giảm xuống rất nhiều. Thấy sắc mặt Giận Vũ biến hóa, Uyên sững sờ một lát, lần này tự biết nói lỡ, vội vàng quỳ xuống tạ tội, nói. Là hài nhi nói sai, kính xin Phụ Vương thứ tội. Trong mắt Giận Vũ đầy vẻ lo lắng, qua một lúc mới bỏ qua, nói. Ngươi nói đúng, có tội gì, đứng lên đi. Trong lòng Uyên tâm thần bất định, lúc này mới cẩn thận đứng lên. Giận Vũ nói. Không chỉ có là ngươi, sợ rằng trong 9 đứa con của ta, các ngươi đều sinh lòng hướng tới giới vương cảnh, thật vừa yêu vừa hận lại sợ đúng không? Uyên cúi đầu không nói, dường như bị nói trúng tim đen. Giận Vũ thở dài, lắc đầu nói. Trời sinh vạn vật, có dài có ngắn, có tròn tất có thiếu, không có gì là hoàn mỹ không tì vết. Mặc dù chân long nhất tộc chúng ta cũng tồn tại khuyết điểm, đó chính là tính phát triển. Uyên gật đầu nói. Đúng thế, chúng ta từ khi sinh ra đã là thần cảnh, sau khi thành niên, lực lượng khó tăng lên. Giận Vũ nói. Không đơn thuần là 9 người các ngươi, vi phụ không phải vẫn như thế sao? Trên mặt hắn mang theo vẻ không cam lòng, cắn răng nói. Dựa vào cái gì chân long nhất định là giới vương cảnh, mà không thể vượt qua giới lực trói buộc. Lại tiến thêm một bước cao hơn. Lại, cao hơn. Nội tâm Uyên chấn động, cả kinh nói. Phụ vương nói vậy là có ý gì? Giận Vũ nhìn chằm chằm vào chấn động đang truyền tới, nhìn thật lâu, nói. Vốn những lời này là đại nghịch bất đạo, giới lực không cho. Nhưng phụ vương dù là chân long tôn quý, những năm gần đây thiên địa có quan tâm ta sao? Nghĩ biện pháp hủy diệt ta, càng không tiếc thai nghén ra chân long mới. Đối với phiến thiên địa này, ta đã tuyệt vọng rồi. Cuối có một ngày ta sẽ đánh vỡ trói buộc của thế giới này, tùy ý qua lại ngàn giới, thành tựu cảnh giới rất cao kia. Cảnh giới rất cao. Nội tâm Uyên cả kinh, nói. Chẳng lẽ trên giới vương còn có tồn tại mạnh hơn nữa? Giận Vũ lộ ra yêu thương chi sắc, gật đầu nói. Không sai, năm đó người nọ xông qua giới vương cảnh, lúc này mới nghịch chuyển uy áp của phụ vương, đánh rơi vạn linh. Thiên võ giới và ma giới trong mấy năm qua, có ghi lại lẻ tẻ, sau khi siêu thoát thế giới sẽ có thể tự do qua lại các thế giới trong đại vũ trụ, được xưng là thiên giới chi chủ. Thiên giới chi chủ. Uyên bị lời của Giận Vũ làm khiếp sợ, dường như phải mất thời gian rất lâu mới hoàn hồn, dường như hiểu ra cái gì đó, lẩm bẩm. Cửu thiên võ đế, thập phương thần cảnh, bách kiếp giới vương, thiên giới chi chủ. Nghĩ đến vũ trụ bao la bát ngát, vô số thế giới. Có thể tùy ý qua lại làm bừa bãi. Không bị thế giới nào trói buộc, trường tồn cùng vũ trụ, có thể nói là bất tư bất diệt. Lúc này sinh ra hướng tới, máu trong người sôi trào lên. Phụ vương, ta cũng muốn trùng kích thiên giới chi chủ. Đột nhiên Uyên kích động, tràn đầy ước mơ, hai mắt tỏa sáng. Ha ha! Giận Vũ cười nhạt một tiếng, nói. Đây là chuyện mà mỗi giới vương sinh lòng hướng tới, mà ngươi còn sớm lắm. Trước nghĩ biện pháp tiến vào giới vương cảnh đi. Uyên gật gật đầu, nói. Phụ vương, ta muốn đi vào giới vương cảnh, mong rằng phụ vương chỉ điểm ta. Giận Vũ lại cười nói. Yên tâm, từ xưa đến nay, mặc dù là giới vương cảnh cũng có mạnh yếu,
mà lịch đại chân long không ai không phải người nổi bật trong giới vương, có phụ vương chỉ điểm, người bước vào giới vương cảnh độ khó không lớn lắm. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, không được ngỗ nghịch ý của phụ vương. Ta sớm muộn gì cũng giúp ngươi đạt tới cảnh giới đó. Đa tạ phụ vương. Uyên đại hỉ, lúc này kích động hưng phấn. Giận Vũ cũng yêu thương nhìn hắn, thần sắc mong đợi và cổ vũ. Thủy Long sau lưng không nói câu nào, nhưng mà sâu trong mắt có hào quang lóe lên, trong nháy mắt lại ảm đạm, che giấu rất sâu. Cách đó mấy vạn dặm, đại chiến đánh thiên băng địa liệt, long vực không ngừng run rẩy. Phạm vi hơn ngàn dặm bắt đầu có nước biển, chính là điềm báo long vực sụp đổ. Chọc Khôn dùng một chiến năm, không lâm vào hạ phong, hơn nữa mục tiêu của hắn là hấp thu ma nguyên của Lý Vân Tiêu cùng Tiểu Hồng, còn chiếm lấy ma binh của bọn họ. Cho nên hắn ra tay không lưu tình với hai người này, ra tay với Phi Nghê, Khúc Hồng Nhan, Bắc Quyến Nam là hạ sát thủ, muốn trừ ba người này trước tiên. Trong đó thực lực Khúc Hồng Nhan và Bắc Quyến Nam hơi yếu, hơn nữa thân thể Khúc Hồng Nhan không mạnh bằng Bắc Quyến Nam, sau mấy chiêu đã bị thương, làm cho tâm thần Lý Vân Tiêu bị quấy dày, vội vàng thu nàng vào trong giới thần bi. Chậc chậc, thánh khí chí cao của thế giới biến thành nơi trú nạn của ngươi sao? Chọc Khôn cười lạnh mỉa mai, hắn không ngừng biến hóa chiêu thức, trực tiếp đánh vào đỉnh đầu Lý Vân Tiêu. Hắc mang phá không, chảm liệt hoàn vũ. Bành! Hai tay Lý Vân Tiêu nâng chiến phủ, ngăn cản công kích đánh tới, hắn bị lực lượng khủng bố đánh bay, hai tay run rẩy mất đi chi giác. Ma quang mênh mông đánh vào cơ thể, ngay cả hư quang hóa khải cũng xuất hiện vô số vết nứt, cần rất nhiều thần dịch lực chữa trị. Không có khả năng, đều là tạo hóa, tại sao có chênh lệch lớn như thế? Toàn thân Phi Nghê bị thương, gương mặt đầy máu, hỏa diễm thiêu đốt thân thể nàng. Nhưng nàng biết rõ đây là năng lực trị liệu của thiên phương, càng đau đớn hiệu quả càng mạnh. Vô chi! Chọc Khôn cười lạnh, hắn cầm A Hàm chảm cốt đao chém về phía Phi Nghê. Đồng thời thân ảnh của hắn lóe lên, biến mất tại chỗ. Xuy! Bầu trời phá vỡ, nội tâm Phi Nghê chấn động, không muốn đón đỡ chiêu này, miễn làm mình mất đi phượng nguyên. Lập tức ánh lửa lóe lên, nàng muốn tránh đi. Nhưng đột nhiên chân trời bị xé nát, một bàn tay chân ma khổng lồ như núi đánh thẳng vào người Phi Nghê, phá vỡ độn thuật của hắn, cả không gian bị khóa lại, không đường có thể trốn. Phi Nghê kinh hãi, lại biến hóa ảo vài lần, nhưng mà bàn tay khổng lồ của chân ma quá mạnh. Sắc mặt nàng tái nhợt, hư ảnh thiên phượng sau lưng hóa thành lĩnh vực. Hai tay bấm niệm pháp quyết, vạn hỏa chui vào trong cơ thể. Đột nhiên có âm thanh xiềng xích vang lên, mấy đạo hắc mang phá không giống như lôi điện xuyên qua không gian, lập tức hóa thành một đám tinh vân bao quanh Phi Nghê, bảo vệ nàng vào trong. Đồng thời xiềng xích không ngừng uốn lượn trói bàn tay chân ma lại. Trong hư không, thân ảnh Lý Vân Tiêu xuất hiện, sắc mặt tái nhợt, một tay cầm chiến phủ, một tay nâng xiềng xích. Bàn tay này có khí lực rất mạnh, xích sắt không ngừng rung động, bàn tay trái Lý Vân Tiêu đầy máu tươi. Xiềng xích trên trời cũng xuất hiện vết máu. Ầm ầm, A Hàm chảm cốt đao chém tan phòng ngự, chém vào lĩnh vực thiên phượng. Thân thể Phi Nghê chấn động vài lần, phượng quang va chạm với đao mang, phát ra chấn động kinh thiên. Vào lúc này bàn tay chân ma tuy bị xiềng xích trói buộc, nhưng thế đi không giảm, trùng kích vào lĩnh vực. Ầm ầm, phượng quang mở ra toàn bộ, thân thể Phi Nghê bay ngược ra sau, máu tươi bắn tung tóe. Phi Nghê, Lý Vân Tiêu nổi giận gầm lên một tiếng, con mắt như nứt ra. Nhưng hắn có tâm không lực, hắn hoàn toàn không thể có lực lượng cường đại như vậy. Cảm giác không cam lòng bao phủ tâm thần hắn, áp lực này làm hắn cực kỳ khó chịu. Đột nhiên phía chân trời có đao mang chém ra, có tiếng xé rách vang lên, 12 đạo phúc luân chi lực va chạm nhau, cắt nát hư không. Phanh! Hào quang huyền khí bùng phát, chỉ thấy Tiểu Hồng chém xuống một kiếm bị Chọc Khôn dùng đao đỡ được. Kiếm khí không ngừng gieo vang, thân thể Tiểu Hồng hóa thành trong suốt, hiển nhiên đã dùng toàn lực thúc giục lực lượng A Ma Luân Bảo. Bởi vì đến bây giờ, nàng đã rất rõ ràng dựa vào thực lực của mình không thể đánh thắng Chọc Khôn, lực lượng duy nhất có thể đánh chết Chọc Khôn chính là lục đạo ma binh. Quả nhiên, sắc mặt Chọc Khôn biến hóa, lực lượng A Ma Luân Bảo tăng lên, đã vượt qua phạm vi khống chế của Tiểu Hồng, nhưng thế tăng lên không giảm. A Hàm chảm cốt đao trong tay hắn kêu vang. Thân đao sinh ra hào quang màu đen, từng khí tức lăng lệ bùng phát, toàn lực chống lại A Ma Luân Bảo. Lý Vân Tiêu nhìn thấy, tâm
tâm linh hiểu ra suy nghĩ của Tiểu Hồng. Nếu ngươi ưa thích lục đạo ma binh như vậy, ta sẽ toàn bộ cho ngươi, cầm đi đi. Lý Vân Tiêu nâng tay phải lên, A Lại Huyền Việt tại trên bầu trời hóa ra một đạo cự đại búa ảnh, vào đầu tự chiếu vào chọc khôn đầu lâu chém tới. Đồng thời tay trái xuất hiện A Át Phạm sát kích, hóa thành ngàn vạn hào quang. Tam thiên thế giới. Ma quang khủng bố sinh ra trên người Lý Vân Tiêu, thiên địa trời xanh sinh ra vòng xoáy. Lực lượng hai kiện ma binh bị hắn dùng toàn lực kích phát, lực lượng hủy thiên diệt địa không thể bị khống chế, lúc này đánh thẳng vào chọc khôn. Vân Thiếu. Bắc Quyến Nam kinh hãi hô to, nhưng tiếng kêu của hắn bị lấn át, toàn thân của hắn bắn ra hào quang lập lòe, cố gắng ngăn cản lực lượng ma binh, tránh bị cuốn vào trong đó. Nhưng hào quang càng ngày càng yếu, cuối cùng đã chôn vùi, hoàn toàn không tồn tại. Phi Nghê cũng bị thương hô to phu quân, nhưng nàng khó ngăn cản ma lực cho nên bay ngược ra sau như con thuyền nhỏ trước sóng lớn. Ma quang khuếch tán trong vạn linh chi địa, nó dễ dàng xé nát long vực, phạm vi mấy vạn dặm hóa thành hư không. Trên biển Bắc, nước biển phóng thẳng lên trời, trực tiếp xuyên thẳng vào đám mây, trong khoảnh khắc nước biển trong phạm vi vạn dặm biến mất không còn, chỉ còn lại một hố sâu cực lớn. Vào lúc này vạn linh chi địa biến thành vực sâu, trung ương của nó đang mở rộng ra. Mặc dù là Giận Vũ cũng bị trùng kích, tuy hắn dễ dàng ngăn cản nhưng cũng biến sắc. Tại sao lại mạnh như vậy? Chẳng lẽ thật sự là giới vương cảnh? Giận Vũ kinh hãi khó có thể tự kiềm chế, sắc mặt biến hóa mấy lần, lập tức lắc đầu nói. Không đúng, không có khả năng. Đây là lực lượng của lục đạo ma binh, lực lượng này cũng không phải Lý Vân Tiêu có thể khống chế. Hẳn đã bị bước vào tuyệt cảnh, sau đó thi triển lục đạo ma binh, chính là muốn đồng quy vu tận với ba tiểu tử kia. À! Uyên kinh hãi, run giọng kêu lên. Đồng quy vu tận, ba vị ca ca chết. Sắc mặt Giận Vũ âm trầm, lạnh lùng nói. Hơn phân nửa là chết rồi. Nội tâm của hắn vô cùng phức tạp, chỉ hy vọng Lý Vân Tiêu và ba nghịch tử kia lưỡng bại câu thương, như vậy hắn có thể làm ngư ông đắc lợi, thật không nghĩ tới lại là đồng quy vu tận. Dù sao Lý Vân Tiêu đang nắm giữ chân long vừa ra đời, mà ba nghịch tử kia có long nguyên là thứ hắn cần. Trên người bọn họ có vật mà hắn khát khao, chẳng lẽ cứ chết như thế sao? Giận Vũ cảm thấy hoảng hốt, hắn không kịp phản ứng. Lão tặc thiên ngươi vì muốn giết ta mà dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, ngay cả chủ nhân giới thần bi cũng bị bỏ qua sao? Sau nửa ngày, Giận Vũ mới phục hồi tinh thần lại, hắn nhìn lên trời cao, đột nhiên nội tâm của hắn mê mang. Có lẽ Uyên đã lấy lại tinh thần, a một tiếng, khóc giống lên. Ba vị ca ca a, các ngươi chết trận thật thảm. Giận Vũ thấy hắn khóc thì tâm phiền, quát. Tốt, đừng khóc, dù gì ngươi cũng là tạo hóa cảnh, khóc sướt mướt như vậy còn ra thể thống gì. Uyên lúc này mới ngừng khóc giống lên, nức nở một hồi mới dần dần dừng lại. Giận Vũ âm trầm, nói. Các ngươi đi theo ta, trong lòng của ta có nghi vấn, không tin tưởng bọn họ chết như vậy. Có lẽ bị đánh vào khe hở không gian cũng không chừng. Không gian vạn dặm trước mặt, tất cả đều biến thành trạng thái chân không. Đáy biển biến thành vực sâu không đáy. Trong không gian cực lớn này chìm nổi rất nhiều mảnh vỡ long vực, còn có vô số ngũ hành nguyên tố. Có ngưng kết thành miếng đất bay trên không trung, có trực tiếp biến thành lửa, từ từ thiêu đốt, còn có kim quang tỏa sáng trên trời, cũng có từng đám thủy nguyên hóa thành giọt nước phiêu phù trên cao. Ngoài ra còn có từng đám ma vân đen kịt bao phủ bầu trời. Ba đạo long quang phóng thẳng lên trời, bay thẳng về phía vụ nổ. Sau lưng còn có vài chục chân linh, tuy thân thể không ngừng run rẩy, nhưng cũng không dám cãi lời, cùng xông vào. Trong phiến chân không này, khí tức sau vụ nổ làm bọn họ khiếp sợ. Nơi này là thời điểm Giận Vũ đi chung quanh tìm đám người Lý Vân Tiêu, trong không gian này là khu rừng đá. Hoàn toàn yên tĩnh không có chút âm thanh nào. Đám người Lý Vân Tiêu đều xuất hiện ở đây, tất cả đều ngạc nhiên. Ngay cả thế giới pháp thụ Kim Luân cũng bị phá vỡ, viện và ba long tử cũng tiến vào đây. Lý Vân Tiêu biến sắc, cả kinh nói. Không gian trong lục đạo ma binh. Lần trước tại Thiên Đãng Sơn Mạch, hắn và Tiểu Hồng cùng đế giả đánh một trận, ba kiện ma binh gặp nhau, trong lúc vô tình tiến vào trong không gian này, không thể ngờ lần này lại bị kéo vào. Sắc mặt Tiểu Hồng biến hóa, nhưng nàng nhanh chóng tỉnh táo lại. Sắc mặt Chọc Khôn ngây ngốc, hắn nhìn chung quanh và mê mang.
những người còn lại cảnh giác nhìn chung quanh, cẩn thận đề phòng. Bọn họ lo lắng có địch nhân, hay là lo lắng ở nơi này xuất hiện địch nhân mà bọn họ không biết. Sau một lúc, Chọc Khôn nói. Chẳng lẽ nơi này là không gian trong lục đạo ma binh, là siêu huyền không gian hiểu rõ vũ trụ đại thế giới? Siêu huyền không gian? Nội tâm Lý Vân Tiêu cả kinh, vội vàng hỏi. Tại sao là siêu huyền không gian? Hắn có thủy chủ trầm phù là dùng siêu huyền không gian liên hợp ba thanh thần kiếm, lúc này mới dung hợp APM 1. Lý giải về siêu huyền không gian vẫn không toàn diện, dường như còn ẩn chứa quy tắc không thể lý giải. Chọc Khôn nói. Ngươi vừa rồi kinh hô nói đây là không gian lục đạo ma binh, chắc hẳn đã đi vào đây rồi. Lý Vân Tiêu cười lạnh nói. Tại sao ta phải trả lời ngươi? Sắc mặt Chọc Khôn ngưng trọng, dường như không có nhẹ nhõm, nói. Nếu ngươi không thể giải nghi hoặc trong lòng của ta, tại sao ta lại trả lời ngươi? Lý Vân Tiêu trầm mặc một hồi, trong nội tâm thầm cảm thấy kỳ quái. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 130.